Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, vị Hy xin gửi tới các bạn truyện Đem con theo đuổi mẹ, tác giả Lương Hải Yến. Yến nhớ lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Bùi Dạ Tĩnh vừa đi ra khỏi nhà liền nghe được trong túi truyền tới tiếng chuông điện thoại di động. Cô không cần nghĩ cũng biết người gọi tới chính là người bạn tốt kiêm đồng nghiệp của mình, Tô Hà. Tô Hà, mình không đi có được không? Mấy ngày nay, thật sự là bùi dạ tĩnh bị Tô Hà cố ý hoặc vô ý dọa cho sợ, cũng không biết có phải là Tô Hà đang bị cuốn vào một tình yêu nồng nhiệt hay không. Cho nên, không quen nhìn bùi dạ tĩnh, người phụ nữ độc thân lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô. Không được. Tô Hà không hề suy nghĩ, liền lập tức cự tuyệt. Mình đã gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu rồi, lập tức đến ngay đi. Trời ạ, à, cứ tiếp tục như vậy nữa, bùi dạ tĩnh sẽ cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi. Bùi dạ tĩnh nhìn điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, bó tay mà thở dài một hơi, thật không còn cách nào. Gần một tiếng sau, bùi dạ tĩnh rốt cuộc cũng tìm được một quán cà phê theo lời Tô Hà. Cô vừa đi vào, liền nhìn thấy một cô gái đang vẫy tay về phía mình. Dạ tĩnh, Minh ở đây. TV trong quán cà phê đang phát ra một khúc piano tao nhã, thì đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn quá mức của người phụ nữ, không khỏi khiến mọi người nhao nhao quay đầu nhìn với ánh mắt khinh bỉ bùi dạ tĩnh lúng túng cúi đầu từ từ di chuyển đến chỗ ngồi của bạn tốt tô hà cậu không cần lớn tiếng như vậy chứ trời ạ à, thật là mất mặt muốn chết mình sợ cậu không nhìn thấy cho nên mới lớn tiếng kêu cậu mà tô hà lại cho đó là chuyện đương nhiên bắt lấy tay của cô kéo cô ngồi xuống tô hà cậu đừng kéo mình như vậy bị cô đột nhiên lôi kéo bùi dạ tĩnh cảm thấy tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn cô làm cho cô hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui vào nếu không làm như vậy mình chắc chắn cậu sẽ bỏ chạy Cô hiểu rõ bạn tốt của mình ra mặt mỏng, Tô Hà không dùng chiêu này thì Bùi Dạ Tĩnh làm sao có thể ngoan ngoãn đến gặp mình. Cậu không thể làm gì khác, Bùi Dạ Tĩnh chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu mà ngồi xuống, nhưng cô lại không để ý đối tượng hẹn hò. Giới thiệu với cậu, người này là Tô tiên sinh, anh ấy là một bác sĩ. Lần này Tô Hà lại có một sở thích mới là giúp người ta làm mai mối. Tô Hà hướng tới người đàn ông kia giới thiệu. Tô tiên sinh, đây chính là bạn đồng nghiệp, cũng chính là chị em tốt của tôi, Bùi Dạ Tĩnh xin chào bùi tiểu thư người đàn ông lịch sự nhìn cô chào hỏi tôi tiên sinh xin chào thật xin lỗi đã để cho anh uống có một chuyến trước mắt tôi không có dự định tìm bạn trai hoặc là kết hôn nói xong bùi dạ tịnh đứng lên cúi chào anh ta một cái xin lỗi tôi xin phép trước sau đó cô cầm lên túi sách đi ra cửa tô hà vừa nhìn thấy liền nóng này vội vàng nói xin lỗi với người đối diện sau đó đuổi theo ngay sau cô chạy ra khỏi quán bùi dạ tĩnh cậu đứng lại đó cho mình Tô Hà thực sự tức giận, cô ở phía sau gào to. Bùi dạ Tĩnh dường bước lại, đợi cô đuổi theo. Tô Hà, mình cảm thấy như mình bây giờ cũng rất tốt, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Không nghĩ đến chuyện tình cảm? Vậy cậu nghĩ đến chuyện gì chứ? Cậu đã sắp 30 tuổi rồi, mà còn không rốt ruột sao? Cô vốn là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Tô Hà, tình cảm cũng quá rõ ràng. Quen biết nhau 5 năm, không thấy cô giao thiệp với một người bạn trai nào. Thậm chí, đi ra ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp nam còn ít hơn. Trời ạ! cô cảm thấy không lẽ mình lại gặp phải một người thanh tâm quả dục, tiền nữ không chạm đến nhân gian khói lửa sao? Trước kia cũng không thấy cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của mình như vậy, yêu đương với Chu Vĩnh mới có mấy tháng mà đã thay đổi rồi sao? Bùi giả tĩnh cười trêu nói, mới mấy tháng mà cậu cho là mình đã có thể làm chuyên gia tình cảm được rồi sao? Dù sao cũng hơn cậu, một mối tình cũng không có. Tô Hà hầm mừ nói, đây gọi là có phúc cùng hưởng, muốn chia sẻ tình yêu ngọt ngào cho cậu, muốn cho cậu nếm thử một chút tư vị tuyệt vời của tình yêu sao cậu lại biết mình chưa yêu ai bao giờ chứ? Trong mắt bùi dạ tĩnh vụt qua cảm xúc khác thường, nhưng rất nhanh lại bị cô giấu đi. Cái thứ ngọt ngào ấy cứ để lại cho cậu, hưởng thụ một mình đi, mình không có phúc phận để hưởng. Cậu có từng yêu chưa? Phụ nữ từng yêu rồi, thì lòng không thể lặng như nước giống như cậu được. Tô Hà tức giận trợn mắt nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Cậu làm cho mình tức chết rồi, chẳng lẽ cậu muốn sống cô độc cả đời sao? Chuyện tình cảm tốt nhất là để thuận theo tự nhiên đi. Bùi dạ tĩnh qua loa nói, cậu không cần phải lo lắng cho mình, mà hãy lo chuyên tâm yêu đương với anh Chu đẹp trai, đừng phí sức trong năm chuyện của mình. Được rồi, được rồi, chuyện trọng đại của cậu mình không quản nữa. Tô Hà cảm thấy mình đã bị cô đánh bại, giới thiệu cho cô 10 lần cũng không có lần nào thành công. Dù sao người mà mình có thể giới thiệu đều đã giới thiệu cho cậu rồi. Cảm ơn cậu, Tô Hà, mình biết cậu là người tốt nhất. Bùi Dạ tịnh ôm cô hưng phấn kêu lên. Xin cậu, cậu muốn cả đời làm bà cô già như vậy mà vẫn vui mừng thế sao? Tô Hà nhìn cô lắc đầu, Nói tóm lại, mình không có hứng thú với những bữa gặp mặt như thế này. Cậu biết không, để nuốt xuống được thì mình khổ sở biết bao nhiêu. Bùi dạ tĩnh vỗ trán than vãn. Cảm ơn cậu đã giải thoát mình từ trong địa ngục đi ra. Không cần khoa trương thế chứ. Mí mắt tôi hà khẽ nhíu lại. Thôi, không nói những điều này nữa, mình mời cậu ăn cơm. Dứt lời, bùi dạ tĩnh lôi kéo cô đi ra từ trong đám người. Tô Hà tạm tha cho cô, không truy cứu nữa. Đi thôi. Bóng dáng của hai người càng lúc càng xa, cuối cùng mất hút trong biển người. Buổi tối, một mình bùi dạ tĩnh trở lại phòng nhỏ trọ của chính mình. Một ngày ngụy trang mới dỡ xuống, suy nghĩ không khỏi bay tới câu hỏi trước đó của Tô Hà. Người phụ nữ từng yêu rồi thì lòng không thể lặng giống như cậu được. Lòng cô thực sự có thể lặng như nước sao? Chỉ sợ là không có khả năng thôi. Ít ra, trong lòng cô vẫn còn có bóng dáng của người cũ, có chút áy náy, muốn gặp nhất. Ngã xuống giường, những hình ảnh kia hiện về lại giống như một thước phim tua chậm, từng màn hiện lên trước mặt, phảng phất cứ như là chuyện mới hôm qua cô cho ngoài nếu cô muốn gả cho người đàn ông kia thì không cần quay trở lại bùi gia cha bùi đem bùi dạ tĩnh đang quỳ dưới đất lôi ra cửa chỉ vào người đàn ông anh tuấn giống lớn cô cùng hắn đi đi bùi gia chúng ta không còn đứa con bất hiếu như cô tĩnh nhi thiệu sâm tiến lên đem vợ mới cưới kéo dậy thấy đầu gối của cô sưng đỏ đau lòng không dứt quay đầu nói với cha bùi cha vợ chúng con kết hồn không thông báo với người một tiếng đây là lỗi của con xin người không cần trách cứ tĩnh nhi ai là cha vợ của anh tôi không nhận nổi Cha bùi bởi vì tức giận, sắc mặt trở nên sưng huyết đỏ bừng, "Đi, lập tức cuốn ra khỏi nhà tôi." "Cha, con xin lỗi, xin cha hãy tha thứ cho con." Bùi Dạ Tĩnh lặng lẽ chảy nước mắt, cầu xin cha tha thứ. "Muốn tôi tha thứ cho cô thì lập tức cùng tên tiểu tử này ly hôn, về nhà." Cha bùi không thể chấp nhận đứa con gái mình thương yêu, lại ngay lúc đang du học ở Nhật Bản lại có thể tùy tiện đăng ký kết hôn cùng người khác. Từ nhỏ, cô là một bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay. Vì tương lai của cô, bọn họ tuy là gia đình bình thường nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền đưa cô đi du học. Nhưng nay, việc học của Bùi Dạ Tĩnh còn chưa thành, đã qua loa mà kết hôn, điều này không làm cho ông lo lắng sao? Ông à, có gì từ từ nói, không nên như vậy. Mẹ Bùi giữ chặt chồng đang phẫn nộ, lên tiếng giúp đỡ khuyên can. Còn có cái gì có thể nói? Phẫn nộ của cha Bùi không hề thuyên giảm. Cũng đã kết hôn rồi, trong bụng thậm chí còn có cả đứa trẻ. Cha, chúng con là thật lòng yêu nhau, cha hãy tác thành cho chúng con đi. Bùi dạ tĩnh nghẹn ngào cầu khẩn cha. Được, tôi có thể tác thành cho các người, trừ phi cô không phải là con gái của tôi. Cha bùi lạnh lùng nói. Tôi nếm trải đau khổ cay đắng để kiếm tiền cho cô ra nước ngoài học, không phải kiếm tiền để cô đi yêu đương rồi tự mình kết hôn. Tôi hy vọng con của mình có thể thành đạt, làm rạng rỡ tổ tông của bùi gia dạ chúng ta. Hôm nay, cô lại làm cho hàng xóm xung quanh cười nhạo không có học hành. Ngược lại, còn làm lớn bụng, mang theo người đàn ông trở về. Cha bùi nói xong lời cuối cùng, giận đến mức nói không nên lời. Cha vợ, Chúng con thật sự yêu nhau, việc này không có lỗi. Thiệu Sâm không chịu nổi người khác chỉ trích tình yêu của bọn họ, phản bác lại lời nói của cha Bùi. Chẳng lẽ Tịnh Nhi chỉ là công cụ để người khoe khoang, không phải là con gái của người sao? Cô ấy có hạnh phúc hay không, vui vẻ hay không, người đều không để ý đến sao? Tên khốn kìa, người có tư cách gì nói ta? Cha Bùi tức giận quát. Sâm, đừng nói nữa. Bùi dạ tĩnh không muốn chọc cha mình tức giận, ai ngờ Thiệu Sâm lại thêm dầu vào lửa, Cha vợ, rất xin lỗi, không phải là con muốn chống đối người, chỉ hy vọng là người có thể tiếp nhận con. Con sẽ yêu thương tĩnh nhi cả đời này, xin người hãy chấp nhận. Thiệu Trâm cầu xin cha bùi. Nếu như anh mà yêu nó, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới tiền đồ của nó. Chúng tôi thật vất vả đưa nó ra nước ngoài du học, nhưng bây giờ vì anh mà phải tạm nghỉ học, con kết hôn. Cha bùi càng nói càng tức, người đàn ông này đã hại con gái của ông. Hôm nay anh còn có mặt mũi muốn tôi tha thứ cho anh à, nằm mơ đi. Cha, chờ con sinh xong đứa bé, con sẽ tiếp tục hoàn thành việc học. Bùi dạ tĩnh sốt ruột giải thích. Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha, sẽ cố gắng để trở thành niềm kiêu hãnh của người. Cha bùi trong nháy mắt lộ ra một chút thương yêu, xoay mặt đi không nhìn cô, vô cùng tàn nhẫn nói. Hôm nay, nếu cô không cắt đứt qua lại cùng người đàn ông này, thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cho con. Tự cô lựa chọn đi. Ông! Mẹ bùi đứng ở một bên kêu lên, không dám tin nhìn chồng. Cha, tại sao nhất định người phải bắt con chọn lựa chứ? Bùi giả tĩnh nước mắt tuôn trào, đau lòng không thôi. Tĩnh nhi, Thiệu Trâm đau lòng đỡ vai bùi dạ tĩnh an ủi cô. Ngoan, đừng khóc. Cha, thật xin lỗi. Bùi dạ tĩnh đẩy Thiệu Trâm ra, chậm rãi hướng về phía cha mà quỳ xuống, dùng lực cúi đầu một cái. Con gái cảm ơn cha những năm qua đã có công nuôi dạy dưỡng dục con. Là con gái bất hiếu, đã phụ sự kỳ vọng của người. Nhưng con yêu Thiệu Trâm, nếu không có anh ấy, con sẽ tiếc nuối cả đời. Cho nên xin người hãy tha thứ cho con. Sau đó, cô lại chuyển hướng về phía mẹ Bùi. Mẹ, con xin lỗi. Sau khi cúi đầu với mẹ, cô liền đứng lên, cầm tay Thiệu Sâm cùng nhìn nhau. Được, coi như tôi chưa từng có đứa con gái này, cút đi cho tôi. Nói xong, cha bùi kéo vợ vào nhà, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, đóng cửa lại. Bùi dạ tĩnh nhào vào trong lòng Thiệu Sâm khóc lớn. Thiệu Sâm ôm cô, lặng lẽ đứng trước cửa lớn đang đóng chặt, chờ đợi hồi lâu. Tokyo, Nhật Bản Thiệu gia khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng, Tối hôm qua, rốt cuộc tiểu thiếu gia của bạn họ được bình an sinh ra, bọn họ có thể không vui mừng sao? Tịnh nhi, đã cực khổ cho em rồi. Thiệu Sâm đứng bên giường khẽ cười nói với Bùi Dạ Tĩnh. Con của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, tương lai nhất định là một người tài giỏi. Bùi Dạ Tĩnh nắm tay chồng, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Em muốn nhìn con một chút. Vợ à, em vừa mới sinh con xong, đợi một lát nữa, anh sẽ ôm con tới gặp em, được không? Thiệu Sâm dịu dàng trấn an vợ mình. Ngoan, em trước hết hãy nghỉ ngơi thật tốt, Mệt mỏi cả đêm rồi. Ơ! Ừ. Cô gật đầu thuận theo chồng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiệu Trâm đứng dậy ngồi bên giường, cứ như vậy mà lặng lặng nhìn vợ mình. Thời gian qua, bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Vì anh, cô đã phải chịu rất nhiều át ức, bị cha mình kiên quyết xua đuổi, cũng không thể hoàn thành việc học. Tất cả đều khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Tịnh nhi, cảm ơn em. Anh cúi đầu khẽ hôn lên mi mắt đã khép lại của cô. Từ nay về sau, thế giới của anh sẽ hoàn chỉnh. Mẹ con bọn họ chính là tất cả của anh, anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, che chở bọn họ, không để bọn họ phải chịu một chút tổn thương nào. Những ngày kế tiếp, Bùi Dạ Tĩnh cũng giống như những người phụ nữ được làm mẹ lần đầu, không ngừng vây quanh con trai của mình, đến nỗi khiến cho cái người thân là chồng, Thiệu Trầm cũng không nhịn được ăn dấm của con trai. "Vợ à, đã khuya lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Thật vất vả mới dụ dỗ con trai ngủ, cô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi ai ngờ người phụ nữ này lại vẫn đang nhìn về phía đứa trẻ sơ sinh thiệu sâm không nhịn được rút đi quyển sách trên tay của cô không cho xem nữa ngủ thôi chỉ là một chút nữa là xem xong rồi bùi dạ tĩnh lo lắng muốn đoạt lại đáng tiếc tay lại không đủ dài tị nhi mấy ngày này em đều chỉ quan tâm đến con còn anh thì sao thiệu sâm bày ra một vẻ mặt buồn bã đáng thương em là của anh anh lại ở đây ăn dầm với con trai sao lúc này bùi dạ tĩnh mới chuyển hướng tầm mắt đến chồng mình cười nói nó là con trai của anh. Con trai cũng không được. Anh tức giận bá đạo nói. Từ khi cô mang thai đến giờ, đã hơn nửa năm, anh không được chạm qua cô. Đến nay, con cũng đã hơn ba tháng. Điều này làm cho anh cảm thấy bất mãn nghiêm trọng. Hôm nay, bất luận thế nào, anh đều phải nhắc lại sức mạnh của chồng, để cho cô biết người nào mới là người cô nên quan tâm. Bùi dạ tĩnh không thể làm gì, buồn cười nhìn chồng bày ra bộ mặt nghiêm túc, nói không ra lời. Không cho phép xem nữa. Nói xong, anh ném sách lên ghế sofa bên cạnh, đưa tay kéo cô vào lòng. Em tối nay là của anh, đời đời kiếp kiếp đều là của anh. Anh tuyên bố bá đạo giống như là đóng dấu, mỗi cây mỗi chữ đều khác trong đầu cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy trong cuộc đời mình sẽ không còn có thể có một người đàn ông nào giống như anh có thể bước vào lòng cô. Cô bị lời nói của anh làm cho kinh ngãi, một cỗ trong ngực bắt đầu khởi động kêu gào, dường như bắt đầu từ chỗ yếu nhất, nhiệt huyết sôi trào. Thiệu Sầm vội vàng ôm ngang người cô, đi về phòng ngủ kích tình đi qua, Triệu Sâm ôm thân hình trần trụi, tựa vào trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve đầu vai mượt mà của cô. Tịnh Nhi, em có hối hận gả cho anh không? Anh cúi đầu đưa mắt nhìn vợ. Không chỉ không thể hoàn thành việc học, hơn nữa, cả ngày còn phải quay quay đứa bé. Em có hối hận không? Bùi dạ tĩnh, hiện tại có thể nói là nữ chủ nhân tiêu chuẩn trong gia đình. Cuộc sống đều đặt việc nhà lên đầu. Ban đầu cô muốn thực hiện ước mơ, bây giờ đã cách cô rất xa. Đây là cuộc sống mà cô muốn sao? Triệu Sâm trong lòng hoang mang, sợ cô sẽ hối hận, sợ có một ngày cô nhận ra rằng cuộc sống của một thiếu phụ lớn tuổi có chồng không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô nằm gối đầu trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Bùi dạ tĩnh cảm thấy vô cùng an tâm. Không, em chưa từng hối hận, đây là do em lựa chọn. Em nguyện ý vì anh và con, tuyệt không hối hận, là thật. Chờ con lớn lên chút nữa, em hãy trở về trường tiếp tục việc học, đến phiên anh chăm sóc nó. Thiệu Sâm không muốn làm cho cô lưu luyến, em đồng ý không? Sâm, Bùi Dạ Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Công ty không phải rất bận sao? Thiệu Sâm mới nhận được chức tổng giám đốc từ tay cha Thiệu, cần phải thiết lập lại trật tự cũ kỹ của công ty. Khoảng thời gian gần đây, anh đang bận chuyện của công ty. Để cho anh không phải lo lắng chuyện trong nhà, cô đã cố gắng xử lý tốt việc nhà, chăm sóc con trai, không để cho anh phân tâm. Nhưng không ngờ vào lúc này, anh lại nói ra vấn đề này. Hiện tại công ty cũng không còn bận rộn như trước, anh sẽ dành chút thời gian. Thiệu Sâm nhỏ giọng giải thích. Sau khi anh nhận chức, tại công ty liền có một cuộc điều chỉnh nhân sự lớn, khiến cho trong lòng mọi người hoảng sợ. Mà tác phong của Thiệu Sâm rất mạnh mẽ và quyết đoán, để cho một đám người đứng đầu không làm việc mà nhận lương. Những người cậy quyền cậy thế vào ông cụ bớt phóng tùng đi. Công ty không sao chứ? Mặc dù không hỏi tới công việc của anh, nhưng cô cũng hiểu biết một chút. Thiệu Sâm biết cô lo lắng cho công việc của mình, Trấn An cô nói. Yên tâm, trải qua thời gian chỉnh đốn, công ty trên căn bản đã đi vào quỹ đạo anh sẽ không phải bận rộn như trước, không cần mỗi ngày phải làm thêm giờ. Như vậy, anh sẽ dành chút thời gian để chăm sóc con, để em có thời gian lên lớp. Nhưng... Bùi dạ tĩnh vẫn cảm thấy không yên lòng. Tĩnh nhi... Thiệu Sâm nâng cái cằm của cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh không muốn em phải hối hận. Anh không muốn dùng hôn nhân và đứa bé trói chặt cô, lý tưởng của cô, việc học của cô cũng nên được thực hiện. Tĩnh nhi, tin tưởng anh, anh có thể làm được. Anh gãi hôn đôi môi của cô, Em muốn hoàn thành tốt việc học của em và mọi việc em muốn làm, anh đều ủng hộ. Ừ, Em nghe theo anh. Bùi Dại Tĩnh đưa tay ôm lấy cái cổ của anh, lớn mật hôn lên môi anh. Chờ sau khi bé rứt sữa, em liền trở về trường học. Thiệu Trầm hài lòng cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn vào cánh môi của cô, chui vào quần lấy cái lưỡi thơm tho, hung hăng hôn đến khi cô hít thở không thông, anh mới chậm rãi buông cô ra. Bùi Dạ Tĩnh khẽ nhếch cánh môi đỏ mọng thở hồn hển khiến cho Thiệu Xâm vừa nhìn thấy lại lần nữa đem môi mình che phủ cô. Xâm, anh cảm nhận được dụng vọng của anh sẽ không phải là lại muốn nữa rồi chứ? Vợ à, thêm một lần nữa. Nói xong, đem lời cô nói nuốt vào miệng mình. Lại lần nữa, Bùi Dạ Tĩnh lâm vào lưới tình của Thiệu Xâm. Suy nghĩ của cô sớm đã bị ném lên chín tầng mây. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hơn nửa năm. Việc làm mẹ của Bùi Dạ Tĩnh đã dần thành thục. Hơn nữa, vì chồng mãnh liệt yêu cầu, cô cũng bắt đầu cho con trai rứt sữa. Nói đến đây, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được bật cười. Cô chưa từng thấy một đấng mày râu nào như Thiệu Sâm lại thích ăn dấm, cho con trai rứt sữa chậm một ngày anh cũng không đồng ý, lại ép buộc con rứt sữa, làm cho mỗi lần con đói bụng lại khóc đến nỗi cô cũng không đành lòng muốn cho nó bú, nhưng đến cuối cùng vẫn bị chồng ngăn lại. Vì vậy, khi bị người cha bà đạo cưỡng chế rứt sữa, tên tiểu tử này cũng đã thành công rứt sữa mẹ, không còn giống như trước kia mà khóc loạn. Thiếu phu nhân, đồng tiểu thư đến thăm, cô có muốn gặp không? Quản gia đi vào bên trong phòng thông báo với bùi dạ tĩnh. Đồng tiểu thư sao? Bùi dạ tĩnh chưa từng nghe qua. Cô ấy là ai? Cô ấy là đại tiểu thư của đồng gia, đồng gia cùng thiệu gia là hai nhà thế sao? Quản gia đem chuyện của đồng gia nói một cách sơ lược với cô. Từ đời trước, hai nhà đã rất thân thiết, đồng tiểu thư cùng thiếu gia lớn lên cùng nhau. Thiếu chút nữa là đồng tiểu thư đã trở thành vị hôn thê của thiếu gia. Cái gì? Bùi dạ tĩnh không nhịn được nhỏ giọng kêu. Bọn họ đã từng yêu nhau sao? Không phải, thiếu phu nhân đừng hiểu lầm. Quản gia chỉ sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích. Đó là ý của cha mẹ hai bên, nhưng đồng tiểu thư cự tuyệt, chuyện đó sao tôi cũng không rõ nữa. Thật sao? Chẳng biết tại sao, bùi dạ tĩnh cảm thấy trong lòng ê e ẩm như gai đâm, rất không thoải mái. Nếu đồng thôi thái dạ cùng thiệu sân là bạn, mời cô ấy ở đại sảnh chưa một chút. Không cần, tự tôi vào. Một thanh âm ngang ngược chen vào, Đồng Thải Diệp mặc một thân chi phong xuyên thấu đỏ rực, trói mắt không thôi. Cô tựa như nữ chủ nhân, ngay ngang đi vào phòng của bùi dạ tĩnh. Đồng tiểu thư, sao cô có thể xông vào chứ? Quản gia đối với bộ dạng vô lễ của cô ta cảm thấy rất tức giận. Cô là người làm mà lại dám nói với tôi như vậy à? Đồng Thải Diệp nhíu mày, giận dữ mắng mỏ quản gia Huệ Tử. Đồng tiểu thư, Huệ Tử không phải là người làm, xin cô đừng nói như vậy nữa. Bùi dạ tĩnh lên tiếng bênh vực Huệ Tử. Xem ra đúng là chim sẻ bướng thành phượng hoàng không sai, nói chuyện cũng không giống nhau đồng thải điệp trà phúng nói quan sát cô cô chính là người phụ nữ mà triệu sâm nhất quyết phải cưới sao đúng vậy đồng tiểu thư tôi tên là bùi dạ tĩnh bùi dạ tĩnh không kiêu ngạo không xỉm nịnh hướng cô ta gật đầu một cái không biết hôm nay cô tới có chuyện gì không đồng thải điệp chậm rãi dạo quanh căn phòng một vòng căn phòng này vẫn như trước không hề thay đổi cô không hiểu tại sao đồng thải điệp lại nói một câu như vậy bùi dạ tĩnh không khỏi cau mày nhìn đồng thải điệp tới lâu vậy cũng không có một ly trà, cô đại khách như vậy sao? đồng thải điệp khinh miệt liếc cô, bùi dạ tĩnh nghiêng đầu phân phó huệ tử pha một ly trà cho đồng tiểu thư. huệ tử che giấu bất mãn với đồng thải điệp lễ phép cúi người sau đó ra khỏi phòng. đồng tiểu thư mời cô ngồi. căn phòng này là phòng của cô cùng bé bình thường hay nghỉ ngơi chơi đùa, tương đối tư mật, thường sẽ không tiếp đãi người ngoài. nhưng người ta cố ý đường hoàng sông vào, cô cũng không thể không nể mặt đuổi người ra ngoài. Không cần khách khí, căn phòng này tôi so với cô còn quen thuộc hơn. Đồng Thái Điệp nhìn cô cười mập mờ. Tôi không biết những lời này của đồng tiểu thư là có ý gì. Cảm thấy cô ta như đang thị uy, trong lòng buổi dạ tĩnh không khỏi có chút buồn bực. Thế nào? A Sâm không nói qua với cô à? Chúng ta đã từng ở đây trải qua một màn kích tình vui vẻ. Nói xong, đồng Thái Điệp cố ý nhìn về phía cô. Ông một cái, trong đầu bùi dạ tĩnh trống rỗng, tay chân lạnh dần. Các người không phải là chưa từng yêu nhau sao? Đồng Thải Điệp càn rỡ cười to. Cô sẽ không nghĩ đơn thuần như vậy chứ, không yêu thì không thể lên giường sao? Bùi dạ tĩnh lảo đào về phía sau một bước, ngã ngồi trên ghế sofa, dù gì nói. Vậy tại sao cô lại từ chối làm vị hôn thê của anh ấy? Vẻ mặt đồng thải điệp hơi biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự cao ngạo vốn có. <laughs> Bọn họ muốn tôi cưới, tôi liền cưới sao? Nói một cách thẳng thắn, chính là với cá tính cao ngạo của đồng thải diệp không chịu nổi một chút ất ức. Thiệu Sâm căn bản không chính miệng nói cầu hôn, chuyện kết hôn là do trưởng bối hai nhà tác hợp. Kiêu ngạo như cô, không chịu nổi khi Thiệu Trâm không lên tiếng cầu xin mình, cho nên ra tay trước để chiếm được lợi thế. Cự tuyệt anh, khiến cho người bên ngoài cho rằng cô không cần anh. Tại sao hôm nay cô lại tới? Bùi dạ tĩnh không biết cô ta có ý định gì. Không có gì, chính là tôi đang tò mò cái dạng phụ nữ gì có thể làm cho Thiệu Trâm bắt chấp tất cả mà cưới vào cửa. Hôm nay xem ra cũng bất quá chỉ có như vậy. Đồng Thải Điệp không có ai ra gì phách lối nói chỉ là dạng người dịu dàng nhã nhặn, vừa nhìn chính là người dễ bị khống chế. Chắc hẳn anh ấy cưới cô cũng chính là vì nguyên nhân này đi. Cô nói bậy, anh ấy yêu nên mới cưới tôi. Bùi dạ tĩnh tức giận phản bác. Yêu cô á? Đồng thời điệp lạnh lùng hừ một cái. Đàn ông mà nói đến chuyện yêu đương tựa như đang bàn luận về thời tiết, tùy tiện nói ra ba chữ là có thể dễ dàng đem cô buộc lại. Giống như là một vụ làm ăn có lời, ai mà không biết làm đây? Đồng Tài Điệp nói chuyện khéo léo, khiến Bùi Dạ Tĩnh không có đường để phản bác. Cô nói bậy, Tôi nói bậy hả? Nếu như mà tôi nói bậy, thì tại sao lúc trước Thiệu Sâm lại ở cùng một chỗ với tôi chứ? Đồng Thải Điệp cười mập mờ hướng Bùi Dạ Tĩnh quăng một quả bom. Lòng Bùi Dạ Tĩnh trầm xuống, giống như rơi vào hầm băng, lắc đầu nói. Tôi không tin. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi Thiệu Sâm. Chỉ là nếu cô hỏi, hạnh phúc tạm thời của cô sẽ tan vỡ. Đồng Thải Điệp nói như thật, cô biết với tính cách của Bùi Dạ Tĩnh sẽ không dám đi hỏi Thiệu Sâm. Sẽ không, điều cô nói không đúng sự thật, cô muốn chia rẽ tình cảm của vợ chồng chúng tôi tôi sẽ không tin dù nói gì bùi dạ tĩnh cũng sẽ không tin thiệu sâm dây dưa không rõ với cô ta cô có biết ngày hôm qua anh ấy ở đâu không đồng thải điệp liếc xéo cô một cái khiêu khích nói bùi dạ tĩnh cứng họng ngày hôm qua thiệu sâm gọi điện thoại cho cô biết là sẽ không trở về chẳng lẽ anh sẽ thật như đồng thải điệp nói lừa gạt cô sao sẽ không bùi dạ tĩnh lắc đầu không tin thiệu sâm sẽ lừa cô đàn ông là người không nên quá tin tưởng Nói xong, đồng thời điệp thoải mái cười không dứt, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Dù sao mục đích của mình cũng đã đạt, không nên cùng người này tốn thời gian. Huệ tử đang bưng trà vào, vừa mới mở cửa, liền thấy đồng thải điệp cười lớn đi ra bên ngoài. Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Huệ tử vội vàng đem khay trà đặt lên bàn, chạy đến bên cạnh xem sắc mặt tái nhợt của bùi dạ tĩnh. Bùi dạ tĩnh chịu đà kích, chỉ biết đứng sững sờ im lặng. Lời nói của đồng thải điệp tự như một lưỡi dao sắt bén đang cứa ở tim cô, làm cho sự tin tưởng đối với Thiệu Sâm dần tạo nên vết sách. Tịnh Nhi, em làm sao vậy? Thiệu Sâm trở về, nghe Huệ Tử thông báo Đồng Thái Điệp đã tới. Là Đồng Thái Điệp nói gì với em, đúng không? Bùi dạ tĩnh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thiệu Sâm, trong mắt như có điều suy nghĩ. Anh cảm thấy cô ấy sẽ nói với em những gì? Tịnh Nhi, nhìn thấy giọng nói cùng ánh mắt kỳ lạ của vợ, anh đã đoán được việc này có liên quan đến Đồng Thái Điệp. Anh với cô ta không có bất kỳ quan hệ gì, anh gấp gáp giải thích, nhưng Bùi Dạ Tĩnh nhìn thấy, giống như là anh đang trở dạ, tâm tình không khỏi thêm nặng nề. Các người thiếu chút nữa đã trở thành hôn phu hôn thê rồi." Bùi Dạ Tĩnh lẩm bẩm nói, "Chỉ là cô ấy cự tuyệt. Tịnh Nhi, anh chưa nói chuyện này với em, bởi vì anh cho rằng nó không quan trọng." Thiệu sâm sợ cô hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là từ từ giải thích với cô. "Không sai, bọn anh thiếu chút nữa liền đính hôn, nhưng đây là ý định của trưởng bối hai nhà, không có gặp trước đối phương." Anh cho rằng kết hôn với ai cũng không đáng kể. Vậy không bằng tìm người quen biết. Cho nên lúc đó anh không phản đối. Nhưng là đồng thái điệp không đồng ý. Cô ta từ nhỏ đến lớn đã kiêu ngạo, không chịu đựng hôn nhân của mình do trực bối quyết định, kiên quyết phản đối cùng anh kết hôn, thậm chí còn bỏ trốn ra nước ngoài. Anh rất khổ sở sao? Bùi dạ tĩnh ngước mắt nhìn về phía anh. Anh không yêu cô ta, làm sao có thể khổ sở đây? Thiệu Sâm nhìn vợ đang ghen, đưa tay ôm lấy cô. Anh không có bất cứ cảm giác nào với cô ta, người không thấy, liền tìm người khác không có gì khác biệt. Kết hôn là chuyện cả đời, làm sao anh có thể qua loa như vậy? Vừa nghĩ đến thái độ không cần thiết của anh, bùi dạ tĩnh không nhịn được, liền lên tiếng giáo dục. Đây là đối với người khác không phụ trách, cũng là đối với mình không phụ trách. Em yêu, em là đang trách anh ban đầu không kết hôn sao? Thiệu Sâm buồn cười cúi đầu liếc cô một cái. Đều như ban đầu anh kết hôn, tiếp theo sẽ không gặp được em. Anh cảm thấy mình rất may mắn vì đã được gặp em. Anh bùi dạ tĩnh vốn đang tức giận đi anh náo loạn như vậy cục tức cũng tiêu mất tịnh nhi đồng tài điệp không quan trọng em không cần để ở trong lòng được không thiệu trâm chưa bao giờ tiếc những lời thề non hẹn biển đối với cô vợ đang bất an nói chúng ta kết hôn chính là sẽ cùng bên nhau cả đời có thật không cô lo lắng nói cuối cùng vẫn là thở dài thôi chuyện của cô ta em không muốn nhắc lại về sau anh không cần cùng cô ta lui tới có được không chỉ cần là anh yêu cô, tất cả những lời nói của đồng thời điệp cô sẽ không để ý đến. Bọn họ đã từng làm qua chuyện gì, cô cũng sẽ không nhắc lại. Tịnh Nhi, tin tưởng anh, hai nhà chúng ta đã quen biết nhau từ lâu. Anh với cô ta có thể nói là cùng nhau lớn lên. Sợ dĩ phải gặp mặt là khó tránh khỏi. Nhưng mà anh cam đoan từ nay về sau sẽ tận lực tránh tiếp xúc. Thiểu Sâm không hiểu tại sao Bùi Dạ Tĩnh lại đột nhiên không tin tưởng mình. Nhưng anh vẫn đồng ý thỉnh cầu của cô. Nếu không, sẽ để cô càng thêm lo lắng. Thiệu Trâm ôm lấy vợ, nhỏ giọng an ủi. Tịnh Nhi, tin tưởng anh. Bùi dạ tĩnh đưa tay ôm thật chặt anh, cố gắng để cho mình tin tưởng, sợ mình sẽ như những người phụ nữ đang nghi khác hoài nghi chồng. Cô không muốn như vậy, thật sự không muốn. Vì trấn an cô, Thiệu Trâm mấy ngày nay đều tức trực bên người vợ mình, cùng cô chăm sóc đứa bé. Hôm nay, đem con gửi cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó mang cô đi đến nơi bọn họ từng định ước. Vô duyên vô cớ, tại sao lại dẫn em đến đây? Bùi Dạ Tĩnh nắm lấy tay anh, dạo quanh công viên. Anh muốn lấy lòng vợ mình. Thiệu Sâm nháy mắt gửi với cô, dắt cô từ từ tản bộ. Kể từ khi chúng ta kết hôn, anh vẫn rất bận, cũng không thể đưa em ra ngoài một chút. Là do anh trột dạ à? Bùi Dạ Tĩnh nghi ngờ nhìn anh, khóe môi khẽ dương lên. Vậy là anh thật sự đã làm chuyện có lỗi với em? Oan cho anh quá, vợ à? Thiệu Sâm là bộ mặt bất ức, khoa trương nói. Lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám, Trừ em ra, những người phụ nữ khác, anh cũng không thèm nhìn một cái. Vẻ mặt ớt ức của anh khiến cô bật cười che miệng. Được rồi, đừng làm loạn. Em chịu tin anh rồi à? Hừm, nếu anh thật sự làm ra chuyện có lỗi với em, em lập tức liền ly li hôn với anh, sau đó mang theo con đi đến một nơi không ai tìm được, sống một cuộc sống mới. Bùi dạ tĩnh nửa thật nửa giả nói. Thiệu Sâm sững sờ, không ngờ tới người vợ dịu dàng hiền thục của mình, nội tâm lại bền bỉ cố chấp. Anh sẽ không cho em có cơ hội rời đi, anh đưa ra một cánh tay khác đem cô ôm vào trong ngực anh nói được làm được ngàn vạn lần đừng cho em cơ hội vui ở trong ngực anh bồi dạ tĩnh buồn buồn nói thiệu sâm không nói thêm gì nữa cứ như vậy cùng cô lặng lẽ bước đi ngày hôm sau thiệu sâm vốn muốn cùng vợ và con đi một chuyến du lịch ai ngờ một cú điện thoại đã làm cho kế hoạch của anh bị rối loạn thiếu ra điện thoại của anh huệ tử cầm điện thoại vô tuyến đưa đến trước mặt thiệu sâm này ờ ừ, anh nhận lấy điện thoại nhàn nhàn lên tiếng Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Tị Nhi, xảy ra một chút chuyện, anh đi xử lý một chút. Sau khi Thiệu Sâm cúp điện thoại, xoay người nói với Bùi Dạ Tĩnh. Anh rất nhanh sẽ trở về. Có chuyện gì sao? Thấy anh cau mày, Bùi Dạ Tĩnh lo lắng hỏi. Không có chuyện gì quan trọng, anh đi một lát sẽ trở lại. Thiệu Sâm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán vợ, rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng chồng biến mất, đáy lòng cô không khỏi dâng lên một dự cảm xấu, cảm giác sợ hãi như đã bỏ lỡ ấy, giống như lại xuất hiện. Bùi Dạ Tĩnh đã một đêm không ngủ, Thiệu Sâm cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tình huống như vậy, căn bản cô không có cách nào ngủ được. Lòng rối loạn cả lên, làm cho đầu óc ngây ngô của cô cực kỳ khó chịu. Điện thoại di động truyền tới tiếng chuông dễ nghe, đem cô từ trong suy nghĩ hỗn loạn chợt tỉnh. Này, xin chào, Bùi tiểu thư. Đồng Thải Diệp ở đầu dây bên kia khẽ cười nói. Nghe thanh âm của cô, giống như là một đêm không ngủ, không phải là đang đợi A Sâm chứ? Tại sao cô có số di động của tôi? bùi giả tĩnh trong lòng lột bộp cảm giác bất an mãnh liệt xâm nhập toàn thân chỉ là một dãy số đối với tôi mà nói là quá dễ dàng đường đường là đại tiểu thư đồng gia nếu một dãy số mà cũng không tra ra được chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng sao tôi nghĩ hiện tại cô nên lo lắng cho a sâm mới đúng anh ấy xảy ra chuyện gì bùi giả tĩnh gấp gáp hô lên nếu như tôi nói thiệu sâm hiện tại đang ngủ bên cạnh tôi cô có tin không đồng thải điệp nửa thật nửa giả nói không tôi không tin Bùi dạ tĩnh nhất thời mắt khống chế giống to lên. Không tin đến nhà tôi ngay đi, tài xế nhà cô sẽ biết rõ địa chỉ. Nói xong, cô ta liền lưu loát cốp máy. Khuôn mặt bùi dạ tĩnh trắng bệch, vội vàng tìm Huệ Tử, phân phó cô chuẩn bị xe. Cô một mặt không tin thiệu xâm phản bội mình, một mặt vừa sợ đồng thải điệp đang nói sự thật. Nội tâm rối rắm, cơ hồ khiến cô gục ngã. Dọc theo đường đi, tay cô vẫn thủy chung nắm chặt thành quyền, chưa từng buông ra. Đồng gia giống như đã biết trước cô sẽ tới, một đường thông suốt dẫn cô đến phòng ngủ của đồng thài điệp. Bùi dạ tĩnh dừng lại trước cửa phòng, thật lâu không gõ cửa, cũng không dám mở cửa, để xem bên trong là sự thật gì. Đang lúc cô đang do dự, liền nghe được bên trong truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn. Đồng thái điệp, cô đang làm gì? Thiệu Trâm vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang ở trên giường của đồng thài điệp, biết mình đã bị tính kế. Ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của Đường Lăng, nói đồng lão gia có chuyện khẩn cấp muốn gặp anh, ngại vì đối phương là trường bối, lại là cha của bà Ngữ, anh không thể không đi ngay. Thật không ngờ, sau khi cùng đồng lão gia ăn bữa tối, anh liền mất đi tri giác. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thì ra toàn bộ người của đồng gia liên hiệp thiết kế anh, thậm chí ngay cả người đã nhìn anh lớn lên, đồng lão gia cũng tham gia. Chợt cửa bị mở ra, Thiệu Trâm đang mặc quần áo, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vợ mình với vẻ mặt khó tin, đang đứng trước cửa. Tịnh nhi, lòng Thiệu Trâm chợt lạnh, dù có trăm miệng cũng không thể tự bảo chữa cho mình, em hãy nghe anh nói gương mặt tuyết trắng tái nhợt đầy tuyệt vọng cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở ra thiệu trâm tôi muốn ly hôn dứt lời cô không bao giờ muốn lưu lại nơi khiến mình đau lòng nữa chạy vội ra ngoài thiệu trâm không để ý quần áo xóc xách vội vàng đuổi theo đem cô ôm thật chặt trong ngực không tịnh nhi em hãy nghe anh nói đây đều là hiểu lầm là đồng thời điệp tình kế anh anh vội vàng muốn giải thích nhưng bùi dạ tĩnh căn bản cái gì cũng không nghe lò tay liều chết dãi rủa cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô ngồi vào xe nhà rời đi đồng thải điệp đi theo phía sau bọn họ trong mắt lóe lên hận ý xem vào đó là từng tia khoái cảm trả thù vừa về đến nhà thiệu trâm liền đem cô và mình nhốt vào trong phòng không cho phép ai đến gần tịnh nhi việc này là do đồng thải điệp thiết kế chẳng lẽ em không tin anh sao thiệu trâm gấp gáp giải thích với cô lớn tiếng nói anh sẽ không bao giờ làm chuyện này bồi dạ tĩnh không phân biệt được anh đang nói thật hay giả Đúng vậy, hôm qua chị mới nói lời thề son sắt, không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, nhưng chỉ mới một ngày, anh đã cùng đồng thầy điệp nằm chung một giường. Cô mỉm cười lộ ra vẻ mặt thê lương. Tại sao lời hứa của anh lại ngắn ngủi như thế? Tị Nhi, tất cả đều là giả. Ngày hôm qua đồng lão gia tìm anh, nói có chuyện gấp cần gặp. Nhưng anh không ngờ khi mới cơm nước xong, anh liền mất cảm giác. Thiệu Trâm cảm thấy lo sợ vì trong mắt cô giờ đây chỉ có tuyệt vọng bao trùm, làm anh kinh hãi. Đây chỉ là một cái bẫy, em hãy tin tưởng anh. Tôi không biết, ngay cả trường bối cũng muốn hãm hại anh, có thể thấy được anh đắt giá cỡ nào, làm sao tôi có thể tranh giành chứ? Sự tin tưởng của bùi dạ tĩnh lần nữa lại bị đả kích, cô hồ sắp đến giới hạn sụp đổ. Tôi mệt mỏi rồi. Tịnh nhi, chẳng lẽ sự tin tưởng giữa chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thiệu Sâm lo lắng nói. Đúng vậy, sự tín nhiệm giữa chúng ta chỉ có bấy nhiêu. Anh từng nói sẽ cách xa đồng thầy điệp, nhưng tại sao lại xuất hiện tại nhà cô ta chứ? Cô đau đớn nhìn anh. Nếu như không phải anh cho cô ta cơ hội thì cô ta có tính kế anh thế nào được? Còn việc này chẳng qua là do anh đang tìm cách mà ngụy biện. Đây là sơ sót của anh. Cô ta nhờ cha hẹn anh gặp mặt khiến anh khó lòng mà từ chối để cô ta có cơ hội mà răng bẫy. Thiệu Trâm nắm chắc hai đầu vai của cô. Anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em. Xin hãy tin anh. Tôi không biết, không muốn nghe. Nước mắt bùi dạ tĩnh tuôn ra như mưa. Anh căn bản không biết, anh đối với tôi mà nói tựa như mây trên trời, chúng ta kém nhau quá xa, Tôi đã cố gắng trở thành một người vợ tốt, quản lý tốt mọi việc trong nhà. Nhưng đồng thời điệp hiện ra như một cái gương để tôi một lần nữa nhìn thấy rõ sự chênh lệch này. Tôi đã không ngừng tự nói với chính mình, tôi là vợ của anh, tôi phải cố gắng làm tốt mọi việc, không làm cho anh mất thể diện. Tôi biết rõ đồng thải điệp cùng với anh từng có mối quan hệ không tầm thường, nhưng mà tôi luôn nhắc nhở mình rằng đó là chuyện đã qua. Bây giờ anh đã yêu tôi, nhưng chính anh đã đem lòng tin đối với mình từng chút từng chút phá hủy tôi không biết rốt cuộc có thể còn tin tưởng anh hay không tịnh nhi không nên như vậy trong mắt cô lộ ra vẻ tuyệt vọng khiến anh lo sợ anh đi ra ngoài đi tôi tạm thời không muốn gặp anh bùi dạ tĩnh lạnh lùng nói tịnh nhi anh thật sự không làm gì anh sẽ gọi đồng thải điệp đến để giải thích rõ có được không thiệu dâm tay chân luống cuống anh hiện tại chỉ muốn đem đồng thải điệp chặt thành trăm mảnh không cần cô quả quyết cự tuyệt cô sẽ không để cho đồng thải điệp có cơ hội vũ nhục mình lần nữa giống to anh đi ra ngoài. Thiệu Sâm sợ cô sẽ làm ra chuyện kịch liệt, anh không thể làm gì khác hơn là phải bắt đắc dĩ ra ngoài. Đáng chết, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy chứ? Bùi Gia Tĩnh không biết mình đã làm thế nào để trải qua được một ngày này. Cô giống như đang vùi thân mình trong đống tuyết lạnh lẽo, không cảm thấy chút ấm áp. Vậy mà đồng thời điệp giống như ma quỷ bám giết không thôi, càng muốn tránh xa, lại càng tìm tới cửa. Chuông điện thoại di động không kiên nhẫn vang lên, Bùi Dạ Tĩnh nhìn chăm chú vào nó hồi lâu mới bắt máy. Cô rốt cuộc còn muốn thế nào? Bùi dạ tĩnh cảm thấy mệt mỏi không dứt. Tình huống hiện tại không phải rất tốt à? Biết rõ mà vẫn hỏi, đồng thời Điệp Hà Hê nói. Mặc dù đối với cô có chút ái náy, nhưng mà tôi vẫn có một chút đồ tốt, muốn tặng cho cô xem một chút, hy vọng cô sẽ thích. Không lâu sau khi cuộc điện thoại chấm dứt, liền vang lên tiếng tít tít của tin nhắn. Bùi dạ tĩnh mở ra xem, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh khiến cô tan nát cõi lòng. Cô không nhịn được kêu rên, nước mắt rơi như mưa. Thiệu Trâm vừa nghe tiếng gà của cô, lập tức từ ngoài cửa vọt vào. Tịnh Nhi, chưa bao giờ anh nhìn thấy bộ dáng đau khổ này của cô, hoàn toàn dọa đến anh. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, cầm lên vừa nhìn, sắc mặt chợt biến. Anh sửng sốt đứng tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Những tấm hình này anh cũng không có biện pháp giải thích, bởi vì người trong ảnh đúng là anh. Cho dù anh nói mình bị tính kế, Tịnh Nhi cũng sẽ không tin. Tịnh Nhi, chúng ta ly hôn đi, tôi mệt mỏi rồi, thực sự mệt mỏi. Bùi dạ tĩnh lệ rơi đầy mặt, ánh mắt vô hồn thì rào nói. Tôi không chịu nổi nữa. Thiệu Trâm biết mình sắp mất đi cô. Không, không được, Tịnh nhi, anh không muốn ly hôn. Bùi dạ tĩnh không để ý đến anh, ngã ngồi trên giường, yên lặng rơi lệ. Ngày kế tiếp, bùi dạ tĩnh trừ chăm sóc con ra, đối với người nào đều là bộ dáng không quan tâm, sắc mặt ngày càng tái nhợt, vẻ mặt cũng tiểu tụy. Trong mắt Thiệu Trâm nhìn thấy, lòng gấp gáp, trên mặt bùi dạ tĩnh không có một nụ cười, đối với anh như người xa lạ. Rốt cuộc, anh cũng nhịn không nổi nữa. Tịnh Nhi, mọi chuyện anh đều đã giải thích rồi, đó là cái bẫy đồng thời điệp thiết kế, muốn ly gián tình cảm vợ chồng chúng ta, tại sao em lại không tin anh? Thiệu Sâm không nhịn được lớn tiếng nói với cô. Bùi dạ Tĩnh trầm mặc như trước, không đáp lời, đi thẳng trở về gian phòng. Thiệu Sâm chán ghét thái độ trầm mặc của cô, kéo lấy cánh tay cô nói. Trả lời anh, đang chết, vô luận em nói cái gì đều được, nói với anh một câu. Bùi dạ tĩnh chậm rãi xoay người lại, hé môi nói. Tôi muốn ly hôn. Trừ câu này, em cũng không có câu nào khác sao? Mặt thiệu sâm nhất thời xanh mét, không nghĩ đến lúc cô cố chấp lại làm người khác tức giận như vậy. Bùi dạ tĩnh lấy ánh mắt đau thương nhìn anh, khiến lòng thiệu sâm như bị ai ngắt một cái. Tự nhi, anh thừa nhận lần này là lỗi của anh, là anh đã để cho đồng thái điệp có cơ hội tạo ra mọi chuyện. Nhưng là anh yêu em, không cần chỉ vì chuyện này mà bao bỏ tất cả, được không? Thiệu sâm dỡ xuống kiêu ngạo, khẩn cầu cô. Thiệu sâm, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh hãy nói thật cho tôi biết, anh còn yêu đông thải điệp không? Bùi dạ tĩnh mặt không thay đổi, đưa mắt nhìn anh. Không có. Thiệu sâm không chút do dự trả lời. Anh không yêu, nhưng lại cùng cô ta lên giường sao? Trong lòng bùi dạ tĩnh tùy chung cho rằng, khi có tình yêu, hai người mới cùng giường chung gối. Anh chưa từng cùng cô ta chung giường. Thiệu sâm vội vàng phủ nhận. Không, anh có. Lần nữa, khuôn mặt hài hê của đồng thải điệp hiện lên trước mắt cô. Rất lâu trước kia đã có. Thiệu sâm sững sờ hồi lâu mới mở miệng. Đây đã là chuyện cũ. Anh không biết vì sao Bùi Dạ Tĩnh lại đem chuyện trước kia ra. Nhưng lại là chuyện để đồng tài điệp khoe khoang, thậm chí còn vũ nhục tôi, lấy làm lợi thế. Bùi Dạ Tĩnh không kiềm chế nổi cảm xúc, mất khống chế hướng đến anh hô lớn. Tôi không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. Bùi Dạ Tĩnh ngồi trầm hồn trên mặt đất che mặt khóc, nội tâm cảm thấy rất khổ sở. Thiệu Sâm đứng sững sờ tại chỗ, nhìn vợ khóc thầm, thật lâu không thể nói ra được câu gì. Nếu như ly hôn, em sẽ không nuôi dưỡng được con. Em vẫn muốn ly hôn sao? Thiệu Trâm hy vọng có thể dùng con giữ cô lại. Cô nhất định không thể bỏ con trai. Bùi dạ tĩnh ngẩng đầu nhìn Thiệu Trâm, trong mắt là sự bi thương vô tận. Tôi muốn ly hôn. Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim anh, tim như muốn vỡ nát. Coi như về sau em không được gặp con, như vậy em vẫn muốn sao? Thiệu Trâm cắn chặt răng, hung ác nói. Cô cắn chặt môi dưới, tiêm máu rỉ ra chậm rãi gật đầu thiệu sâm tuyệt vọng anh biết cho dù có nói gì chăng nữa cũng không vãn hồi được được anh đồng ý với em anh dục lực mà nắm chặt quả đấm từ nay về sau em sẽ không bao giờ được phép gặp con mau phản bác đi tĩnh nhi thiệu sâm không ngừng cầu nguyện trong lòng hy vọng cô sẽ lên tiếng bác bỏ anh đáng tiếc lại làm anh thất vọng được cô nén lệ gật đầu cô giấu đi tất cả khổ sở trong lòng nếu anh không đồng ý em sẽ không gặp con Bùi dạ tĩnh biết, cho dù cô có mang con đi, cũng không thể cho nó lớn lên trong hoàn cảnh tốt. Chỉ có đi theo thiệu sâm, thằng bé mới nhận được mọi thứ tốt nhất. Cô không thể ích kỷ mà tước đoạt hoàn cảnh sống tốt của con. Quyết định này chắc chắn là tốt nhất. Con trai của tôi, sau này cùng cô sẽ không còn quan hệ gì. Anh lạnh lùng nói, không thèm quay đầu đá cánh cửa đi ra ngoài. Bùi dạ tĩnh ngã trên mặt đất, khóc thất thanh, tan nát cõi lòng. Tiếng chuông chói tai đem bùi dạ tĩnh từ trong hồi ức tỉnh lại, cô nghiêng người, đưa tay vào túi sách đèn chiếc điện thoại đang ra vang không ngừng ra. Tô Hà, có chuyện gì vậy? Mới tách ra không bao lâu mà điện thoại đã không ngừng gọi tới. Dạ tĩnh, cậu thật không muốn xem mắt sao? Mới vừa rồi từ chỗ bạn trai mình phát hiện được một người thật tốt, mình... Tô Hà đang muốn thao thao bất tuyệt nhưng liền bị bùi dạ tĩnh cắt đứt. Không cần. Cô thở dài thật sâu. Thật sự không cần tìm nữa, mình không muốn đi xem mắt. Bùi dạ tĩnh nâng trán hướng lên trần nhà trợi mắt nhìn. Nhưng mà... Tô Hà còn muốn thuyết phục cô. "Tô Hà, nghiêm túc mà nói, mình đã từng có một đoạn hôn nhân, hơn nữa còn có một đứa con trai. Bây giờ mình chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không muốn để ý đến chuyện tình cảm nữa." Nói xong, không cho Tô Hà có cơ hội đáp lời, cô liền ngắt điện thoại. Ánh mặt trời soi sáng trước cổng nhà trẻ, đứng bên trong có vài cô giáo, họ đang bận đưa từng đứa trẻ giao cho phụ huynh. Trong đó, có một cô giáo mặc váy dài đứng bên trái cổng, thu hút sự chú ý của người khác nhất. Tóc dài tùy ý xõa trên vai, trên mặt thủy chung luôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt nhìn bọn nhỏ cũng vô cùng dịu dàng. Cô giáo bơi hẹn gặp lại. Các bạn nhỏ nối đuôi đi ra, vẫy tay tạm biệt cô. Hẹn gặp lại. Cô mỉm cười nói với từng đứa bé, giọng nói êm ái như gió xuân, ấm áp phảng phất qua nội tâm non nớt của bọn nhỏ. Sau khi tiện đứa bé cuối cùng, bùi dạ tĩnh cùng các đồng nghiệp trở lại phòng học chuẩn bị dọn dẹp tàn cuộc mà bọn nhỏ chơi đùa. Bùi dạ tĩnh sau khi tiến vào phòng học xoay người nói với hai cô giáo trẻ hai người về trước đi, không phải hôm nay các cô đã có hẹn sao? Chị dạ tĩnh. Trên mặt hai người đều lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại chuyển thành khó xử. Nhưng phòng học lớn như vậy, chỉ có một người. Không sao, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, hai người không đi, bạn trai sẽ tức giận đấy. Bùi dạ tĩnh cười nhìn các cô. Đi nhanh đi. Hai người nghiêng đầu bốn mắt nhìn nhau, sau đó vui mừng toét miệng cười nói. Cảm ơn chị dạ tĩnh. Sau đó, quay về phòng làm việc lấy túi sách, liền như một làn khói biến mất bùi dạ tĩnh đứng trước cửa nhìn bóng lưng bọn họ đã đi xa mỉm cười quả nhiên là những cô gái trẻ tuổi cô chậm rãi thu hồi tầm mắt bắt đầu dọn dẹp những món đồ chơi rơi vãi đầy đất cùng một số đồ vật cô cẩn thận lao qua một lần sau đó đem từng món đặt trở lại vị trí cũ sau một tiếng đồng hồ cô cuối cùng cũng đem mọi thứ dọn dẹp xong nhìn chằm chằm những dãy đồ chơi đã được sắp xếp tỉnh tề lòng bùi dạ tĩnh khẽ thắt lại cục cưng của cô chắc cũng lớn bằng những đứa trẻ kia nó có thể hay không cũng đem đồ chơi vứt lung tung như vậy Cô thực sự rất muốn gặp cục cưng. Cô không phải là người mẹ tốt, không thể làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ. Khóe mắt dần trở nên ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào những món đồ chơi trên tay cô. Cứ nghĩ rằng vết thương đã sớm khép lại, thật ra nó chỉ bị thời gian che lấp đi, nhưng ở nơi nào đó vẫn còn cảm giác đau đớn mờ ảo. Hồi lâu, cô lau nước mắt lắc đầu. Ngay lúc này, Tô Hà đi vào phòng học hỏi. Dạ tĩnh, chuyện ngày hôm qua cậu nói là sự thật sao? Cả ngày hôm nay rất bận, Tô Hà vẫn chưa tìm được thời gian cùng Bùi Dạ Tĩnh nói chuyện riêng. Hiện tại mọi người đã đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, nếu không hỏi rõ ràng, tối nay cô sẽ lại mất ngủ. Ừ, biết tính tình của bạn tốt nhất định sẽ truy hỏi rõ ràng, nên Bùi Dạ Tĩnh cũng không có ý định giấu giếm. Vô tình liếc thấy khóe mắt Bùi Dạ Tĩnh vẫn còn nước mắt chưa khô, trong lòng Tô Hà có phần hiểu rõ. Có phải con của cậu cũng bằng tuổi những đứa bé này không? Tô Hà thử suy đoán, 5 năm trước Bùi Dạ Tĩnh mới đến đây, nếu như khi đó con trai của cô vừa sinh ra, vậy so với những đứa bé trong nhà trẻ này, tuổi cũng không khác nhau là mấy. Đúng vậy, bé năm nay đã 5 tuổi rồi. Gương mặt Bùi Dạ Tĩnh lộ rõ vẻ nhớ nhung. Không biết hiện tại nó sống như thế nào, có tốt hay không? Cậu có muốn cùng mình nói chuyện một chút không? Tô Hà ngồi cạnh bên ghế sofa. Bùi dạ tĩnh gặt đầu một cái, sau đó từ từ kể lại chuyện xưa. Hồi lâu, Tô Hà mới hỏi cô. Cậu còn yêu chồng trước không? Không có." Bùi Dạ Tĩnh nhanh chóng trả lời, giống như là muốn che giấu gì đó. Tô Hà hiểu rõ cười một tiếng. "Dạ Tĩnh, cậu có, mình đã giới thiệu giúp cậu rất nhiều người đàn ông nhưng cậu đều không để ý đến, gần đây mình buộc cậu đi xem mắt, có thể từ chối cậu liền từ chối, có thể tránh cậu liền tránh, có thể thấy được người trong lòng cậu vẫn không thể bỏ xuống được, nếu không cậu cũng sẽ không một thân một mình đến bây giờ." "Mình chỉ quen sống một mình rồi, mình cũng không có vấn đề gì." Bùi Dạ Tĩnh đang nói dối, cô sẽ không thừa nhận mình không muốn đi xem mắt, nguyên nhân bởi vì Thiệu Sâm. Cậu lừa được mình, nhưng có thể lừa được chính cậu sao? Tô Hà nói trúng tim đen của cô. Huống chi, cậu không muốn gặp con một lần sao? Muốn chứ, ngay cả trong mơ cũng muốn. Nói đến đây, Bùi Dạ Tĩnh hốc mắt hồng hồng. Chỉ là mình không biết mình còn có tư cách gì để gặp nó, mình đã bỏ nó nhiều năm như vậy. Bùi Dạ Tĩnh che mặt khóc. Cậu, cái đứa ngốc này, việc đó thì có gì mà khó khăn, Cậu đi Nhật Bản đem đứa bé đoạt về, hiện tại cậu đã có công việc ổn định, hơn nữa bình thường còn nhận thêm công việc, thu nhập ổn định, có năng lực đầy đủ để chăm sóc con trai. Nhưng so với thiệu ta thì mình chẳng là gì cả. Dù sao gia nghiệp của thiệu ta lớn như vậy, tiền đối với họ không đáng là gì. Hơn nữa, cục cưng còn là trưởng tôn của thiệu ta, làm sao bọn họ có thể dễ dàng đem con đưa cho cô được chứ? Nhưng cậu là mẹ của bé, cậu có quyền được gặp con mình. Tô à biết cô sợ. Dạ tĩnh, cậu làm công việc ở nhà trẻ, chẳng phải là muốn tự an ủi mình sao? Nhìn những đứa trẻ này, mình tựa như nhìn thấy cục cưng. Chỉ có như vậy, trong lòng cô mới có thể dễ chịu hơn một chút. Dạ tĩnh, nếu cậu không muốn nói chuyện yêu đương, vậy cũng không thể cô đơn một mình được. Cho nên cậu càng phải đem con trở về. Nếu không, về sau cậu làm sao mà sống? Nghĩ đến cạnh bản mình, nửa đời sau sẽ sống lẻ lo hưu quạnh. Tô Hà cảm thấy không đành lòng. Mình sẽ dành lại, nhưng còn thiệu sâm năm đó chính miệng cô đồng ý sẽ không gặp lại con trai hôm nay lại đổi ý thiệu trâm sao có thể dễ dàng bỏ qua phải thử một chút mới biết kết quả tô hà khích lệ bạn hành động cậu hãy bay đi nhật một chuyến tìm hắn đàm phán chuyện này tâm bùi giả tĩnh đã động nội tâm đang dãi rụa bất luận thế nào mình đều ủng hộ cậu mặc kệ bùi giả tĩnh có đi hay không tô hà luôn đứng về phía cô chỉ hy vọng bạn tốt có thể vui vẻ cảm ơn cậu bùi giả tĩnh ôm lấy tô hà để mình suy nghĩ một chút. Tô Hà cảm thấy đau lòng thay cô, đưa tay ôm lấy cô, cho cô một chút an ủi. Hy vọng ông trời có mắt có thể làm cho bữa dạ tĩnh sớm có được hạnh phúc. Cô âm thầm cầu nguyện. Một tòa nhà chọc trời đứng sừng sững đầu đường ở Tokyo. Tòa nhà rất cao, làm cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Tòa nhà rộng rãi có vẻ có chút lạnh lẽo, nhưng cách bố trí bên trong hết sức nhân hóa. Có thể thấy được, người quản lý tòa nhà là một người trong nóng ngoài lạnh, nhưng mà thân là người quản lý lúc này ở địa bàn của mình lại có người muốn dạy dỗ cậu rốt cuộc có đang nghe mình nói hay không đường lăng cực kỳ tức giận trợn mắt nhìn người ở phía sau bàn làm việc một người đàn ông anh tuấn đang có chút thất thần thiệu sâm mình đang nghe thiệu sâm vẫn như cũ vùi đầu xử lý tài liệu không hề bị bạn tốt sống giận hù dọa vậy tại sao một chút phản ứng cậu cũng không có anh gấp gáp muốn chết nhưng vị đại nhân vật này một chút biểu cảm cũng lười phải bố thí cũng không phải là chuyện quan trọng gì mình nên có phản ứng gì đây? Thiệu Trâm cuối cùng cũng chịu để cây bút trên tay xuống, không chút để ý sự tức giận của bạn tốt. Làm ơn, có người đang muốn nuốt trọn công ty của cậu, vậy mà cậu nói không phải là chuyện quan trọng. Vậy xin hỏi đối với cậu, cái gì mới là quan trọng? Đường Lăng thật không có biện pháp nào đối với Thiệu Trâm. À, hiện tại ngoại trừ con trai của mình, cái khác đối với mình mà nói đều không quan trọng. Thiệu Trâm không để ý khẽ hừ, trong mắt thoáng qua đau thương, chỉ trong giây lát, nhanh đến nỗi người ta không thể nào phát hiện được nhưng đường lăng lại thấy được thần sắc của bạn trong lòng thở dài. Cậu chính là không quen được cô ấy, đúng không? Mấy năm nay, anh nhìn con đường mà Tiệu xâm đi tới, sự đau khổ sau khi ly hôn, cộng thêm phải một mình khổ cực chăm sóc con trai, anh đều nhìn thấy rất rõ ràng. Sâm, nếu như còn không quen được, vậy thì đi tìm cô ấy đi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy bạn mình chịu tra tấn dày vò như thế. Lăng, nếu như có thể, mình thật sự vô cùng muốn tìm cô ấy trở về. Thiệu Sâm dùng bàn tay vuốt mặt, lộ vẻ đau thương. Năm đó cô ấy kiên quyết ra đi như vậy Không để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình Đã nói lên cô ấy không muốn gặp lại nữa Những năm gần đây cô ấy cũng không liên lạc với mình Thậm chí ngay cả con trai cũng không gặp mặt Có thể thấy được cô ấy vẫn còn trách mình Thiệu Trâm nhắm lại hai mắt Tựa lưng vào ghế vẻ mặt hết sức khổ sở Chẳng lẽ cậu dự định cả đời sẽ như vậy ư Đường lăng không cách nào hiểu rõ Trong lòng bạn tốt đang nghĩ gì Anh không muốn thấy Thiệu Trâm tiếp tục sống như vậy nữa Thiệu Trâm nếu cảm thấy nợ vợ của cậu vậy thì cậu phải bồi thường cho cô ấy, mà không phải như bây giờ, nửa sống nửa chết cho qua ngày. Tiếp tục như vậy nữa, không cần đợi đến lúc người khác nuốt trọn công ty, Thiệu Sâm cũng sẽ làm cho công ty phá sản. Mình còn có cơ hội để bù đáp sao? Thiệu Sâm nhớ ngay mắt, mong đợi nhìn anh, giống như đang thấy một tia hy vọng. Tại sao không chứ? Thay vì ngồi đây tự trách mình, không bằng cậu hãy một lần nữa đem cô ấy về giữ chặt trong lòng cậu. Đường lăng động viên anh, cho cậu cơ hội, cũng chính là đang cho cô ấy một cơ hội. Năm năm rồi, nói không chừng cô ấy đã có cuộc sống mới. Vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu Thiệu Trâm thật lâu. Anh không đi thăm dò tin tức của Bùi Dạ Tĩnh, một mặt sợ cô không tha thứ cho mình, mặt khác lại lo lắng cô đã có một biến tựa mới. Anh nhất định sẽ không chịu nổi cảnh người đàn ông khác ôm cô trong tay. Từ khi nào mà cậu đã trở nên nhát gan như vậy? Chân mày đường lăng nhíu lại. Tìm được cô ấy trước, những thứ khác đợi tìm được cô ấy hãy tính. Thiệu Trâm trầm mặc anh có nên nghe theo đường lăng không? Nội tâm của anh cũng luôn khát vọng được nhìn thấy Bùi Dạ Tĩnh. Năm năm qua, anh không có lúc nào thôi nhớ nhung cô, nhưng trong lòng anh hiện giờ đang vô cùng rối rắm. Anh từ đầu đến cuối không có dũng khí đi trước một bước. Đến nỗi bọn họ đã mất liên lạc 5 năm, anh cũng không tìm cô. "Thôi, vấn đề này là do cậu quyết, có nguyện ý hay không cũng là do cậu định đoạt." Đường Lăng không muốn miễn cưỡng anh, trở lại vấn đề ban đầu. Tớ tới tìm cậu là muốn nói chuyện khai thác khu nghỉ mát." Chủ đề nhàm chán, tạm thời hai người xuất chuyện kia ném qua một bên. Nói, tại sao con lại đánh nhau với bạn? Thiệu Trâm chưa tan việc, đã bị cô giáo nhà trẻ gọi điện thoại tới, nói con trai anh cùng bạn đánh nhau. Trên mặt Thiệu Nhiên lộ rõ vết thương, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, quật cường không nói. Thiệu Trâm không khỏi nhíu mày lại, từ nhà trẻ về nhà đến giờ, tên tiểu tử này một câu cũng không nói. Còn rốt cuộc tại sao lại đánh nhau? Thiệu trầm kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, anh biết tính cách của con sẽ không dễ dàng tức giận như vậy, nó đáng đánh. Bé hậm hực nói, giống như nếu bạn nhỏ kia mà ở trước mặt, bé có thể xông lên trước đánh thêm một trận. Nhiên nhiên, cha dạy con như vậy sao? Nhìn thấy thái độ thằng bé không chút hối cải, làm thiệu sâm tức giận. Coi như người ta không đúng, cũng không thể động một cái liền đánh người. Nó nói, con không có mẹ, con là con hoang, con liền muốn đánh nó, con có mẹ. Bé vừa nói, vừa miếu máu khóc. Cha, người đem mẹ trở về, có được không? Tiểu Trâm bắt đầu lo lắng, anh ấy không dứt, tiến lên ôm lấy con. Anh không biết ở trong nhà trẻ, bé lại bị người khác cười nhạo như vậy, thật là quá đáng chết. Anh không làm tốt bụng phận người cha. Nhiên nhiên, cha xin lỗi, lúc nãy cha không phải cố ý lớn tiếng với con, tha thứ cho cha được không? Cha, người tìm mẹ trở về, được không? Thiệu nhiên chờ đợi nhìn anh. Cha nói với mẹ, nhiên nhiên rất nhớ người. Lúc con trai còn rất nhỏ, Thiệu Sâm đã cho bé xem ảnh của Bùi Dạ Tĩnh, nói cho bé biết đây là mẹ của bé. Năm đó, anh mặc dù đã độc ác không cho Bùi Dạ Tĩnh gặp con, nhưng do là anh tức giận. Ai ngờ nhiều năm như vậy, cô cũng tàn nhẫn không xuất hiện trước mặt cha con anh một lần. Nhìn gương mặt khát vọng của con trai, Thiệu Sâm không thể cự tuyệt, chỉ có thể sững sờ gật đầu một cái. Cha, có thật không? Người thật sự muốn tìm mẹ trở về sao? Nhất thời, trên mặt Thiệu Nhiên xuất hiện nụ cười sáng lạng. Lúc bé còn nhỏ, anh có thể lừa bé. Bây giờ làm thế nào để lừa bé đây? Thiệu Sâm không khỏi cảm thấy nhức đầu. Có lẽ anh thật sự muốn đi tìm cô trở về. Giống như Đường Lăng đã nói, anh vẫn còn yêu cô. Tại sao không tìm cơ hội bù đắp tổn thương cho cô ấy? Thiệu Sâm nghiêm túc nói với bé. Nhiên nhiên, cha sẽ đưa mẹ trở về. Cha cảm đoan với con. Nhưng cha phải đi một nơi tương đối xa tìm mẹ. Không thể mang con đi. Con phải ngoan ngoãn ở nhà, có được không? Thật không thể mang con theo sao? mặt của bé lập tức dụ xuống. Nhiên nhiên, cha muốn tìm mẹ, không thể phân tâm chăm sóc cho con được. Thiệu Trâm biết nếu để bé một mình ở lại Nhật Bản, anh nhất định sẽ lo lắng, nhưng thật sự không có biện pháp. Mang theo nhiên nhiên, dù sao cũng chưa tìm được chỗ ở của bùi dạ tĩnh. Nhiên nhiên, chẳng lẽ con không muốn nhanh chóng tìm được mẹ sao? Thiệu Trâm dụ dỗ bé. Chỉ cần tìm được mẹ, cha lập tức đem mẹ trở về gặp con, có được không? Vậy, được rồi. Cha, người phải nhanh tìm được mẹ đó. Bé bất đắc dĩ gật đầu. Con sẽ ngoan, sẽ không cùng người khác đánh nhau nữa. Con trai ngoan, cha nhất định sẽ nhanh trở về. Thiệu Sâm ôm chặt lấy bé bảo đảm. Bé rút vào trong ngực cha, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cha sẽ nhanh tìm được mẹ, sau đó đem mẹ trở lại. Hôm sau, Thiệu Sâm tìm đến đường lăng, nói với anh ý định của mình. Cậu đã quyết định, vậy thì hãy đi đi, nhân nhiên cũng để mình chăm sóc. Yên tâm, mình nhất định sẽ trả lại cho cậu một đứa con trai đầy đủ, không sứt mẻ chút nào. Đường Lăng cam kết với anh. Về phần chuyện của công ty, liền giao cho mình cùng Ati là được. Cảm ơn. Thiệu Sâm cảm kích từ tận đáy lòng, có bằng ngữ bảo đảm, anh yên tâm giao con cho Đường Lăng chăm sóc. Nhưng cậu có biết dạ tĩnh mấy năm nay ở đâu không? Nhiều năm không liên lạc, tìm người nhất định sẽ không dễ dàng gì. Mình sẽ đến nhà trước đây cô ấy ở, có lẽ còn ở đó. Mặc dù năm đó bùi dạ tĩnh vì cùng anh kết hôn mà bị đuổi ra khỏi bùi gia, nhưng bọn họ cuối cùng cũng là người một nhà, sau khi ly hôn, cô nhất định sẽ tìm đến bọn họ. Cậu đã có mục tiêu thì tốt, có gì cần hỗ trợ, nhớ gọi điện về cho mình. Nhiên nhiên cùng công ty làm phiền cậu cùng Ati rồi. Yên tâm, ngày mai Ati sẽ rời Mỹ trở về. Vậy thì tốt, ngày mai mình sẽ chuẩn bị lên đường. Thiệu Sâm yên tâm giao tất cả cho Đường Lăng. Đường Lăng gật đầu. Mình biết rồi. Nói là làm, Thiệu Sâm an bài xong mọi việc trong nhà, liền đem Thiệu Nhiên giao cho Đường Lăng cùng quản gia Huệ Tử chăm sóc, sau đó được con trai cùng mọi người đưa tiễn bắt đầu cuộc hành trình tìm vợ máy bay hạ cánh thiệu trâm liền chạy thẳng tới công ty nếu muốn tìm bùi dạ tĩnh thuận lợi nhận được sự tha thứ của cô có thể nói đây không phải là chuyện dễ dàng cho nên anh phải chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài đợi đến lúc anh dàn xếp xong mọi thứ anh mới đến bùi gia tìm bùi dạ tĩnh ai ngờ vừa mới đến cửa chính bùi gia liền bị cha bùi đuổi ra ngoài lần này anh mới biết bùi dạ tĩnh căn bản không trở về bùi gia nghĩ đến hiện tại không biết cô ở đâu thiệu sâm sốt ruột vô cùng không để ý đến mình vừa đi đường dài mệt nhọc anh vội vàng tìm thám tử tư giúp một tay tìm vị trí của bùi dạ tĩnh hai ngày sau thám tử tư cuối cùng cũng đem tin đến cho anh thiệu tiên sinh chỗ ở của người mà ngài ủy thác đều nằm trong tài liệu này mời ngài xem người đàn ông cung kính đem một túi giấy lớn đưa cho thiệu sâm thiệu sâm cầm lấy cái túi hơi nhìn vào đồ vật bên trong sau đó đem một tờ chi phiếu đặt trên bàn đây là tiền thù lao của anh dứt lời, anh liền cầm tài liệu đứng dậy rời khỏi quán cà phê họ đã hẹn trở lại chỗ ở, thiệu sâm không kịp chờ đợi nữa mở túi ra, anh muốn biết những năm nay bùi dạ tĩnh ở đâu đang làm gì có cuộc sống mới hay không khi anh mở ra tài liệu thứ nhất độc thân hai chữ đập vào mắt khiến thiệu sâm không khỏi thở vào một cái âm thầm vui mừng mấy trang giấy rất nhanh anh đã xem xong đọc ghi chép về cuộc sống mấy năm qua của bùi dạ tĩnh trong lòng thiệu sâm ngổn ngang biết bao tư vị tịnh nhi em có nguyện ý gặp lại anh không Thiệu Sâm dịu dàng vốt ve bức ảnh trong tài liệu, thâm tình nhìn, tự lầm bầm. Mặc dù nói muốn cho con cảm nhận được tình thương của mẹ, nhưng chỉ có anh hiểu rõ nội tâm mình. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ, chính anh cũng rất muốn gặp cô. Khi con trai yêu cầu thì chỉ là một lý do quang minh chính đại để anh tìm cô thôi. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, anh nhất định sẽ bắt cô trở về lần nữa. Chỉ là hiện tại, tâm bồi giả tĩnh phòng bị nặng như vậy, phải làm như thế nào mới có thể đến gần cô đây? Anh vô ý liếc tờ báo phía trên bàn, phía trên còn một tiêu đề lớn. Đứa trẻ lang thang không về nhà, được cô tốt bụng nhận nuôi 10 năm. Một ý tưởng hiện lên trong đầu anh, có lẽ anh cũng có thể làm theo cái này. Kế hoạch đơn giản lập tức hình thành trong đầu, không suy nghĩ nhiều, anh lập tức đem những thứ đáng giá trên người tháo xuống, cái gì cũng không mang theo, tay không đi ra khỏi phòng. Anh muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô sẽ mềm lòng chứa chấp anh. Bừa dạ tĩnh từng bị Tô Hà làm cho dao động, từng kích động muốn bay đi Nhật Bản đem con trai về. Nhưng cuối cùng cô không đi, bởi vì sợ, vì cô quá mềm yếu, hết thảy những trông gai làm cho cô lùi bước. Nhưng người mà cô sẽ cho là không bao giờ nhìn thấy nữa, lúc này lại đứng trước cửa nhà mình. Thiệu sâm đầu đầy mồ hôi, hình tượng chỉnh tế lúc trước, giờ lại đầu tóc xốc xách không chịu nổi. Ông tay áo tùy ý cuốn lại, giải ra vốn nên sáng bóng, lại đóng đầy bụi bậm, cả người anh nhếch nhác. Anh... Bùi dạ tĩnh đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn người đàn ông quen thuộc lại xa lạ, không nói nổi từ thứ hai. Tịnh nhi, mặc dù vuốt ve tấm hình vô số lần, nhưng khi cô chân thật đứng trước mặt mình, nội tâm thiệu trâm không nhịn được kích động, kêu lên tên của cô. Anh không dám tùy tiện tiến đến, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cô đáp lại. Anh tại sao lại ở đây? Bùi dạ tĩnh đột nhiên nhớ đến việc mình đã cùng anh ly hôn, còn bị anh ép buộc không được gặp mặt con, nhất thời sắc mặt trở nên tối tăm. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh. Nói xong, cô vung loạn tay chân mở ra túi sách, muốn tìm chìa khóa mở cửa. Thiệu trầm vội vàng tiến lên, đè tay cô lại. Tị Nhi, hãy nghe anh nói. Không nghe, cái gì tôi cũng không muốn nghe. Bùi giả tĩnh tùy hứng hô to, nước mắt uất ức lã chả rơi xuống đất. Chúng ta đã ly hôn, anh còn đem Thiệu Nhiên đoạt đi, để cho tôi không được gặp Nhiên Nhiên. Cảm xúc nhiều năm chết chứa trong nháy mắt bộc phát, cô đánh vào ngực anh hô to. Trả Nhiên Nhiên lại cho tôi, trả Nhiên Nhiên. Thiệu Sâm mặc cho cô vừa đánh vừa mắng, nhìn cô không tự chủ được làm nụng với anh, thân thể anh không cảm nhận được chút xíu đau đớn nào. Hồi lâu, Bùi Dạ Tĩnh mới chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, gạt đi nước mắt. Tịnh Nhi, hiện tại có thể nghe anh nói không? Thiệu Sâm cảm thấy cảm xúc của cô đã ổn định, mới dám mở miệng. Anh đến tìm tôi làm gì? Làm sao anh biết tôi ở đây? Nhiên Nhiên đâu? Cũng đi cùng anh sao? Một chuỗi câu hỏi từ trong miệng cô thốt ra. Đừng có gấp. Thấy bộ dáng nóng nảy của cô, Tiểu Sâm không nhịn được suy nghĩ Trần An Cô giống như trước đây. Anh từng bước từng bước giải đáp vấn đề cô hỏi. Anh là vì nhân nhiên nên tới đây tìm em. Trước khi đến, anh nhờ người tìm giúp địa chỉ này. Nhân nhiên không cùng anh đến. Nhân nhiên thế nào rồi? Vừa nghe Thiệu Sâm là vì cục cưng mới đến, trong lòng cô không khỏi có chút mất mát. Bé muốn gặp em. Thiệu Sâm cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Có thật không? Tôi cũng rất nhớ con khuôn mặt nhỏ nhắn của bùi dạ tĩnh nhất thời lộ vẻ mừng rỡ khiến thiệu sâm không khỏi ghen tị địa vị của bé trong lòng cô thế còn anh em có nghĩ đến anh không thiệu sâm vẫn không nhịn được sau đo cùng con trai mình buồn buồn hỏi cô bùi dạ tĩnh không ngờ anh sẽ hỏi như vậy trố mắt trong chốc lát à thôi thiệu sâm không miễn cưỡng cô chỉ mở một đôi mắt đáng thương mà nhìn có cơm ăn không anh đã một ngày không ăn cơm cái gì bùi dạ tĩnh nhất thời không biết nên trả lời thế nào thật lâu mới phản ứng được anh một ngày rồi không ăn cơm sao? Đúng, anh xuống máy bay sau khi đi toilet, sau khi ra ngoài liền phát hiện hành lý không thấy đâu. Thảm hại hơn chính là, hôm nay sau khi ra cửa, ví tiền lại bị ăn trộm. Thiệu Sâm kể sinh động, đem mình nói thật đáng thương, với ý định là không để cho cô nhận tâm đuổi anh đi. Trong người anh bây giờ không có thu nào, ở chỗ này cũng chỉ biết có em. Nếu như em không chứa chấp anh, vậy thì tối nay anh chỉ có thể lưu lạc nơi đầu đường rồi vì muốn gia tăng tính chân thực còn cố ý đi bộ đến nhà bùi dạ tĩnh để cho mình nhách nhác một chút như vậy mới có tính thuyết phục bùi dạ tĩnh nhìn thấy anh toàn thân là bộ tháng nhách nhác không đành lòng lên tiếng đuổi anh đi vậy anh vào đi cô tìm chìa khóa mở cửa cho anh đi vào nhưng ngày mai anh phải đi nói gì thì nói cũng không thể để anh ở đây đối với cô mà nói quá nguy hiểm anh không có tiền thiệu sâm lần nữa nhấn mạnh sự quẫn bách của mình tôi giúp anh đặt phòng khách sạn anh không cần tiền của phụ nữ làm sao có thể, nếu anh ở khách sạn thì làm sao tiếp cận lâu dài được. Anh không thể ở chỗ của tôi. Bùi dạ tĩnh vội vàng nói, quan hệ hiện giờ của họ không thích hợp. Tại sao? Thiệu Sâm biết rõ còn hỏi. Tĩnh Nhi, mặc dù chúng ta đã ly hôn, nhưng chúng ta không thể làm bạn sao? Hiện tại bạn em gặp nạn, em cũng không nguyện ý giúp một tay sao? Hay là em sợ chúng ta đơn độc trung đụng? Ai nói tôi sợ? Không muốn bị anh xem thường, cô lập tức bật thốt lên. Đã như vậy, thời gian này, làm phiền em rồi thiệu sâm không cho cô cơ hội phản bác sau đó nói một chút chuyện về nhân nhiên bùi dạ tĩnh vừa nghe đến chuyện của con liền im lặng vì con trai cô sẽ tạm thời để cho anh ở đây chỉ cần coi anh như người xa lạ là được anh ngồi trước đi tôi đi làm chút gì đó cho anh ăn nói xong cô xoay người tiến vào phòng bếp làm thức ăn thiệu sâm nhìn bóng lưng cô khoái miệng không khỏi cong lên trong lòng ngọt ngào đến cả hơi thở cũng ngọt thật tốt rốt cuộc anh lại gặp được tĩnh nhi Dạ tĩnh, cậu ngủ không được ngon giấc à? Tô Hà đi tới vỗ vai cô. Kêu cậu mấy tiếng cũng không nghe, mình thấy hôm nay tinh thần của cậu có chút hoảng hốt đó. Không có gì, tối hôm qua ngủ không được tốt cho lắm. Hôm qua, cô vừa nghĩ tới Tiểu Trâm đang ngủ ở sát vách, cô lăn lộn khó ngủ, sáng sớm liền vội vã đi ra khỏi nhà. Gặp lại Tiểu Trâm, lòng cô vẫn như cũ rung động không dứt. Biết rõ hiện tại, hai người đã không còn quan hệ, nhưng cô vẫn nhịn không được nhớ đến anh. Nhưng anh lại tìm đến cô, mà cũng chỉ vì cục cưng, cô không cần quá để ý đến anh. Bùi dạ tĩnh không ngừng động viên mình, tạo ra một bức tường bảo vệ. Sắc mặt của cậu trông rất xấu, có cần xin phép về không? Tô Hà nhìn sắc mặt của cô có chút lo lắng, tâm hỏi lại. Không, mình không muốn về. Cô phản ứng quá độ, khiến Tô Hà bị dọa sợ. Cậu làm sao vậy? Tô Hà nghi ngờ nhìn cô. Cậu khẩn trước cái gì? À, không có. Biết mình phản ứng có chút quá mức, bùi dạ tĩnh vội vàng hạ giọng nói, kéo ra một chút tươi cười. Cậu thật không có chuyện gì sao? Tô Hà không yên tâm hỏi lại lần nữa. Thật mà, không có chuyện gì, chỉ là mình ngủ không ngon thôi. Dạ tĩnh, lần trước mình đề nghị cậu đi Nhật Bản tìm lại con, cậu dự định thế nào? Bộ dạng sống không có mục tiêu của dạ tĩnh khiến Tô Hà có chút bận tâm. Không phải mình nói, đợi đến khi nhà trải nghỉ lại tính sao? Bùi dạ tĩnh không dám để Tô Hà biết, Thiệu Trâm đã đến tìm cô nói chuyện của con. Người này hiện tại đang ở ngay nhà của cô. Ừ, vậy cũng tốt, chuyện này đợi nhà trải nghỉ hãy nói. Cậu có cần giúp gì, cứ nói thẳng với mình. Tô Hà nhớ lại chuyện quan trọng. Có chuyện mình nhất định phải nói ngay, không phải cậu tính toán muốn về gặp cha mẹ sao? Dù sao nhiều năm như vậy, bọn họ đều rất nhớ cậu. Trong lúc nhất thời, bùi dạ tĩnh không để bạn thế nào. Cô đã từng muốn trở về, nhưng mỗi lần gọi điện thoại đều bị cha cắt đứt. Dần già, cô vẫn chưa có dũng cảm trở về. Rất lâu sau đó, cô nhẹ nhàng nói ra một chữ. Mình... Sau đó lại trầm mặc Về thăm nhà một chút thôi. Tô Hà thấy dáng vẻ cô đang giãi ruộng, cũng biết thật tâm cô muốn trở về cậu cuối cùng vẫn là con gái của bạn họ, như thế nào đi nữa, bạn họ cũng không thể oán trách cậu cả đời. Trở về nhận sai sẽ không có chuyện gì. Tô Hà, mình không biết làm thế nào mà có thể đối mặt với cha mẹ mình. Trong lòng Bùi dạ tĩnh rất mâu thuẫn, vừa muốn trở về xem cha mẹ mình, lại không dám gặp lại họ. Cậu là con của họ, họ sẽ tha thứ cho cậu. Tô Hà, họ sẽ nguyện ý tha thứ cho mình sao? Bùi dạ tĩnh không có lòng tin, năm đó cô bất chấp tất cả, tạm nghỉ học để gạ cho tiểu trâm, phụ sự kỳ vọng của cha cha mẹ sẽ tha thứ cho cô sao? Máu mủ tình thâm, có cha mẹ nào lại ghi hận con cái cả đời? Tô Hà an ủi cô. Cậu trở về thẳng thắn nói chuyện với họ, thỉnh cầu sự tha thứ, mình tin tưởng họ sẽ tha thứ cho cậu. Bùi dạ tĩnh trầm mặc, nghĩ tới lời Tô Hà nói, có lẽ cô nên trở về nhà xem cha mẹ một chút. Thiệu trầm vừa rời giường đã không thấy bùi dạ tĩnh, nghĩ thầm, cô nhất định đang trốn tránh mình. Chỉ là không sao, anh đã thừa nhận, còn sợ cô tránh mình sao? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, thật sự quá tốt. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng, quyết định dọn dẹp phòng ốc của người phụ nữ mình yêu một chút, sau đó chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn, chờ cô trở lại. Nói liền làm, Thiệu Trâm nhanh chóng tìm cây lau nhà cùng khăn, bắt đầu công việc tổng vệ sinh lần đầu tiên trong đời anh. Lúc kim đồng hồ chỉ 7 giờ, Thiệu Trâm nhìn ra cửa lần nữa, vẫn không nghe được tiếng mở cửa mình mong đợi. Tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở về? cô gái này không phải vì tránh anh nên chọn cách không trở về chứ. Lúc anh đang ngồi suy nghĩ lung tung, ngoài cửa vang lên tiếng va chạm mở khóa. Thiệu Trâm vội vàng ngồi lên ghế sofa, còn cầm một tờ báo giả bộ đọc. Em đã về. Cô không chút để ý nói. Ờ. Bùi dạ tĩnh vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thiệu Trâm ngồi trên ghế sofa, đang nghiêm túc xem báo, không lên tiếng quấy rầy, tự mình trở về phòng. Khóe mắt Thiệu Trâm hơi nhướng lên, hơi nóng nảy, vội vàng lên tiếng. Tị nhi, anh vừa rồi đói bụng nên nấu chút đồ ăn, cũng thuận tiện nấu cho em. Bùi dạ Tịnh lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn anh. Anh nấu sao? Khi cô nghe anh nói lời này, vấn đề đầu tiên chưa xuất hiện trong đầu cô. Không phải cô muốn hoài nghi anh, mà bởi vì từ nhỏ, thiệu trâm sống cuộc sống của một vị đại thiếu gia, bất luận cái gì cũng không cần anh nhúng tay, huống chi là nấu cơm. Dĩ nhiên, thiệu trâm nâng cảm kiêu ngạo không dứt. Những năm này anh học không ít thứ, lúc ở nhà anh thường nấu cơm cho cục cưng ăn. Nói đến cục cưng, hai người đều trầm mặc. Lâu sau, Bùi Dạ Tĩnh mới đem suy nghĩ trong lòng nói ra. "Nhiên Nhiên, bé có khỏe không?" "Ừ, ờ, còn rất tốt." Thấy cô rụt rè hỏi, Thiệu Trầm không khỏi cảm thấy áy náy, năm đó anh làm sao lại tàn nhẫn nói ra lời nói như vậy, để cho cô không nhìn thấy cục cưng. Bùi Dạ Tĩnh vội vàng hỏi, "Bé hiện giờ ra sao, có cao hơn không?" Thiệu Trầm có chút hối hận, đã nói rồi cô, bằng không anh có thể quang minh chính đại đem hình con trai ra cho cô nhìn để cho cô giải tỏa bớt nỗi khổ nhớ nhung. Anh thật sự không nên lấy lý do hành lý cùng ví tiền bị trộm mất. Tịnh Nhi, thật xin lỗi. Tôi mới gặp cục cưng, thật sự rất muốn. Bùi dạ tĩnh không khỏi đau buồn, hốc mắt trở nên ướt át. Thiệu Dâm khổ sở không dứt, đứng dậy đi tới bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy. Thật xin lỗi, năm đó anh không nên dùng lời nói ác độc như vậy. Anh chưa từng muốn không để cho em thấy cục cưng. Chỉ hy vọng em có thể vì con mà ở lại. Tịnh Nhi, tha thứ cho anh nước mắt bướng bỉnh ào ào rơi xuống, bùi dạ tĩnh không cự tuyệt cái ôm của anh, yên lặng rơi lệ. Tị nhi, anh yêu em, vẫn luôn không thay đổi. Thiệu sâm thâm tình thổ lộ. Anh biết trong quá khứ đã làm cho em bị tổn thương, cho anh thêm cơ hội, cho chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Bùi dạ tĩnh không trả lời, chỉ rơi nước mắt. Thiệu Sâm đưa tay thay cô lau đi nước mắt, động tác cực kỳ dịu dàng, giống như là trân trọng bảo bối cực kỳ trân quý. Những năm nay không có em, anh sống một chút cũng không tốt. Một bên, anh lau nước mắt trên mặt cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh nhớ em, rất nhiều lần muốn đến tìm em, nhưng em không bỏ được lòng tự trọng xuống. Cho đến khi cục cưng đòi gặp em, anh mới phát hiện anh khát vọng muốn được gặp em, được ôm em trong tay. Anh thổ lộ tâm tình, khiến tim cô rung động không dứt. Tịnh nhi, anh hiểu rõ năm đó đồng thải điệp đã thương tổn em là vì anh, là lỗi của anh. Anh không suy tính đến cảm thụ của em, để em phải lo lắng, cũng làm lòng tin của em đối với anh bị hủy sạch. Sai lầm giống như vậy, anh sẽ không tái phạm nữa. Yên lặng một chút, anh nói tiếp. Nhiên nhiên ở trong trường học cùng bạn học đánh nhau, bởi vì đứa bé đó nó nói, cục cưng không có mẹ, là đứa con hoang. Cái gì? Bùi dạ tĩnh che miệng, kinh ngạc khô lên, đôi mắt hiện lên áy náy càng thêm sâu. Trời ạ, à, con tôi! Thời điểm anh biết được, trong lòng rất khổ sở, bởi vì chúng ta ly hôn khiến cục cưng bị tổn thương. Thiệu Sâm chậm rãi nói với cô. Tịnh Nhi, anh tới tìm em, một phần vì cục cưng, quan trọng hơn anh cũng rất cần em mẹ xin lỗi nhiên nhiên lời của anh khiến cho cô lần nữa khóc to không là lỗi của anh thiệu trâm ôm chặt cô là anh khiến cái nhà này trôi đi như vậy ban đầu anh nói dù có chuyện gì cũng không buông tay đều là do anh tự ái làm hỏng tất cả mọi thứ ngoan tịnh nhi đừng khóc không nỡ nhìn thấy cô khóc thiệu trâm tận lực an ủi dụ dỗ cô tôi muốn nhiên nhiên muốn gặp anh cô rưng rưng nước mắt chờ đợi nhìn anh được nhưng phải qua một thời gian nữa được không cô vẫn chưa đồng ý lại gả cho anh làm sao lại để cô gặp con trước đây tại sao tôi muốn lập tức nhìn thấy con bùi dạ tĩnh không hiểu ý của anh là gì vậy em đồng ý gả cho anh chứ nếu cô gật đầu anh sẽ lập tức mang cô về nhật bản gặp cục cưng cái gì bùi dạ tĩnh cảm thấy không giải thích được nói thế nào nói qua nói lại đều là vấn đề này chứ tôi làm sao muốn gả cho anh con trai chúng ta phải có một gia đình hoàn chỉnh Thiệu Trâm trả lời như chuyện đương nhiên. Anh đã đồng ý với bé. Không cần, tôi không muốn tái giá với anh. Bùi Dạ tĩnh hô lớn, tránh khỏi ngực anh, giận dữ trợn mắt nhìn. Vậy là anh không thể làm gì khác hơn, là tiếp tục cố gắng. Thiệu Trâm đột nhiên thay đổi thái độ, hai tay mở rộng, giống như một tên vô lại. Bùi Dạ tĩnh nhất thời tịnh ngộ. Là anh cố ý tìm cách vào nhà tôi, bởi vì nguyên nhân này sao? Không phải vậy, tĩnh nhi, anh muốn bù đắp cho em, để cho chúng ta làm lại lần nữa chỉ sợ cô hiểu lầm anh vội vàng giải thích nếu như không ngả cho anh có phải anh không cho phép tôi nhìn thấy cục cưng không bùi dạ tĩnh cảnh giác nhìn anh không biết anh hiểu em rất muốn nhìn thấy con anh sẽ không làm như vậy ba tháng thiệu sâm nghiêm túc nói với cô tị nhi em cho chúng ta thời gian ba tháng để chúng ta thử một lần nữa nếu như cuối cùng em vẫn không muốn tài giá với anh vậy anh liền đi sau đó đưa cục cưng đến được không bùi dạ tĩnh trầm mặc cô dùng rằng muốn cự tuyệt nhưng miệng giống như nặng ngàn cân, không trả lời được. Anh khi dễ tôi. Một tầng hơi nước là nữa phủ kín đôi mắt cô, cô dùng sức dậm chân một cái, cô căn bản không cự tuyệt được anh. Thiểu sâm thấy vẻ mặt cô đã thỏa hiệp, không khỏi ôm cô thật chặt. Tịnh nhi, anh ôm lấy bả vai gầy yếu của cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, đưa tay lao đi những hạt trân châu trên gò má, kìm lòng không được, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đôi tay cô chống đỡ trên ngực anh, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, Tiểu dâm bá đạo hôn cô, nốt trọn tất cả những kháng nghị cùng hơi thở. Anh khát vọng được hôn cô đã lâu, anh đã tưởng niệm 5 năm. Cứ như vậy, Thiệu dâm thành công tiếp tục trụ lại nhà bùi dạ tĩnh. Vì nhìn thấy cô ngày nhớ đêm mong con trai, anh liền lên mạng tìm hình cho cô ngắm. Mà người phụ nữ này mỗi ngày đều phải nhìn đi nhìn lại 4 năm lần mới thôi, chọc cho anh phải ghen tức. Được rồi, không cần xem nữa. Đã muộn rồi, vậy mà cô còn không muốn rời khỏi màn hình máy vi tính. Ngày mai em sẽ không dậy nổi mất biết rõ cô không phải là người hay ngủ trễ, đã vậy còn thức đêm, anh thực sự không nhịn nổi, đi đến tắt nút màn hình. Thiệu Dâm, sao anh lại tắt đi? Bùi Dạ Tĩnh tức giận kêu lên. Nếu không ngủ, chúng ta lại làm vận động hữu ích một chút, em thấy thế nào? Thiệu dâm dùng ánh mắt mập mờ cảnh cáo cô. Bùi Dạ Tĩnh rất nhanh hiểu ra anh án chỉ cái gì, khuôn mặt không khỏi sưng huyết đỏ bừng, càng làm cho lửa dục trong Thiệu Sâm lan rộng hơn. Nhưng bây giờ, anh vẫn còn trong giai đoạn theo đuổi cô, nên không thể tùy tiện ra tay, nếu không đến lúc đó cô căm tức đem anh đuổi đi vậy chẳng phải liền thất bại trong găng tấc sao anh ở đây nói nhăng nói cuội gì đó nói xong cô đỏ mặt chạy về phòng của mình trong người lừa dục khó tiêu thiệu trâm không thể làm gì khác đành phải ngoan ngoãn vào phòng tắm tắm nước lạnh để mình bình phục lại hiện tại chỉ có thể xem không thể ăn lúc nào mới kết thúc đây gần đây bùi dạ tĩnh hành động rất kỳ quái khiến tô hà không hiểu nổi thỉnh thoảng cô lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng của cô gái mới lớn còn tự mình ngồi cười khúc khích dạ tĩnh có phải cậu đang yêu hay không trừ cái này tô hà thật sự không nghĩ ra cái gì có thể khiến cô biến thành bộ dáng như vậy cậu nói bậy gì đó bùi dạ tĩnh nhặt lên những món đồ chơi rơi tán loạn trên đất không dám nhìn lại bạn có thật không tô hà còn chưa cảm thấy tin tưởng cậu thật không là nút yêu đương không không có bùi dạ tĩnh lớn tiếng trả lời cô vậy thì tốt tối nay thay chúng mình đi ăn cơm đi Tô Hà bắt chéo hai tay trước ngực, bộ dạng đang đợi cô trả lời thế nào. Chúng mình sao? Bồi dạ tĩnh không hiểu. Trừ cậu ra, còn có ai? Sẽ không lại muốn đi xem mắt chứ? Yên tâm đi, là tiệc đại công ty của chồng tương lai mình. Dù sao cậu về nhà chỉ có một mình, không bằng chúng ta cùng đi. Có được không? Mình cũng không biết họ. Không được, cậu tối nay nhất định phải đi, không đi thì chính là không xem mình là bạn. Nói một cách thẳng tắn, Tô Hà vẫn chưa rất ý niệm muốn cô đi xem mắt. Nhưng nếu cậu nói đang yêu, đã có hẹn, nếu như vậy mình sẽ không miễn cưỡng nữa. Không, không có, mình đi. Bùi dạ tĩnh bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Sau khi tan làm, bùi dạ tĩnh cùng với Tô Hà đi đến một nhà hàng buffet với khung cảnh rất đẹp. Vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy bạn trai Tô Hà dẫn theo một người đàn ông anh Tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời đi về phía các cô. Wow, rất là đông người. Tô Hà vừa nhìn thấy bạn trai cao hứng nhào tới. Anh mời tất cả những thanh niên tài tuấn đến, bạn trai Tô Hà cười tranh công với bạn gái mình. Coi như anh làm rất tốt. Tô Hà nhìn người đàn ông bên cạnh bạn trai. Vị này xưng hô như thế nào, mau giới thiệu với Bùi Tạ Tĩnh. Bạn trai Tô Hà cười giới thiệu với Bùi Tạ Tĩnh. Người này là bạn trung học của tôi, Khiếu Phương Viễn. Sau xoay người hướng người bên cạnh giới thiệu anh. Đây là bạn kiêm đồng nghiệp của Tô Hà, Bùi Dạ Tĩnh. Bùi Tiểu Thư, chào cô. Khiếu Phương Viễn nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Chào anh. Bùi Dạ Tĩnh ngượng ngùng gật đầu một cái. Phương Viễn, anh sẽ không để ý nếu chị em chúng tôi qua bên này ngồi chứ? Tô Hà thừa cơ hội chế nhạo bọn họ. Dĩ nhiên không ngại, đây là vinh hạnh của tôi. Nói xong, Phương Viễn nghiêng người hướng đến Bùi Dạ Tĩnh bày ra tư thế xin mời. Bùi Dạ Tĩnh có chút xấu hổ đứng sững sờ một chỗ, lén đưa tay kéo vạt áo của Tô Hà. Ai ngờ Tô Hà căn bản không để ý tới cô. Bùi Dạ Tĩnh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo Phương Viễn đến phòng ăn. Cô cảm thấy có chút trột dạ. Nếu như Thiệu Trâm biết cô ở đây đi xem mắt với người khác, liệu anh ấy có nổi giận hay không? Thiệu Trâm khẳng định hiện giờ mình đang trong cơn giận dữ, hơn nữa còn sắp bốc cháy. Đáng chết, người đàn ông đang cười sảng khoái kia là ai? Tại sao Tĩnh Nhi với hắn lại đi cùng nhau chứ? Anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy người đàn ông đang cười đến chói mắt, mở cửa xe cho bùi xạ dạ tĩnh. Hơn nữa còn đứng đó nói không ngừng. Anh ở nhà lo lắng cho cô cả một buổi tối, nhưng người phụ nữ khiến anh vừa yêu, vừa giận, lại chạy đi hẹn hò cùng người đàn ông khác. Thiệu Trâm kiềm chế lại bản thân, ngăn mình không đi đến tách bọn họ ra. Cảm ơn. Bùi dạ tĩnh cười yếu ớt gật đầu với người đã đưa mình về nhà. Xem ra là tôi đã bị từ chối. Vương Viễn tự diễu nói, cả một buổi cô đều chỉ biểu hiện lại nhà xa cách anh, không để cho anh tiến thêm bước. Thật xin lỗi, đã làm trễ nải thời gian của anh. Bùi dạ tĩnh cảm thấy vô cùng ái náy. Thôi, dù sao cũng rất vui được làm quen với em, Phương Viễn cũng không ép buộc cô, người ta đối với anh không có tình cảm, anh cũng sẽ không cố chấp mà dây dưa. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Bùi Dạ Tĩnh gật đầu lần nữa, lễ phép nhìn đối phương rời đi, sau đó mới vào nhà. Anh ta là ai? Bùi Dạ Tĩnh vừa đến cửa đã bị Thiệu Sâm đang không đợi kịp kéo đến một bên chất vấn. Anh còn chưa ngủ? Bùi Dạ Tĩnh kinh ngạc hỏi. Anh là đang đợi em sao? Nói nhảm, em đã khuya còn chưa chịu về, gọi điện cũng không bắt máy, làm cho anh lo lắng. Anh gấp gáp không đợi được Nếu không phải là lo lắng cho cô Như thế nào lại đợi ở đây chứ Nhưng xem ra em vẫn rất tốt Anh lo lắng đến cơm cũng không ăn Còn em, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về Còn cùng người đàn ông khác ăn cơm đến giờ này Càng nói anh càng tức giận Thế nào, anh ở cùng em Ăn cùng em, mà em lại không đem anh để ở trong lòng Anh còn chưa ăn cơm sao Cô xin lỗi nhìn anh Thật xin lỗi, điện thoại của em hết pin rồi. Lúc đó, đúng lúc Tô Hà mời em đi tham gia tiệc liên hoan của công ty bạn trai cô ấy, cho nên không kịp thông báo với anh một tiếng. Em cùng người đàn ông kia là như thế nào? Nhưng anh lại cảm thấy người lúc nãy đối với cô rất ân cần. Đã trễ, người ta mới lễ phép đem về nhà mà thôi. Bùi dạ tĩnh không tự chủ được giải thích với anh. Tịnh nhi, anh không thích người đàn ông khác đến gần em. Thiệu sâm ăn vạ, ôm lấy cô, vẻ đẹp của cô rất dễ bị người khác phát hiện, tình địch của anh nhất định sẽ nhiều hơn. Bùi dạ tĩnh trầm mặc, anh như thế nào lại giống như một đứa bé vậy? Em đâu có làm gì? Chính là không cho. Thiệu sâm bá đạo nói, hai cánh tay buộc chặt cô. Thiệu sâm, đau. Cảm thấy thân thể anh căng thẳng, bùi dạ tĩnh cũng cảm giác được mình bị ôm đau. Anh không thích ánh mắt người khác nhìn em, em là của anh. Đột nhiên, anh nâng cầm cô lên, cúi đầu, ngậm lấy môi cô. Bất ngờ hôn, khiến bùi dạ tĩnh quên mất phản kháng, Thiệu Trầm từ rất lâu đã muốn làm như vậy, anh khát vọng đôi môi đỏ mỏng này đã lâu, nó vẫn mềm mại như trước kia. Anh mãnh liệt lấy đi hương vị ngọt ngào này, dường như như vậy vẫn cảm thấy không đủ. Bùi dạ tĩnh bị kích tình mãnh liệt bao phủ, thần trí ngày càng mơ hồ, đôi tay không tự chủ được bò lên cổ của anh, mặc cho bản năng nhiệt tình đáp lại. Khóe môi bật ra tiếng ngâm nga động tình. Tịnh nhi. Cô nhiệt tình đáp lại khiến cho anh không kiềm chế được khát vọng trong nội tâm, nhẹ nhàng đem cô đặt dưới thân mình, ép nhẹ thân thể mềm mại giống như thưởng thức mật ngọt, chậm rãi từng chút từng chút hôn lên cánh môi. Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển thành tham lam, đầu lưỡi của anh hóa thành ngọn lửa nóng thiêu đốt trong miệng cô. Tràn ngập trong những nụ hôn từng chút một rơi trên môi cô, chọc cho cô phát ra từng tiếng yêu kiều. Quần áo hai người trong tiếng sột soạt đã cởi ra ném đầy trên đất. Tị nhi, anh yêu em, em là của anh, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Sáng sớm, từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi vào bên trong căn nhà nhỏ, cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn, hai thân thể đang quấn lấy nhau thật chặt. Thiệu Sâm lười biếng ngáp một cái, chậm rãi mở mắt, cánh tay cảm giác được sức nặng, cúi đầu nhìn, khóe môi không khỏi xương lên. Tĩnh Nhi đang yên tĩnh nằm trong ngực anh. Ngừng mắt nhìn người đang nằm ngủ say trên cánh tay, Thiệu Sâm lặng lẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài tùy ý toán lạc trên gối, gương mặt say ngủ, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đôi môi đỏ mỏng hé mở thật mê người anh kìm lòng không được cúi đầu hôn thật sâu cánh môi ấm áp nồng đậm hơi thở của phái nam kích động thần kinh của nàng bùi dạ tĩnh đang trong giấc ngủ say dần tỉnh lại chào buổi sáng tịnh nhi ngón tay thiệu sâm êm ái vuốt ve gương mặt cô ư ừ, chào buổi sáng bùi dạ tĩnh xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đôi môi lười biếng khẽ cong lên đầu óc vẫn còn u mê em ngủ có ngon không anh cong khỉu tay lên nâng cô lên tiến gần đến thân thể mình hai thân thể trần truồng dán chặt vào nhau cảm giác nóng rực khiến cô ngạc nhiên trừng mắt cô nhất thời tỉnh táo hoàn toàn bọn họ bọn họ tối hôm qua lại trời ạ bùi dạ tĩnh che mặt trong đáy lòng kêu rên tại sao có thể như vậy tị nhi anh không hiểu nhìn về phía người phụ nữ đang hét chói tay chúng ta ngày hôm qua chúng ta ngày hôm qua ý loạn tình mê cộng thêm khát vọng nhớ nhung anh mới để cho kích động nhất thời không kiềm chế được cô dúi đầu vào trong gối không biết nên đối mặt với thời khắc lúng túng này như thế nào tịnh nhi thiệu sâm không cho cô có cơ hội trốn tránh không cho em hối hận cả người anh nhất thời lại căng thẳng chỉ sợ nghe được cô không thích em không có nói gì bùi dạ tĩnh hết cách với anh bất đắc dĩ trợn mắt em chỉ phải à thôi anh không cần hiểu bùi giả tĩnh im lặng không biết giải thích cùng anh ý tưởng trong lòng mình thế nào tối hôm qua bị anh hấp dẫn mà ngoan ngoãn lên giường xem ra sau này càng không kiêng dè. thật ra thì mấy ngày nay cô đã từ từ tiếp nhận sự thay đổi của anh thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác được chăm sóc che chở này nhưng mà việc này cũng không thể để cho anh biết nếu không anh sẽ ăn cô không còn một mảnh xương chuyện gì đã qua có lẽ nên để cho nó qua đi dù sao sâu trong nội tâm của cô vẫn còn yêu anh ấy huống chi còn có nhiên nhiên cô không đành lòng đem cho con cuộc sống như vậy cô cũng không thể không sống cùng con trai có chuyện gì không thể nói sao thiệu sâm không hiểu thấy bộ dạng sâu não của cô khóe miệng cười tà vậy là nghĩ muốn thêm lần nữa à trong nháy mắt bùi dạ tĩnh từ trắng xanh trở nên đỏ như quả táo chín anh nói bậy gì đó không phải em yêu thích điều hiện của anh tối hôm qua sao Thiệu Sâm đặc biệt nghiêm túc hỏi, đây chính là vấn đề mặt mũi của đàn ông. Sao anh lại hỏi như vậy chứ? cô xấu hổ giận dữ nhìn anh. Nhìn cô xấu hổ lấy lòng anh, không nhịn được, cúi xuống tìm được đôi môi cô, thương yêu. Trượt vào khoang miệng mềm mại, đùa giỡn với đầu lưỡi thơm to. Bùi dạ tĩnh dần mơ hồ khẽ ngâm, toàn thân như có lửa nóng đốt cháy. Tịnh nhi, anh muốn em. Nói xong, anh lần nữa phủ lên môi của cô, không giống với lúc nãy dịu dàng hôn, mà lúc này kịch liệt dây dưa. Đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò sâu bên trong khoang miệng cô, bừa bãi chiếm đoạt. Tịnh nhi, em đúng là một tiểu yêu tinh. Cái vuốt ve của anh tựa như ma pháp thôi miên, làm cho ý thức của cô ngày càng mơ hồ. Kể từ sau khi hai người đột phá mối quan hệ của mình, Thiệu Sâm có thể đường đường chính chính chuyển vào trong phòng ngủ của Bùi Dạ Tĩnh, hàng đêm cùng với cô chung giường, chung gối, cộng thêm chuyển miên không dứt. Mỗi ngày và buổi tối đều làm cho cô đau lưng, ngày thứ hai phải đem đôi mắt thâm quầng đi làm. Bùi Dạ Tĩnh từ từ đi vào phòng làm việc, trong lòng không nhịn được mắng Thiệu Sâm là người không biết tiết chế. Người đàn ông kia giống như là đói khát nhiều năm, giống như mãnh thú xuất chuồng, căn bản không biết hai chữ thỏa mãn viết như thế nào. Dạ tĩnh, gần đây trông sắc mặt của cậu rất kém. Nhìn thấy cô mấy ngày nay đều mang bộ dáng thiếu ngủ đi làm, Tô Hà không khỏi nhíu mày. Trong cậu thoáng cái thì vẻ mặt tràn trề rất sống, thoáng cái tinh thần mệt mỏi, như vậy là sao? Khả nghi, thật sự rất khả nghi. Cô biết buổi dạ tĩnh không phải là người hay có tâm trạng lên xuống thất thường, nhưng tại sao trong khoảng thời gian này lại trở nên kỳ quái như vậy? đúng là làm cho người khác cảm thấy rất khó hiểu. Tô Hà đang cố gắng hồi tưởng lại xem dạo gần đây bùi dạ tĩnh có cái gì đó không đúng. Khoai mắt cô lại vô tình liếc thấy trên cổ bùi dạ tĩnh xuất hiện những vết đỏ kỳ lạ. Bùi dạ tĩnh! Tô Hà đột nhiên kêu to lên, khiến cho mấy cô giáo khác trong phòng làm việc nhìn chăm chú. Tô Hà vội vàng che miệng đang mở to của mình, kéo bùi dạ tĩnh ra khỏi phòng làm việc. Cậu nói thật đi, có phải cậu đã có bạn trai rồi hay không? Tô Hà kéo Bùi Dạ Tĩnh đến một góc yên tĩnh bên ngoài phòng làm việc tra hỏi, hai tay chống nạnh, tức giận, chất vấn. Mình không có, cậu đừng có nói bậy. Bùi Dạ Tĩnh ấp úng nói, vẻ mặt trột dạ, nhìn rất rõ ràng. Cậu còn dám nói không? Tô Hà tức giận hư một tiếng. Vậy dấu vết trên cổ cậu là do ai làm nên? Đừng nói với mình, đó là vết mũi chích đó. Thoáng chốc, Bùi Dạ Tĩnh nghẹn lời, bàn tay theo bản năng che lấy cổ, mặt đỏ bừng cười gượng với Tô Hà. Chuyện này, Mấy ngày nay, sáng nào cậu cũng uể oải không có sức sống, không phải là buổi tối vận động quá mức đây chứ. Tô Hà dò xét nhìn bùi dạ tĩnh, cẩn thận chú ý từng biểu hiện của cô. Gương mặt bùi dạ tĩnh vốn đã hồng càng hồng thêm, đáp án đã rõ ràng. Bùi dạ tĩnh, cậu thật biết giả bộ, giấu mình lâu như vậy, giữa chúng ta rốt cuộc có phải là chị em tốt không vậy? Tô Hà oa oa kêu to, bất mãn trừng mắt về phía cô. Tô Hà, thật ra thì, mình không biết nên nói với cậu thế nào. Bùi dạ tĩnh cảm thấy chuyện này trong nhất thời trở nên phức tạp. Vậy thì từ từ nói thôi. Tô Hà dù bận vẫn ung dung, bộ dáng chính là, cái mình có nhiều nhất chính là thời gian. Anh ấy là thiệu trâm, chồng trước của mình. Bùi dạ tĩnh cắn răng, mặt đỏ bừng nói. Tô Hà không khỏi kinh sợ, thiếu chút nữa đứng không vững, âm thanh run rẩy hỏi. Cậu, cậu nói người đó chính là chồng trước của cậu sao? Điều này thật sự là quá kinh người. Bùi dạ nhìn nét mặt khiếp sợ của bạn, chậm rãi gật đầu, Tô Hà rất nhanh khôi phục lại bình thường, tiếp tục hỏi. Chuyện đó diễn ra khi nào? Vừa đúng một tháng. Đến lúc này, Bùi Dạ Tĩnh cũng không thể không thành thật khai báo. Cái gì? Một tháng? Tô Hà càng hỏi, càng thấy được vị trí của mình ở trong lòng bạn tốt ngày càng thấp. Đã lâu như vậy mà một chút tin tức mình cũng không biết. Tuần trước mình còn ngây ngốc đưa cậu đi xem mắt. Bùi Dạ Tĩnh, cậu đúng là không có lương tâm. Thầy cô ấy tức giận, Bùi Dạ Tĩnh vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi cậu, không phải là mình cố ý không nói, là vì lúc đó anh ấy xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa anh ấy đến tìm mình là vì con. Thời điểm đó, mình vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Vui mừng vì mình rốt cuộc cũng có cơ hội gặp con trai, cảm thấy khổ sở khi anh ấy là vì con mới đến tìm mình. Tô Hà, khi đó tâm trạng mình rất rối loạn, mình không cố ý muốn giấu giếm cậu, chỉ muốn có thêm thời gian làm rõ ý nghĩ trong lòng rồi mới nói cho cậu biết. Vậy còn bây giờ? Nhìn thấy sắc mặt của cô ấy mặc dù kém, nhưng giữa hai lông mày lại tản mát ra vẻ kiểu mị của thiếu nữ. Tô Hà nhất thời sáng tỏ anh ấy vẫn còn yêu cậu sao? Ừ. Bùi dạ tĩnh xấu hổ gật đầu, đem chuyện Thiệu Trâm đến tìm cô, chậm rãi kể lại cho Tô Hà. Nghe xong lời kể của bùi dạ tĩnh, Tô Hà không khỏi cảm thán. Rõ ràng là cậu cũng yêu anh ấy mà, bằng không cũng sẽ không để cho anh ấy vào nhà mình. Mình không tin, anh ấy đường đường là một ông chủ, cho dù thân không phân văn, chẳng lẽ thật sự lưu lạc đến nơi đầu đường sao? Đây rõ ràng là khổ nhục kế. Khi anh ấy ăn sạch cậu, thì nhất định cậu sẽ chế chấp anh ấy, nên mới làm như vậy. Thật ra thì mình... Bùi dạ tĩnh không đơn thuần như vậy, nói một cách thẳng thắn là cô đối với anh ấy không bỏ được. Lúc đầu mình cự tuyệt anh ấy gần gũi mình, nhưng một tháng qua, mỗi ngày anh ấy đều đối với mình trách kiên trì trở như bảo bối, chăm sóc chu đáo, thậm chí so với trước kia còn tốt hơn. Mình nhìn không được đã mềm lòng, cho nên mình muốn bỏ qua mọi chuyện. Coi như cho nhau thêm một cơ hội nữa đi, cũng là vì con của bọn mình. Dạ tĩnh, thật ra thì cậu vẫn còn yêu anh ấy, cho nên cậu mới có dũng khí tiếp nhận anh ấy thêm một lần nữa mặc kệ mọi chuyện thế nào cậu nhất định phải kiên trì tô hà biết bùi dạ tĩnh ngoại trừ chồng trước sẽ không có thêm một người đàn ông nào khác lay động cô ấy sẽ sống cô độc suốt đời nên cô chỉ có thể chúc phúc cho cô ấy cậu không giận mình nữa sao bùi dạ tĩnh nhíu mày nghịch ngợm cười cười không khí nhẹ nhõm khôi phục <laughs> xem ra con trai nuôi độ lượng chịu thay thứ cho cậu con trai nhân nhân của cậu phải làm con trai nuôi của mình tô hà lập tức đưa ra điều kiện không thành vấn đề bùi dạ tĩnh sảng khoái đồng ý Dạ tĩnh, lần này bất luận như thế nào, cậu cũng phải tóm chặt hạnh phúc của mình, không để cho người khác có cơ hội phá hoại cuộc sống hạnh phúc này. Tô Hà dùng lời ẩn ý, năm đó hôn nhân của Bùi Dạ tĩnh là do có người ác ý phá nên mới có kết quả như hiện tại. Hôm nay ông trời lại cho cô ấy thêm một cơ hội làm lại từ đầu, hy vọng cô ấy có thể dũng cảm tận dụng nó. Mình hiểu rồi. Bùi Dạ tĩnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lúc trước mình kết hôn cùng Thiệu Sâm không nhận được sự chúc phúc của hai nhà, cho mình không thể tha thứ khi mình tạm nghỉ học để kết hôn phụ sự kỳ vọng của ông ấy. Mà cha của Thiệu Sâm vẫn hy vọng anh ấy có thể cưới được một cô gái môn đăng hộ đối, không phải là cô gái có gia cảnh bình thường như mình. Bọn mình vốn cho là có thể dắt tay nhau đi đến hết đời, nhưng lại không đủ sức. Được rồi, hiện tại mọi chuyện đều đã qua rồi. Tô Hà nhẹ giọng an ủi. Cậu chỉ cần tin tưởng anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, tin tưởng chính mình nhất định sẽ có được hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, ban đầu mình cảm thấy hạnh phúc đến quá dễ dàng, cho nên rất sợ mất đi cuối cùng mình cũng chỉ có thể rời đi để khỏi bị tổn thương. Bất quá, trải qua nhiều chuyện như vậy, mấy năm nay mình cũng đã sáng tỏ rất nhiều điều. Mình cảm thấy sống cùng Thiệu Sâm như bây giờ cũng rất tốt, không bị cái danh Thiệu Phu Nhân đè nặng, chỉ đơn thuần cùng nhau hưởng thụ cảm giác khi yêu. Như vậy là tốt rồi. Giữa lông mày bùi dạ tĩnh giãn ra, vẻ mặt trở nên rất hạnh phúc. Vì vậy hiện tại, chồng trước của cậu đang tận lực thay đuổi cậu, nhưng cậu lại cố ý không đáp lại người ta. Tô Hà chờ thiểu, cười trêu nói nói như vậy nhưng mà tiến triển cũng không tệ, cũng đã để lại trên người cậu nhiều dấu hôn như vậy rồi. Bị bạn tốt chế nhạo, bùi dạ tĩnh xấu hổ, nhỏ giọng hờn rỗi. Tô Hà! Không chế nhạo cậu nữa, nói đến chuyện con trai của cậu đi, tương lai là con nuôi của mình rồi. Tô Hà mở to mắt trong đợi nói. Bé cũng tới sao? Không, thiệu Trâm lo lắng mình không tha thứ cho anh ấy, cho nên cố ý không mang theo nhân nhân về. Về điểm này, bùi dạ tĩnh vẫn còn oán giận thiệu Trâm thật lâu, người đàn ông giả hoạt kia muốn lợi dụng con trai mình lấy làm mồi nhử để mình cùng anh ấy tái hôn. Cao Minh, đây đúng là chiêu hay nhất. Tô Hà không thể không bội phục người chưa từng thấy mặt là Thiệu Trâm. Anh ấy biết rõ bùi dạ tĩnh, muốn cùng con trai bồi dưỡng tình cảm, nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh ấy. Anh ấy cũng đừng nghĩ mình sẽ dễ dàng đồng ý. Anh ấy giờ trò lừa bịp, cô cũng sẽ ăn vạ, dù sao cũng sẽ sớm gặp được con. Cũng may, coi như anh ấy còn có lương tâm, đem mình con trên mạng cho mình xem, còn để cho mình nói chuyện điện thoại với con nữa. Tô Hà, cậu biết không, thời điểm mình nghe được con trai gọi mình là mẹ, mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Vậy cũng coi như là tạm được. Nếu Tiểu Trâm thật sự ác độc không cho bạn cô nhìn thấy con, Tô Hà này nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất khổ sở, con trai đã lớn như vậy, mình cũng không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, nhưng bé lại không trách mình một chút nào. Ở trong điện thoại, con trai thân mật gọi cô là mẹ, khiến cô không nhịn được bật khóc, thậm chí còn oán giận Tiểu Trâm một trận sau này cậu hãy cố gắng bù đắp cho con thật tốt bé sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho bé tô hà an ủi bùi dạ tĩnh đang sắp khóc Ừ. bùi dạ tĩnh che giấu cảm xúc gật đầu một cái không bao lâu nữa cô sẽ được gặp lại con trai của mình mặc dù ngoài miệng anh nói nếu như không gả cho anh sẽ không cho cô đi gặp nhân nhiên nhưng cô biết anh ấy đã nhờ đường lăng làm thủ tục cho nhân nhiên nói không chừng rất nhanh sẽ được gặp anh ấy còn tưởng rằng mình làm rất kín đáo ai ngờ để bị cô phát hiện nhưng cô cũng giả vờ như không biết chuyện gì cứ để một mình anh ấy vội vàng muốn làm mình vui buổi tối buổi dạ tĩnh kéo một thân mệt mỏi cả ngày về đến nhà vừa vào cửa đã ngửi được từng trận mùi thơm trong lòng cô nhất thời cảm thấy ấm áp trước kia hai người họ chưa từng trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường lúc ở thiệu gia tất cả sinh hoạt hàng ngày đều có người giúp việc xử lý căn bản không cần họ đụng tay đến khoảng thời gian này hai người ở chung một chỗ trong khoảng thời gian này mới giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường. Mỗi sáng sớm thức dậy sẽ có người chuẩn bị xong bữa sáng. Buổi tối trở về sẽ có những món ăn thơm ngào ngạt, ấm áp vô cùng. Em về rồi à? Hiện tại Thiệu Sâm hoàn toàn giống như một người đàn ông của gia đình, cầm cái muỗng trong tay đi ra. Em đi thay quần áo trước đi, chỉ còn một món nữa là có thể ăn cơm. Bùi giả tĩnh ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng đổi một bộ quần áo ở nhà. Sau đó, ngồi đợi món cuối cùng được bưng ra trên bàn ăn. Wow, thơm quá! Hôm nay anh lại học được món mới ở đâu vậy? Nhìn những món ăn trên bàn, bùi dạ tĩnh vừa ăn vụng vừa hỏi. Sau khi Thiệu Sâm bưng lên món cuối cùng, anh bới thêm cho cô một chén cơm trắng đặt tới trước mặt. Học trên TV, có rất nhiều chương trình có người dạy nấu ăn. Công nghệ thông tin hiện đại như vậy, muốn học cái gì đều rất dễ dàng. Anh có năng lực học hỏi rất nhanh. Bùi dạ tĩnh không thể không bật ngón tay cái lên với anh. Cô vốn tưởng rằng anh là một đại thiếu gia cái gì cũng không biết, không ngờ anh ấy chỉ vừa học liền biết tất cả hơn nữa nấu ăn cũng không tệ sắc mặt của em sao lại kém như vậy lúc này thiệu sâm mới chú ý đến sắc mặt có chút tái nhợt của cô lo lắng hỏi em khó chịu chỗ nào sao không có việc gì chỉ là do hôm nay các bạn nhỏ tương đối bướng bỉnh một chút hơn nữa tối hôm qua nghỉ ngơi không được tốt cho nên khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi nếu mệt như vậy em cũng không cần phải đi làm thiệu sâm thuận thế nói anh vốn không muốn cô ra ngoài làm việc không cần Cô rất thích công việc hiện tại, cũng thích những đứa bé đáng yêu. Nhưng nhìn em mệt mỏi như vậy, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Cứ tiếp tục như vậy, em sẽ bị bệnh mất. Còn không phải là bởi vì anh sao? Miệng há to cắn một miếng thịt, bùi dạ tĩnh tức giận nói. Anh sao? Thiệu sâm nhất thời sừng sốt, rất nhanh hiểu ý của cô. Cái này không thể trách anh, ai bảo em rời khỏi anh quá lâu. Nhiều năm bị cấm dục như vậy, vất vả mới có thể giải phóng. Anh đương nhiên không thể bạc đại chính mình. Thiệu sâm không hề ai náy nói, Tịnh Nhi, chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên, Thiệu Trâm cầu hôn với cô. Chuyện như vậy, anh bảo đảm về sau sẽ tiết chế lại một chút. Tên vô lại này, tại sao có thể nói ra như vậy chứ? Bùi dạ tĩnh đỏ bừng mặt, trợn mắt giận dữ nhìn anh, lửa giận bốc lên, ánh mắt như hận, không thể đem anh đốt cháy. Em không muốn. Tịnh Nhi, những ngày này, biểu hiện của anh vẫn chưa làm em hài lòng phải không? Em muốn anh thay đổi cái gì, anh liền thay đổi. Thiệu Trâm nhất thời cam đoan, đứa bé khát, giả bộ đáng thương nói. Không lẽ em nhẫn tâm để anh không danh phận ở bên ngoài sao? Trời ạ! À, bùi dạ tĩnh nặng nề vỗ lấy trán, nhìn biểu cảm ớt ước trên mặt anh, làm cô cảm thấy đau lòng không dứt. Không biết bắt đầu từ khi nào, người này lại tựa như đứa bé ăn vạ với cô, còn tùy hứng lợi hại hơn những đứa bé khác. Tịnh nhi! Thiệu sâm dịu dàng gọi tên cô. Nhiên nhiên ở đâu? Chờ em nhìn thấy con rồi nói tiếp. Nếu thấy anh ăn vạ như vậy, cô cũng sẽ làm theo. Rất nhanh, con sẽ tới. Thiệu Sâm cũng không che giấu, hào phóng nói cho cô biết con trai sắp đến chỗ của bọn họ. Khoảng một tuần sau là có thể nhìn thấy con rồi. Có thật không? Bùi dạ tĩnh lá hoảng lên. Đúng vậy. Thấy cô vui mừng ra mặt, Thiệu Sâm không khỏi nâng lên nụ cười. Tị Nhi, anh đã đồng ý chuyện của em, vậy khi nào em mới gả cho anh? Em chỉ nói là chờ nhìn thấy con sẽ tính, cũng không nói muốn gả cho anh. Bùi dạ tĩnh ngân nga điệu nhạc vui, tâm tình vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Thiệu Sâm á khẩu không trả lời được, người phụ nữ này lại dám gạt yêu, làm anh không khỏi bật cười một tiếng. Vậy thì cũng nên nghỉ việc thôi. Anh chỉ có thể lùi việc đó lại, yêu cầu chuyện khác. Không không. Bùi dạ tĩnh phai phẩy trước đũa, cười hì hì lắc đầu với anh. Công việc của em cũng sẽ không rời bỏ. Lần này tốt rồi, thế nhưng Thiệu Sâm lại không thể đàm phán thành công, chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại, bị thua thiệt không ít. Tị Nhi, về sau nhân nhiên đến, em phải chăm sóc cho con, làm sao còn có thời gian đi làm đây? Thiệu Sâm dụ dỗ anh quên em làm công việc gì à? Bùi dạ tĩnh bật cười. Vị lão ông ngây thơ này, nhiên nhiên tới vừa đúng dịp có thể vào lớp của em, em cũng vừa có thể dạy bọn nhỏ, có thể chăm sóc nhiên nhiên, vận toàn đôi đường, anh thấy có đúng không? Cho nên em đã tính xong tất cả sao? Anh đã xem thường cô, cho là tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Đúng vậy. Bùi dạ tĩnh cười nói, ai bảo lại đem con ra uy hiếp cô. Thiệu Trâm không thể làm gì khác là ngậm bồ hòn. Nhất định đã thua ở trên tay người phụ nữ này rồi không thể địch lại sự kiên trì của Bùi Dạ Tĩnh, bắt buộc cô phải xin nghỉ hai ngày. Thiệu Sâm vẫn ngoan ngoãn để cô đi làm ở nhà trẻ. Cậu nghỉ ngơi đủ rồi hả? Sáng sớm đến, Tô Hà liền chế nhạo cô. Xem ra người chồng trước này rất bảo vệ trước của mình, dám yêu cầu viện trưởng cho cậu nghỉ hai ngày. Cậu còn nói nữa. Bùi Dạ Tĩnh nghĩ đến đây, liền hận không thể tìm ra một cái lỗ để chui vào. Thiệu Trâm vì muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền đi theo cô đến nhà trẻ, sau đó nhanh ngang đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng giúp cô xin nghỉ. Khiến cho toàn bộ giáo viên không có người nào không biết Cô bởi vì làm việc quá độ Nên cần được nghỉ ngơi Trời ạ, à, thật mất mặt muốn chết Người chồng trước này có quá nổi tiếng rồi Ngày đó, nhìn thấy vẻ mặt anh ấy lôi cậu vào văn phòng Người không biết còn tưởng là có chuyện gì lớn Nào ngờ là xin phép nghỉ Chồng trước đối xử với vợ cũng quá mức hài hước rồi đó Tô Hà to gan cười lớn Mình chưa bao giờ gặp ai mà xin phép manh động như vậy Thật sự là quá đẹp trai luôn Tô Hà, không cần phải nhắc lại nữa Sáng nay, khi đi vào cổng nhà trẻ, cô cũng đã được mọi người chú ý lắm rồi. Mình không nói nữa, vậy được chưa? Tô Hà ngừng cười. Dạ tĩnh, có một người yêu như vậy thì không cần do dự, đồng ý lời cầu hôn của anh ấy đi. Anh ấy làm gì có cầu hôn, mỗi lần chỉ nói rằng chúng ta kết hôn đi, chỉ đơn giản, giống như đi chợ mua thức ăn thôi. Tâm tình bùi dạ tĩnh cũng giống như một cô gái đầy lãng mạn, không thỏa mãn thì còn lâu mới dễ dàng gật đầu đồng ý. Thì ra là tiệu tiên sinh sai ở đây, Tô Hà hiểu rõ sự việc, đang suy nghĩ xem có nên mật báo không, thuận tiện kiếm thêm chút thu nhập. Không được nói với anh ấy. Bùi dạ tĩnh nhìn thấy bạn tốt chuyển động trong mắt, chỉ biết rằng cô đang âm mưu điều gì đó, vội vàng cảnh cáo bạn tốt. Phải gợi ý cho anh ấy chứ, nếu không thì cậu muốn đến khi nào mới gả đi chứ. Tô Hà trồ dạ cười nói. Bây giờ mình chưa muốn gả đi, có được không? Cô phải chiếm thấy thượng phong chứ, tại sao không thể cảm nhận được cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay? Cậu nói cũng đúng, Tô Hà cảm thấy thật vui, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy bạn tốt vui vẻ như vậy. Hơn nữa, càng ngày càng tự tin hơn. Đúng rồi, mình nói với cậu, mỗi ngày anh ấy muốn tới, anh ấy... Bùi dạ tĩnh đi về phía phòng học, một bên cùng chia sẻ tin vui, sẽ nhanh được gặp con trai với bạn tốt. Hai bóng lưng đã bị ánh mặt trời buổi sớm kéo thật dài, dần dần biến mất ở ngã rẽ hành lang đi đến khu phòng học. Hai người chia ra đi vào hai phòng học. Vừa vào phòng học, vài đứa trẻ nghịch ngợm chạy vây quanh bùi dạ tĩnh, líu lo hỏi không ngừng. Cô cười nhẫn nại, trả lời các câu hỏi. Nửa tiếng sau, mới dẹp yên tất cả. Tiểu Vũ đâu? Cô nhìn vòng quanh một vòng, phát hiện thấy thiếu một đứa bé. Cô giá vui, Tiểu Vũ trốn ở trong phòng nhỏ cầu trượt. Ai gọi cậu ấy, cậu ấy cũng không ra. Một bé trai giơ tay lên nói. Ba cậu ấy làm cậu ấy tức giận. Vậy sao? Bùi dạ tĩnh thắc mắc. Tại sao vậy? Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, nhưng ba cậu ấy đi công tác rồi." Một bé trai khác vội vàng nói những gì mình biết. "Được rồi, cô biết rồi, các con tự chơi nhé, cô đi tìm Tiểu Vũ." Nói xong, cô đặt đồ chơi trong tay xuống để cho bọn trẻ chơi. "Không được chạy lung tung, biết chưa?" Đã biết." Bọn trẻ chăm miệng một lời trả lời. Bùi Giả Tĩnh cười cười gật đầu, sau đó đi về phía khu trò chơi, rất nhanh đã tìm thấy Tiểu Vũ đang ngồi trong phòng nhỏ cầu trượt. Tiểu Vũ, ra đây nói chuyện với cô được không? Cô xoay người đi vào phòng nhỏ, nhìn thấy cậu bé đang khóc ở trong góc. Không cần. Cậu bé cứng rắn nói. Con không đi ra, làm sao mà cô đưa quà sinh nhật cho con được? Bùi dạ tĩnh nhẫn nại dụ dỗ nói. Có phải con rất thích mô hình ô tô đúng không nào? Nói chung là do cậu bé không thể cưỡng lại hấp dẫn, đi ra từ trong phòng nhỏ, trên khóe mắt còn đọng nước mắt. Làm mô hình ô tô thật sao? Đương nhiên, cô lấy từ phía sau lưng một mô hình ô tô đưa ra trước mặt cậu bé con xem tặng cho con này cậu bé trai vui vẻ nhận lấy mô hình nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rụ xuống cô giáo bùi ba của con đã quên sinh nhật của con khuôn mặt nhỏ nhắn lại khóc ỏa lên tủi thân nhìn về phía bùi dạ tĩnh sẽ không sẽ không quên đâu bùi dạ tĩnh ôm cậu bé dỗ dành ba con đi công tác nhất định là không quên sinh nhật của con đâu thật không ạ à? khuôn mặt nhỏ nhắn không tin hỏi lại Nhất định. Bùi dạ tĩnh gật đầu cam đoan với cậu bé. Sau khi tan học, con sẽ nhìn thấy ba. Nhưng mà, ba đi công tác rồi. Ba sẽ về. Cô dắt tay cậu bé. Đi, chúng ta đi về lớp học chơi với các bạn nào, có được không? Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho cô nằm lấy tay đi về phòng học. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Tiểu Vũ lập tức chạy đến bên cạnh bùi dạ tĩnh, xác nhận một lần nữa. Cô tạp bùi, thật sự, ba con sẽ đến sao? đương nhiên cô đưa con ra ngoài chờ ba nha được không bùi dạ tĩnh dắt tay tiểu vũ chạm rãi đi về phía cửa từng bạn nhỏ được người nhà đón về mà ba của tiểu vũ còn chưa xuất hiện cái miệng nhỏ nhắn của tiểu vũ sắp khóc tiểu vũ ba sẽ đến cô cố gắng động viên cậu bé bùi dạ tĩnh cũng đã từng gặp ba của tiểu vũ vài lần nhìn thấy rằng ba đứa bé rất yêu thương đứa bé cho nên một ngày quan trọng như vậy nhất định anh ấy sẽ đến ngay khi cô còn đang suy nghĩ để an ủi Tiểu Vũ thế nào, thì có một chiếc xe hơi dừng ở cửa. Tiểu Vũ bỏ tay cô ra, chạy về phía người đang đi đến. Ba, ba ơi! Người đàn ông vội vàng ôm lấy đứa bé, đi về phía cô. Cô giáo bùi, ngại qua, tôi đến muộn. Không có gì, đến là tốt rồi. Tiểu Vũ lo là anh đã quên mất sinh nhật của cậu bé. Cảm ơn cô, cô giáo bùi. Người đàn ông biết ơn nói. Hay là cô cũng đến đi, Tiểu Vũ sẽ rất vui khi cô tham dự sinh nhật của Tiểu Vũ. Cô giáo, cô đến đi, có được không ạ? À? Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn cô. À, chuyện này... Bùi dạ tĩnh không ngờ rằng đột nhiên nhận được lời mời sinh nhật, do so dự có nên đồng ý hay không? Ngại quá, đêm nay cô ấy có hẹn rồi. Thiệu Sâm đi đến bên cạnh, ôm lấy eo nhỏ của bùi dạ tĩnh. Thật sự ra xin lỗi. Ba tiểu vũ kinh ngạc khi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Vị này là... Bùi dạ tĩnh cũng rất kinh ngạc, không biết anh xuất hiện từ lúc nào. Bình thường vào giờ này anh đều ở nhà nấu cơm, nhưng vẫn giới thiệu. Vị này là bạn của tôi. Lại nhìn Tiểu Sâm nói, vị này là Trần Tiên Sinh. Tôi là chồng của cô ấy, rất hân hạnh được biết anh, Trần Tiên Sinh. Trong đôi mắt là sự chiếm hữu mạnh mẽ, cảnh giác khi nhìn người đối diện. Tiểu Sâm bùi giả tĩnh khẽ gầm lên. Ngại quá, Trần Tiên Sinh xấu hổ cười cười. Cô giáo bùi đã có hẹn, vậy thì không quấy rầy nữa. Nói xong, liền đưa con trai rời đi để tránh bị người đàn ông đầy dấm chua này công kích anh không thích anh ta nhìn em bằng ánh mắt đó đó là ánh mắt của người đàn ông có thiện cảm với phụ nữ điều này khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu anh đứng đây nói bậy bạ gì đó bùi dạ tĩnh liếc anh một cái sau đó chào tạm biệt người bảo vệ cùng nhau rời khỏi nhà trẻ sao anh lại tới đây anh đến đón em tan việc anh chỉ chỉ vào chiếc xe máy bên cạnh chúng ta đi hẹn hò đi trong khoảng thời gian này cũng chưa đi hẹn hò lần nào bùi dạ tĩnh trừng mắt nhìn thoáng qua chiếc xe máy lại nhìn anh một thân quần áo nhàn nhã cũng không thể nhìn ra được người đàn ông này và chiếc xe máy có thể ở chung một chỗ anh đi cái đó tới á cô chỉ chiếc xe máy không thể tin nổi mà hỏi rốt cuộc anh là tìm đâu ra chiếc xe máy như thế này bùi dạ tĩnh không khỏi kinh ngạc người này luôn khiến cho người khác bất ngờ không thể hiểu nổi thế nào có đẹp trai không thiệu sâm đắc ý nhìn cô chiếc xe này tốn của anh không ít thời gian anh muốn lái xe máy đi hẹn hò sao chúng ta cũng chưa từng hẹn hò mà năm đó anh đối với cô vừa nhìn thấy đã yêu liền bá đạo đối với cô còn khiến cô có thai cuối cùng là trực tiếp lấy cô về trong khoảng thời gian này anh ở nhà chăm sóc những sinh hoạt hàng ngày của cô nấu cơm cho cô ăn những hẹn hò lãng mạn đều không có lấy một lần vì muốn bù đắp cho cô em không thích à anh dè dặt cẩn trọng hỏi anh biết lái sao cô không trả lời mà hỏi lại có vẻ căng thẳng đương nhiên có gì khó chứ anh kiêu ngạo hết cằm dương dương đắc ý buổi tiểu thư xinh đẹp Xin hỏi tôi có vinh hạnh mời cô cùng đi ăn tối không? Anh hơi xoay người vươn tay phải ra, làm tư thế mời. Anh sao? Bị bộ dạng khôi hài của anh chọc cười, trong lòng cô cũng vui vẻ. Được thôi. Cô đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh, mặc cho anh nắm tay, ngồi trên xe máy của anh, ôm sát thắt lưng anh. Xe lướt nhẹ trong gió, hẹn hò ngọt ngào như vậy thì đây là lần đầu tiên, cảm giác rất tuyệt vời. Cô dựa vào tấm lưng nở nang của anh, nhắm hai mắt lại, lặng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bọn họ quen biết quá nhanh, kết hôn quá sớm, ở chung quá ít, cho nên mới không thể cảm nhận được thử thách tàn khốc, dễ dàng chia tay. Xâm, chúng ta có thể tiếp tục chung sống bình thường như vậy không? Cô dựa vào lưng anh khẽ nói. Thiệu Xâm cứng người, khàn giọng. đương nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy. Cô ôm chặt cánh tay, khuôn mặt dán trên lưng anh, lặng lặng cảm nhận giây phút nhàn nhã này. Thật vậy sao? Thật sự, anh hứa, mỗi ngày chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. Thiệu Trâm kiên định trả lời cô. Trước kia anh không thể theo đuổi em một cách đàng hoàng, bây giờ anh bồi thường cho em, để cho có hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, có được không? Đương nhiên là được, đây là do anh nói, mỗi tuần đi đến một nơi. Khuôn mặt bùi dạ tĩnh rất vui vẻ, không khách khí đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, có thể hẹn hò với một tiểu thư xinh đẹp như vậy là vinh hạnh của anh. Thiệu Trâm sàng khoái đồng ý, độ cong ở khóe miệng càng khuếch đại. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Bùi dạ tĩnh bắt đầu quan tâm đến nơi đến. Đến rồi em sẽ biết. Khóe môi của Tiểu sâm cong thành hình cung, tâm tình rất tốt, trên đường ngâm nga hát không ngừng, tới lưng chừng núi thì dừng lại. Màn đêm buông xuống, nhìn từ trên núi, bầu trời phá lệ rực rỡ, lấp lánh ngàn vị tinh tú, ở nội thành khó có thể nhìn thấy. Đẹp quá! Bùi dạ tĩnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giống như tấm màn đen khổng lồ, vô số ngọn đèn nhỏ chợt lóe chợt sáng. Sao anh biết nơi này? Cô nghiêng đầu nhìn Tiểu sâm đứng ở bên cạnh, đang cười như một tên trộm. Bí mật! Đây là anh lên mạng tìm kiếm thật lâu mới biết chỗ này, không thể để cô dễ dàng biết được. Nghị cũng biết, anh chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn như vậy, nhất định là học ở trên mạng. Nhìn xem, anh mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Thiệu Sâm làm ảo thuật, lấy ra một cái giỏ lớn, lại lấy ra một tấm vải, trải trên cỏ. Sau đó, lại từ trong giỏ sách, lấy ra mấy hộp đựng thức ăn, bày biện xuống thảm vải. Nếm thử một chút món mới của anh. Thiệu Sâm thân mật gắp thức ăn trong hộp, đưa đến bên miệng muốn đút cho cô, Bùi dạ tĩnh hưng phấn ăn thức ăn anh đưa đến, mùi vị rất tốt, chưa bao giờ thấy anh làm những chuyện lãng mạn như vậy. Hành động lần này khiến bùi dạ tĩnh có cảm giác rất ngọt ngào. Thế nào, ăn ngon không? Anh nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Ừ, um, mùi vị cũng không tệ. Cô vội gật đầu khen ngợi. Món này rất ngon, xem ra tài nấu nướng của anh lại tiến bộ không ít. Cô về sau có lộc ăn rồi, tài nấu nướng của anh càng tiến bộ, cô có thể hưởng thụ càng nhiều thức ăn ngon, thật là tốt ăn mấy món ăn này của anh tốt hơn nhiều so với việc đi dự tiệc sinh nhật của người bạn nhỏ kia có phải không thiệu sâm đúng là đồ keo kiệt vẫn còn để bụng chuyện ở nhà trẻ sao anh còn nhắc mãi vậy bùi dạ tĩnh tức giận liếc nhìn anh một cái người đàn ông này thật là thích ăn dấm chua anh không cam lòng hừ một tiếng tiếp tục đem thức ăn đưa đến trước mặt cô quyết định không để cho chuyện không vui kia phá hư việc tốt của mình bùi dạ tĩnh cũng không tiếp tục cái đề tài này tâm tình vui vẻ hưởng thụ bữa tối do thiệu sâm làm cùng thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp này, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Sau khi hưởng thụ sự phục vụ, vụ của Thiệu Sâm, Bùi Dạ Tĩnh yên ổn gối đầu lên đùi anh, ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ từng làn gió nhẹ nhẹ thổi tới. Thiệu Sâm cúi đầu nhìn cô nhắm mắt nghỉ ngơi thật ngọt ngào, đây có phải là thời khắc tuyệt vời nhất hay không? Tĩnh Nhi, hử? Em muốn về nhà không? Một lát sau, anh mở miệng hỏi. Ý của anh là em muốn gặp cha mẹ của em một chút không? nếu em muốn ngày mai hai chúng ta và con cùng trở về bùi dạ tĩnh sững sờ không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này em không biết tịnh nhi thật xin lỗi nếu như không phải tại anh em cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà anh đã nghĩ sau khi chúng ta ly hôn em nhất định sẽ trở về nhà không ngờ đã nhiều năm như vậy em cũng không nói đến đây thiệu sâm liền ái này không dứt không không quan hệ tới anh đó là lựa chọn của em em cũng không hối hận bùi dạ tĩnh lạnh nhạt nói Em đã từng trở về, chỉ là cha em vẫn còn rất giận. Mỗi năm trước Tết, em đều lén lút gọi điện cho mẹ, biết được tình hình của hai người họ. Như vậy với em cũng đã rất tốt rồi, không có yêu cầu gì khác. Tìm thời gian cả nhà chúng ta cùng nhau trở về. Anh biết cô rất muốn gặp cha mẹ, chỉ là không có dũng khí trở về. Có anh ở đây, không cần lo lắng. Bùi dạ tĩnh nghiêng đầu úp mặt vào bụng anh, phát ra một tiếng thật nhỏ. Cảm ơn anh. Đồ ngốc, cái này thì có gì phải cảm ơn chứ? dẫn em trở về là chuyện đương nhiên. Anh phải đi nhận lỗi với bọn họ, để cho bọn họ tha thứ. Thiệu Trâm kéo cô dậy, ôm lấy, cầm nhẹ nhàng chống đỡ trên đỉnh đầu của cô. Cảm thụ hương thơm mềm mại trong ngực. Người nói cảm ơn là anh mới phải. Cảm ơn cha mẹ em đã đưa em tới thế giới này, để anh có cơ hội gặp em. Miệng lỡ trơn tru, cẩn thận bọn họ đuổi anh ra ngoài. Bùi giả tĩnh nghịch ngợm diễu cợt, sau đó nghiêm túc hỏi. Nếu như bọn họ lại đuổi chúng ta ra ngoài thì làm sao đây? Vậy anh liền cầu xin bọn họ, đến khi bọn họ chịu tha thứ với tôi. Thiệu Sâm không chút do dự trả lời. Bùi dạ tĩnh cảm động không thôi, cô có tài đức gì mà anh chịu hy sinh vì cô như vậy? Anh kiêu ngạo, thế nhưng vì cô nguyện hạ thấp mình, chắc chắn anh chưa biết đến chuyện cầu người là như thế nào. Hiện tại, vì cô mà có thể làm được như vậy. Lòng của cô lại rung động vì anh, đoạn tình duyên này chém mãi không đứt, nhất định là muốn dây dưa cùng cô cả đời. Cô rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Trời dần sáng, cô không ngủ được nữa, vội vàng rời giường chuẩn bị sẵn sàng, vì một ngày này, cô chờ rất lâu, rốt cuộc cũng được gặp con trai. Tịnh Nhi, không cần làm nữa. Thiệu Sâm ngăn lại đôi tay bận rộn của cô, vì ngay đón con trai đến, cô từ sáng sớm đến hiện tại, ăn bữa sáng cũng không ăn. Ăn xong điểm tâm, chúng ta sẽ tới chân bay đón con trai. Nhưng em còn không có. Bùi giả tĩnh khẩn trương nhìn anh. Ngoan, em chuẩn bị rất tốt rồi, thiền thiền nhất định sẽ thích. Nói xong, kéo cô đi tới trước bàn ăn. Ngoan ngoãn ăn xong điểm tâm, rồi chúng ta đi. Bùi dạ tĩnh theo anh ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn bữa ăn sáng. Ăn điểm tâm xong, hai người lái xe đến sân bay. Đứng ở lối ra, bùi dạ tĩnh khẩn trương níu lấy vạt áo. Vì muốn cho con trai ấn tượng tốt, thỉnh thoảng hỏi thiệu sâm. Bọn họ sắp tới chưa? Tóc em có bị rối không? Nhìn em có ổn không? Tĩnh nhi, hôm nay em cực kỳ xinh đẹp. Thiệu sâm cầm tay cô không cần khẩn trương, ở trong lòng của Nhiên Nhiên, em là người mẹ đẹp nhất. Có thật không? Thật. Lúc này, ở lối ra lục tục có người, bùi dạ tĩnh trướng cổ lên, trợn to hai mắt nhìn kỹ, chỉ sợ bỏ qua con trai. Rốt cuộc, một tiểu hài tử xinh xắn đầu đội mũ lưới trai xuất hiện tại lối ra. Bùi dạ tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là con trai bảo bối cô ngày nhớ đêm mong, kích động để nói không ra lời, hốc mắt nhanh chóng dính đầy hơi nước. Thiệu nhiên vừa nhìn bên ngoài liền thấy một gì xinh đẹp đứng bên cạnh cha của nhóc lập tức nhận ra là mẹ ở trong hình của nhóc. Mẹ! Lập tức buông tay đường lăng, chạy như bay về phía bùi dạ tĩnh, tuyệt không sợ người lạ nhà vào trong ngực cô. Mẹ! Tiên tiên rất nhớ mẹ! Cha nói mẹ giận cha, cho nên không chịu về nhà. Mẹ! Mẹ không cần tức giận về cha, có được không? Nhân nhiên của mẹ! Trong mắt bùi dạ tĩnh chứa đầy nước mắt, chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ không nhịn được tất cả đều rơi xuống. Con trai mẹ! Cô giang hai cánh tay, ôm chặt lấy con trai, chỉ sợ đây là đang nằm mơ. Mẹ ơi, đau quá. Bị bùi dạ tĩnh ôm quá chặt, thiệu nhiên không ngừng cao mày hô. Thật xin lỗi, nhiên nhiên, mẹ thật vui mừng. Bùi dạ tĩnh buông con trai ra, vội vàng kiểm tra xem mình có làm thằng bé bị thương chỗ nào không. Mẹ, sao mẹ không tới gặp con? Thiệu nhiên ngước đầu hỏi. Thật xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Nước mắt rớt xuống. Là lỗi của mẹ. Mẹ ơi, đừng khóc. Bàn tay bé nhỏ giúp cô lau nước mắt, Cha nói, đều là lỗi của cha mới khiến mẹ tức giận, không đến thăm nhân nhân, không phải là lỗi của mẹ. Con trai ngây thơ an ủi, khiến bùi dạ tĩnh vui mừng không dứt. Lúc này, đường lăng đi tới bên cạnh thiệu sâm. Sâm, con trai của anh tuyệt không sợ người lạ. Bởi vì thiệu sâm thỉnh cầu giúp một tay mang thiệu nhân tới. Ở trên máy bay, cấp cho tên nhóc đó chút thông tin về bùi dạ tĩnh, là nhài hơn nửa ngày, tên tiểu tử này, căn bản một chút cũng không cần. Trong khoảng thời gian này, Tôi để cho mẹ con bọn họ nói chuyện với nhau qua điện thoại, để hai người họ bồi đắp tình cảm. Thiệu Sâm nhìn hai mẹ con bùi dạ tĩnh đang đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, cảm kích nhìn bạn tốt. Vất bả cho cậu rồi, cảm ơn. Không cần cảm ơn, trong vali có rất nhiều tài liệu đang chờ cậu đấy. Đường Lăng không khách khí nói, không có ý định bỏ qua cho anh. Thiệu Sâm cười một tiếng, đi về phía hai mẹ con. Con trai! Tiểu tử kia vừa tới, liền nhào vào trong lòng bùi dạ tĩnh, hoàn toàn bỏ qua người cha này, thật uổng công anh nuôi dưỡng bao năm nay. Cha, nhân nhân cũng rất nhớ cha. Tiểu tử lập tức phát hiện cha buồn bã nhìn mình, vội vàng làm nũng. Chân chó nịnh nọt, thiệu trâm vừa bực mình vừa buồn cười, ôm thiệu nhiên lên. Trong khoảng thời gian không có cha, con có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Con rất ngoan, không tin, cha hỏi đừng thúc thúc. Tiểu tử này thông minh, lôi đường lăng ra làm nhân chứng. Đường lăng không ngờ tên tiểu tử này sẽ mang mình ra, nhất thời đứng như trời trồng nhìn đôi vợ chồng thiệu trâm. Yên tâm, nó rất ngoan. Đường Lăng cũng không dám thật lòng báo cáo việc tiểu tử kia trong khoảng thời gian này quậy lật trời. Thiệu Trầm ý vị sâu xa nói, nhìn bạn tốt một cái, ôm con trai, cùng bùi dạ tĩnh đi ra khỏi đại sảnh sân bay. Nhân nhiên, mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ cho con, con xem một chút có thích hay không? Về đến nhà, bùi dạ tĩnh dắt con trai đi tới gian phòng cô đã chuẩn bị cho thằng bé. À, nhiều đồ chơi quá! Đều là món đồ chơi cùng mô hình kích thích trí não mà cậu thích nhất. Thích không? Bùi dạ tĩnh cười nhìn con trai, Thích ạ. À. Thiệu nhiên lập tức chạy đến ôm những món đồ chơi trước mặt. Bùi dạ tĩnh ngồi xuống cùng chơi với con trai, muốn đền bù lại thời gian qua không ở bên cạnh. Thiệu nhiên đã lớn như vậy, nhưng thời gian ở bên cô rất ít. Hôm nay có cơ hội, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Thiệu trầm không gây trở ngại cho hai mẹ con đoàn tụ mà đang ở trong phòng khách cùng Đường Lăng bàn chuyện công việc. Xong việc, Đường lang tùy ý dựa người về sau, nhẹ nhõm hỏi. Thế nào, còn muốn ở lại đây tới bao giờ nữa? Hiện tại rất tốt. Thiệu Trầm rất hưởng thụ cuộc sống như thế, con trai cũng đã tới, cả nhà bọn họ coi như đoàn tụ. Này, cậu không quản công ty nữa sao? Đường Lăng lập tức kháng nghị, trong khoảng thời gian này, anh bận rộn đến quay cuồng. Còn rất nhiều chuyện, chờ cậu về xử lý đây. Cậu là người tôi có thể phó thác, tạm thời giao cho cậu. Thiệu Trầm không hề ái náy, đương nhiên nói. Đường Lăng trợn mắt, có lầm không vậy? Cậu thật tính toán ở lại chỗ này sao? Nếu như tịnh nhi muốn ở lại, tôi cũng sẽ lưu lại nơi này. Thiệu Trâm khẳng định lần này vô luận như thế nào, một nhà chúng tôi cũng sẽ không chia sẻ. Nếu như bắt buộc phải vậy, liên giới công ty đến đây, bằng không tôi liền chịu khó chạy lại hai bên, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Thôi, muốn làm thế nào tùy cậu. Đường Lăng biết, Thiệu Sâm một khi quyết định cũng sẽ không thay đổi. Khoảng thời gian cậu ở đây, đến căn hộ kia của tôi ở tạm. Thiệu Sâm ném chìa khóa cho bạn tốt. Bây giờ cậu vẫn chưa giải thích với dạ tĩnh sao? Cậu đúng là tên lừa gạt, rõ ràng có nhà, dám nói là kẻ lang thang qua một thời gian nữa tôi sẽ nói với cô ấy, sau đó cả nhà sẽ cùng chuyển qua đó. Ban đầu vì đến gần cô mà nói dối trên người không có đồng nào, nhưng mà bây giờ đường lăng tới có thể giải vây giúp anh. Đến lúc đó tôi sẽ nói với cô ấy, nhà này do cậu mua là được. Tất cả mọi thứ cậu đều nắm trong lòng bàn tay rồi. Đường lăng thở dài nói. Không có, cô ấy không muốn gả lại cho tôi. Nói đến đây, Thiệu Sâm vẫn còn nhức đầu. Tại sao? Đường lăng không hiểu, sao bọn họ hiện tại chung đụng rất tốt, Bùi dạ tĩnh thế nào không muốn gả tới đây? Cô ấy cảm thấy như bây giờ rất tốt, cho là có giấy tờ kia hay không đều không quan trọng. Thiệu Sâm vì thế khổ não cực kỳ. Bây giờ cậu định làm như thế nào? Con có thể làm sao? Thiệu Sâm bắt đắc dĩ nhún nhún vai. Chỉ có thể đợi. Làm ơn đi, phụ nữ đều rất mềm lòng. Chỉ cần cậu làm nhiều chuyện khiến cô ấy cảm động một chút, cô ấy lập tức gật đầu gả cho cậu. Thân là chuyên gia tình yêu, đường lăng không nhìn nổi, truyền thụ cho bạn tốt chút kinh nghiệm yêu đương, Đầu tiên, cậu phải ra sức thể hiện, sau đó thu mua tất cả bằng hữu đồng nghiệp của cô ấy để cho bọn họ trở thành trợ thủ của cậu. Hơn nữa, cậu còn có nhân nhiên, có thằng bé giúp một tay, cặp đoàn cậu sẽ thành công. Thiệu Sâm trầm mặc không nói, nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Đường Lăng, cảm thấy rất có lý. Có lẽ phương pháp của cậu có thể dùng được. Cái gì có lẽ, căn bản là chắc chắn. Đường Lăng thập phần tin tưởng nói. Tôi biết rồi. Thiệu Sâm nói. Đến lúc đó cậu phải giúp một tay, này, chú ý là của tôi, còn phải đi giúp cậu nữa, cậu cho rằng tôi rất rảnh rỗi sao? Đường lăng lớn tiếng kháng nghị. Chú ý là của cậu, nên cậu mới phải giúp tôi. Thiệu sâm ra điều kiện. Nếu như thành công, cho cậu một tháng tự do. Được. Đường lăng lập tức đồng ý. Ngay sau đó, hai người đang ở trong phòng khách bàn bạc bà kế hoạch cầu hôn. Mà trong phòng, hai mẹ con buổi dạ tĩnh chơi cực kỳ vui vẻ, quên mất sự tồn tại của hai người đàn ông kia. Mẹ, chúng ta muốn đi đâu? Thiệu Nhiên vừa ôm lấy ba lô nhỏ của mình vừa hỏi. Chúng ta đi gặp ông bà ngoại. Nhân nhiên nhìn thấy bọn họ, nhớ phải chào hỏi, biết chưa? Bùi dạ tĩnh chuẩn bị xong vài món quà tặng, dặn dò con trai. Nửa tháng trước, Thiệu Trâm đột nhiên nói với cô muốn chuyển đến nhà anh mới mua. Vốn là cô không muốn đi, bởi vì cô cũng có nhà, sao còn phải đến ở nhà của anh? Nhưng con trai hết sức làm nũng, cô thỏa hiệp. Người có tiền thật là tốt, tùy lúc có thể mua được nhà đẹp, xe thì càng khỏi phải nói. Dạ, biết ạ. Thiệu Nhiên dùng sức gật đầu một cái. Hai mẹ con xong chưa? Thiệu Trâm ở phòng khách cô to. Chuẩn bị xuất phát thôi. Tới đây! Hai mẹ con cùng nhau trả lời. Bùi dạ tĩnh sách đồ đi trước, Thiệu Nhiên theo ngay ở phía sau. Không thiếu cái gì chứ? Thiệu trầm cầm lấy túi đồ trong tay bùi dạ tĩnh liền hỏi. Đều ở đây cả rồi. Bùi dạ tĩnh gật đầu một cái. Vậy thì đi thôi. Thiệu trầm cất đồ xong, ôm con trai đặt ở ghế sau, giúp Thiệu Nhiên cài chặt dây an toàn, Tất cả chuẩn bị xong, Thiệu Sâm lái xe lên đường. Chúng ta xuất phát. Thiệu Nhiên hưng phấn, giống như được đi ngoại thành dã ngoại. Nhân nhiên, con có nhớ hôm qua cha nói những gì với con chứ? Thiệu Sâm vừa lái xe vừa hỏi con trai. Nhớ ạ. Thiệu Nhiên lớn tiếng trả lời. Ngày hôm qua, hai người đã nói gì với nhau? Bùi giã thỉnh tò mò hỏi, chuyện gì mà hai cha con cứ thần thần bí bí? Cha nói, đây là ước định của nam tử Hán, không thể nói cho người khác biết tiểu từ rất biết giữ lời không nói cho bùi dạ tĩnh ngay cả mẹ cũng không thể nói sao bùi dạ tĩnh nghiêng đầu nhìn con trai không thể nam tử hán nói chuyện phải giữ lời thiệu nhiên lắc đầu một cái giữ vững lập trường anh nói với con cái gì vậy không hỏi được con trai không thể làm gì khác hơn là hỏi thiệu sâm đã nói là giao ước giữa anh và thiên nhiên sao có thể nói cho em được thiệu sâm cười đáp thật là chuyện gì vậy chứ bùi dạ tĩnh bất đắc dĩ trợn mắt không tiếp tục truy hỏi sau đó không lâu xe vững vàng dừng lại trước một căn nhà có vẻ hơi cũ kỹ thiệu trâm xuống xe ôm con xuống trước sau đó mở cửa bên ghế lái phụ thế nào sợ sao nhìn bùi dạ tĩnh ngồi bất động tại chỗ thiệu trâm dịu dàng hỏi em bùi dạ tĩnh có chút khẩn trương hai tay xoắn lại với nhau có anh ở đây không sợ thiệu trâm đưa tay đỡ cô xuống xe đi thôi bùi dạ tĩnh thật vất vả mới lấy dũng khí tiến lên nhấn chuông cửa chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra mẹ bùi dạ tĩnh nhìn thấy mẹ mình già đi không ít nghẹn ngào gọi dạ tĩnh mẹ bùi đôi tay khẽ run không thể tin được con gái đang đứng ở trước mặt thật là con sao mẹ là con bùi dạ tĩnh nén nước mắt cầm tay của mẹ gật đầu liên tục mẹ mẹ khỏe chứ thiệu sâm bước lên trước lễ phép chào hỏi con cũng tới rồi Mẹ bùi vui mừng gật đầu một cái. Nhiên nhiên, tới đây chào bà ngoại. Bùi dạ tĩnh kéo con trai đến trước mặt mẹ cô. Mẹ, đây là con trai của con, tên là Nhiên nhiên. Bà ngoại, Nhiên nhiên và mẹ đều rất nhớ người. Người và ông ngoại không cần tức giận với cha mẹ của con, có được không? Tiểu tử kia tự giác tiến lên, ôm lấy đùi của mẹ bùi làm nũng nói. Nhiên nhiên, ta có cháu à? mẹ bùi nhìn nhiên nhiên thông minh hiểu chuyện vui mừng nở nụ cười bà xã có khách sao giọng nói của cha bùi bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mẹ bùi cha bùi dạ tĩnh khẽ gọi thấy lưng cha mình có chút còng cô không kìm được nước mắt cha bùi vừa thấy người ngoài cửa vẻ mặt lộ chút xúc động ngay sau đó lạnh mặt xuống các người tới làm gì nhà họ bùi với các người không còn bất kỳ quan hệ gì ông ngoại ông không cần đuổi chúng cháu đi có được không ạ à? Bùi Dạ Tĩnh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Thiệu Nhiên liền xoay người chạy đến bên cạnh cha Bùi, lôi kéo tay của ông đáng thương nói: "Đây là." Cha Bùi kinh ngạc cúi đầu nhìn bé trai bên chân. "Ông à, nó là cháu ngoại của chúng ta đấy." Mẹ Bùi kích động nói, "Chúng ta có cháu rồi." "Ông ngoại ơi, cha mẹ con biết sai rồi, ông không cần đuổi bạn con đi, có được không ạ?" À? Thiệu Nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cha Bùi cha bùi nhìn cặp mắt cẩn cầu của thiệu nhiên không thể nói lời cự tuyệt mẹ bùi thấy thế vội vàng thuyết phục chồng ông à nề mặt cháu trai cho bọn chúng vào cửa thôi cha xin cha tha thứ cho chúng con bùi dạ tĩnh khóc cầu cha xin cha tha thứ cho tịnh nhi cho cô ấy về nhà nói xong thiệu sâm quỳ xuống đất tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con xin cha không cần trách cứ tịnh nhi thiệu sâm bùi dạ tĩnh la hoảng lên không ngờ anh sẽ hành động như vậy Ông à, ông cũng nói một câu đi chứ. Mẹ bùi thấy lão chồng nhà mình không nói lời nào, gấp gáp thúc giục. Ông ngoại, đừng bắt cha cháu quy. Nói xong, tiểu tử giống như muốn khóc. Ồ nào! Cha bùi lạnh lùng nói. Ta là nể mặt cháu trai cầu tình, mới để cho hai người vào cửa. Nói xong, cha bùi ngồi trồm hồm xuống, nhìn thiệu nhiên. Nói cho ông ngoại, cháu tên là gì? Cháu là thiệu nhiên, cha mẹ thường gọi cháu là nhiên nhiên. Tiểu tử lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, Nhân nhiên, ông ngoại dẫn cháu đi ăn ngon. Cha Bùi trưng ra khuôn mặt tươi cười, dắt Thiệu Nhiên vào nhà. Sao anh làm như vậy? Bùi Dạ Tĩnh hốc mắt ẩm ướt, đỡ Thiệu Sâm dậy, đi theo phía sau mẹ Bùi vào cửa. Ngốc quá, vì em, thế này có đáng gì? Thiệu Sâm không thèm để ý nói. Anh mới ngu ngốc nhất thiên hạ. Bùi Dạ Tĩnh mắt rưng rưng cười nói. Anh sẵn lòng. Mười đầu ngón tay đang chặt vào nhau. Thiệu Sâm nói. Anh đã nói rồi, có anh ở đây, không cần sợ bùi dạ tĩnh cảm động không thôi siết chặt lấy bàn tay của anh hai ngày sau hai vợ chồng nhà họ bùi thật sự không muốn rời xa cháu ngoại cũng đành để cả nhà thiệu sâm ra về bùi dạ tĩnh quay đầu lại nhìn con trai đã ngủ say nhẹ giọng hỏi là anh dạy nhân nhiên nói những lời đó cho cha mẹ của em có phải không thiệu sâm cười gượng mấy tiếng bùi dạ tĩnh nhìn anh tự đáy lòng nói một câu cảm ơn anh muốn cảm ơn anh vậy gả cho anh đi thiệu sâm không quên nhân cơ hội cầu hôn không cần Cô không cần suy nghĩ liền phủ quyết. Tại sao? Em thích như vậy. Cô nghịch ngợm cười một tiếng, nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng không ngừng sơ lên. Thiệu Sâm thất bại thở dài, xem ra vẫn cần phải cố gắng nhiều. Sau khi trở lại từ bùi ra, vì để cho con trai dung nhập vào cuộc sống của mình, cũng dễ dàng chăm sóc, bùi dạ tĩnh mang Tiểu nhiên xếp vào lớp của Tô Hà. Tiểu tử anh Tuấn này mới đi học được mấy ngày, không chỉ mê đảo toàn bộ tiểu nữ sinh trong vườn trẻ, hơn nữa còn thu phục tất cả giáo viên trong trường. Dạ tĩnh, con trai của cậu, con nuôi của mình thật là lợi hại. Trở lại phòng làm việc, tô hà không nhịn được giơ ngón tay cái về phía bùi dạ tĩnh. Mình mới vừa đi giúp hắn giải quyết hai tiểu cô nương đó. Trời ạ, à, mới đến mấy ngày mà đã có không ít cô gái nhỏ tranh giành tình cảm, vậy sau này có đến mức nào nữa? Nói lại gây họa sao? Bùi dạ tĩnh gần đây mới phát hiện tính tình thật của con trai mình là một tiểu tử hiếu động nghịch ngợm. Bình thường bộ dáng ngoan ngoãn chỉ là giả bộ cho người ngoài xem. Không tôi, có hai cô gái nhỏ nhất định muốn làm con tâu của cậu. Tô Hà nghĩ đến liền cười to không ngừng. Thật là quý hóa. Bùi dạ tĩnh không nhịn được, mắt trợn trắng. Cậu còn cười à? Cô sắp nghiền chết rồi, cậu ấy còn cười được. Điều này khẳng định con nuôi của mình rất có sức quyến rũ. Tô Hà xem thường. Chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, hai ngày nữa sẽ quên. Bùi tĩnh lại thở dài. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói một chút chuyện của cậu đi. Tô Hà cười đến cực kỳ mập mờ. Cậu gần đây rất tốt, thiệu tiên sinh kia đối với cậu cũng tốt thật, nuôi cậu trắng nõn, béo tốt nha. Cậu nói bậy bạ gì đó? Bùi dạ tĩnh ngửa ngùng nhìn Tô Hà một cái. Mới không phải như cậu nói đâu. Cậu nói không có, cậu nên xoay gương một chút đi, xem vẻ mặt này của cậu có bao nhiêu thẹn thùng của người vợ nhỏ. So với khoảng thời gian chúng ta vừa gặp, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tô Hà mập mờ hướng bùi dạ tĩnh cười cười, dạ bộ cảm khái vô hạ nói. Quả nhiên, phụ nữ có tình yêu càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Tô Hà, Bùi dạ tĩnh xấu hổ đỏ mặt, nhìn chăm chăm bạn tốt. Cậu lúc nào cũng chỉ biết đua kiểu này thôi. Cái gì nói giỡn chứ, so với Trân Châu còn thật hơn, ai nói không phải nào. Tô Hà nâng cao giọng kháng nghị. Mình không nói lại cậu, tha cho mình đi. Bùi giả dạ tĩnh nhận thua cầu xin tha thứ. Cậu đồng ý gả cho thiệu Sâm rồi sao? Tô Hà cẩn thận hỏi. Không, mình chỉ muốn như hiện tại. Dạ tĩnh cảm thấy cuộc sống bây giờ với gia đình bình thường khác không có gì khác biệt. Cần gì phải có tờ giấy kia chứ, ồ thì ra thiệu tiên trinh vẫn không thể nào đánh bại được pháo đài kiên cố này tô hà than vãn đáng thương cho chồng trước của cậu nhất định là phát hết óc nghĩ biện pháp khiến cậu gật đầu này anh ấy cho cậu lợi lộc gì mà cậu nói tốt cho anh ấy như vậy chứ bùi giả tĩnh tức giận nói yên tâm như thế nào đi nữa mình cũng sẽ không bán cậu đi đâu nhiều nhất là giúp đẩy một tay thôi tô hà âm thầm nghĩ không nói chuyện này nữa bùi giả tĩnh tránh sang chuyện khác cậu nhớ giúp mình quản nhân nhiên nhiều một chút, đừng để nó cả ngày chỉ biết náo loạn. Cậu yên tâm đi, nó là con nuôi của mình, mình nhất định sẽ trông nom, cậu không cần lo lắng. Tô Hà bảo đảm, vậy thì tốt. Nói xong, bùi dạ tĩnh cầm lên tập tranh ở trên bàn. Mình đi xem bạn nhỏ, cậu nhớ không cần nuông chiều tiểu gia hỏa kia. Được rồi, mau đi đi. Tô Hà giơ tay thúc giục. Bùi dạ tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, tối nay về nhà nhất định phải cùng Thiệu Sâm thảo luận một chút vấn đề giáo dục con trai, tránh cho về sau, nhiên nhiên càng khó dạy tối nay muốn ăn cái gì? Thiệu Sơn vừa đẩy xe chở hàng ở trong siêu thị tìm nguyên liệu nấu ăn, vừa hỏi thăm một lớn một nhỏ ở bên cạnh. ai dám nghĩ đường đường là đại thiếu gia nhà nhị đường, hôm nay lại làm ông chồng đi dạo siêu thị mua đồ về nấu ăn, để người ta biết được chắc đều rớt mắt kính. cha, con muốn ăn gà chiên cùng cola. Thiệu Nhiên giơ tay nhỏ bé cố gắng phát biểu ý kiến của mình. con trai, đồ ăn không tốt cho sức khỏe không thể ăn nhiều. Thiệu trầm không cần suy nghĩ liền hủy bỏ, mặt của tiểu tử kia liền sụp xuống. Nhiên nhiên, tháng sau chúng ta lại đi ăn, có được không? Bùi giả dạ tĩnh không đành lòng nhìn con trai khổ sở, đưa ra một hứa hẹn. Tĩnh nhi. Thiệu trầm muốn hai mẹ con bọn họ có quy cùng một chút, cũng không được. Được rồi, trẻ con chính là như vậy, thỉnh thoảng một lần cũng sẽ không sao. Bùi dạ tĩnh làm nũng với anh, trong mắt tràn đầy thỉnh cầu. Hai người nha. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đẩy xe tiến lên tháng sau chỉ được ăn một lần. Tiểu tử vừa nghe đến tháng sau có thể ăn, liền vui mừng kêu lên. Mẹ, mẹ giỏi quá. Trước kia, vô luận cầu xin thế nào cha đều không cho, không ngờ mẹ vừa xuất mã liền thành công, thật sự là quá tốt. Nghĩ xem tối nay muốn ăn cái gì hay chưa? Người đàn ông tức giận nhìn bọn họ. Anh nấu cái gì cũng ngon, thật sự không nghĩ ra được phải ăn cái gì. Bùi dạ tĩnh mặt khổ não, quay đầu cười gượng mấy tiếng. Hay là anh quyết định đi? Được rồi, vậy để anh chọn vậy. Lần này thời gian thật sâu, Thiệu Sâm Anh gánh vác việc nội trợ, thật là tự làm khó mình. Cứ như vậy, buổi dạ tĩnh cùng con trai hưởng thụ bữa tối đầy mỹ vị. Ăn chán chê, cô không muốn chỉ ăn không làm, tự động gánh vác công việc rửa chén. Con trai ở phòng khách xem TV, Thiệu Sâm lợi dụng thời gian này, liên lạc bạn tốt, xử lý một chút công việc. Sau khi Thiệu Sâm xử lý xong việc công ty, liền ra khỏi thư phòng, thấy hai mẹ con đang ngồi trên salon liền hỏi. Anh làm bánh ngọt để trong tủ lạnh, hai người có muốn nếm thử một chút không? Muốn hai mẹ con trăm miệng một lời sau đó hướng tủ lạnh chạy đi Này, không được tranh phần của em bùi dạ tĩnh bảo vệ bánh ngọt của mình cảnh giác nhìn thiệu sâm được được không dành anh thích nhất chơi chọc cô cho nên sau khi ăn xong luôn thích dành phần của cô cho tới khi cô oa kêu to mới là lạ con cũng muốn tiểu tử vừa nhìn thấy có trò tốt để chơi lập tức đánh về phía bọn họ hai người lớn cộng thêm một đứa bé bởi vì đồ ngọt mà dấy lên cuộc chiến bên trong nhà tiếng thét chói tay cùng tiếng cười của trẻ con. Kể từ khi nhiên nhiên đến, Thiệu Trâm cùng Bùi Dạ Tĩnh hoàn toàn giống như vợ chồng bình thường, chung sống qua ngày, trừ một tờ giấy bảo đảm, những thứ khác không có gì bất đồng. Nhưng thời gian càng lâu, trong lòng Thiệu Trâm càng gấp gáp. Muốn hợp pháp hóa quan hệ này, mỗi ngày nghĩ tới biện pháp cầu hôn, đáng tiếc mỗi lần đều thất bại thảm hại. Trái lại, Bùi Dạ Tĩnh tưởng như cô gái nhỏ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, mỗi ngày đều cười đến ngây ngất hết sức hưởng thụ cảm giác được theo đuổi. Tịnh Nhi, gả cho anh đi. Thiệu Sâm lần thứ 21 cầu hôn, ngay cả chiếc nhẫn cũng mang bên mình. Chuẩn bị thỉnh thoảng lấy ra cầu hôn. Gả cho anh sẽ có rất nhiều lợi ích. Giặt quần áo, nấu cơm, xoa bóp, quét dọn, tất cả anh đều làm được. Vậy nếu em không lấy, những thứ này anh đều không làm sao? Bùi dạ tĩnh khoanh tay trước ngực, cười mị mị nhìn anh chăm chú. À không. Thiệu Sâm vội vàng đổi lời nói. Đương nhiên làm, làm sao có thể không làm chứ? Nếu là như vậy, em có gà hay không kết quả đều giống nhau. Bùi dạ tĩnh buông hai tay ra, đôi mày thanh tú nhíu lại. Vậy em không lấy chồng cũng tốt lắm. Thiệu Trâm lúc này hoàn toàn ngây ngốc, thật là gậy ông đập lưng ông. Tịnh nhi, anh lập tức thay một bộ dạng đáng thương, mong cô xem xét lại. Nhìn thấy bộ dáng vô tội đáng thương của Thiệu Trâm, bùi dạ tĩnh không nhịn được cất tiếng cười to. Cười đến nỗi khom lưng, vỗ vỗ bả vai của anh lạnh lạnh nói. Tôi thấy được người ta theo đuổi cảm giác rất tốt, trước mắt không tính toán lập gia đình, Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc Thiệu. Em là tiểu nhân bại hoại. Thấy cô cười vui vẻ như thế, không nhịn được ôm lấy cô hướng trong phòng ngủ đi tới. Xe bành thu thập em thế nào? Đột nhiên bị nhắc lên không, bùi dạ tĩnh theo bản năng ôm lấy cổ anh. Thả em xuống. Tiếng cầu cứu vang lên, cứ như vậy bị cách cửa ngăn vách với bên ngoài. Rốt cuộc thất bại ở lần cầu hôn thứ 21, anh không thể không nghe theo ý kiến của Đường Lăng thực hiện kế hoạch cầu hôn của cậu ta. Bước đầu tiên của kế hoạch này, lần này phải chuẩn bị thật tốt. Thiệu Trâm, trước thông qua ý kiến của mẹ Bùi cùng đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Bùi Dạ Tĩnh là Tô Hà, lấy được một số thông tin về sở thích của Bùi Dạ Tĩnh, tỉ như đồ thủ công các loại. Vì vậy, anh đi khắp các siêu thị, cùng cửa hàng thủ công mua đồ, mua được bao nhiêu thì mua, còn sáng tạo tự nghĩ ra nhiều kiểu dáng mới. Cha, con mệt quá. Thiệu nhiên bị cha bắt tới làm những đồ thủ công này, chỉ chốc lát sau đã kêu mệt. Con ngồi đây nghỉ ngơi một lát, cha phải tiếp tục. Thiệu Sâm ôm con đặt xuống ghế bên cạnh, rồi trở lại tiếp tục làm. Cha à, mẹ sẽ thích mấy thứ này sao? Tiểu tử hai tay chống cằm, nghi ngờ hỏi cha đang không ngừng bận rộn. Dĩ nhiên, đây đều là những thứ mẹ con thích. Thiệu Sâm bận rộn không nghỉ, miệt mài làm việc. Cha, nhanh lên một chút, mẹ sắp về rồi. Tiểu tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện sắp đến giờ mẹ của nhóc về nhà. Thiệu Sâm nghe vậy, không khỏi tăng nhanh tốc độ trên tay, rốt cuộc hoàn thành một giây trước khi tiếng ổ khóa vang lên. "Em về rồi đây." Giọng nói của Bùi Dạ Tĩnh vang lên trước cửa chính. "Mẹ." Thiệu Nhiên vội vàng chạy đến cửa trước, nghênh đón Bùi Dạ Tĩnh, giống như hiến vật quý hướng cô nói. "Cha chuẩn bị rất nhiều quà cho mẹ." Thiệu Nhiên lôi kéo tay cô đi vào phòng khách, chỉ vào chính giữa căn phòng. "Mẹ xem, đây đều là cha tự mình chuẩn bị." Bùi Dạ Tĩnh nhìn theo cánh tay của con trai, ngây người tại chỗ. Nhiều đồ thủ công như vậy xếp thành từng vòng tròn nhỏ. "Này, cô không hiểu nhìn Thiệu Trâm?" như thế nào thích không thiệu sâm vui mừng nói đây chính là công sức cả ngày của anh đó cả con nữa cả của con nữa tiểu từ không chịu yếu thế giơ tay tranh công con cũng giúp một tay thế nào em có thích không thấy cô không nói câu nào thiệu sâm khẩn trương hỏi theo anh em cần nhiều đồ thủ công như vậy làm cái gì hả bùi dạ tĩnh tức giận chừng anh không phải em thích những thứ này sao chẳng lẽ tô hà cho tin tức sai sao coi như thích đi nữa cũng không thể lập tức mua nhiều như vậy. Trời ạ, à, cái này muốn dùng tới khi nào? Vậy em thích hay là không thích? Thiệu Trâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cô, không phải là lại thất bại nữa chứ. Bùi giả tĩnh không để ý đến anh, đi lên trước nghiêm túc nhìn một lượt, phát hiện mỗi món thủ công đều khác ba chữ, trong lòng của cô ấm áp, tất cả cảm xúc đều biến mất. Cô thầm than, người đàn ông này thật là khiến người ta vừa tức lại cảm động. Thích, nhưng không đồng ý với mấy chữ viết trên mặt chúng. Cô lại nhạt nói còn không mau thu dọn mấy thứ này lại. Dứt lời, dạ tĩnh để phòng khách lại cho hai cha con, một mình trở về phòng trước. Thiệu Sâm nhìn nhiều món đồ thủ công như vậy, có chút nhức đầu, không có chuyện, làm sao mua nhiều như vậy. Cái thứ nhất thất bại, cũng may còn có bước thứ hai. Hôm sau, buổi dạ tĩnh vẫn cùng con trai ngồi xe của Thiệu Sâm tới vườn trẻ như cũ. Nhưng cô vừa bước vào cổng chính của vườn trẻ, liền nhìn thấy viện trưởng đi về phía mình, nhìn cô cười cười. Tiểu bùi à, Thiệu Trâm tốt như vậy gả cho cậu ta thôi, Viện trưởng đột nhiên nói ra câu này, bùi dạ tĩnh giật mình. Viện trưởng? Cô vừa định hỏi, liền bị viện trưởng cắt đứt. Phải biết nắm lấy cơ hội. Sau đó, viện trưởng cứ như vậy, ngay ngang đi qua, lưu lại cô vẻ mặt khó hiểu. Dắt tay của con trai đi về phía lớp của Tô Hà, vừa mới tới cửa, liền đụng phải Tô Hà. Dạ tĩnh, thiểu dâm quả thật không tệ, mau gả cho anh ta đi thôi. Tô Hà vừa mở miệng cũng là câu này, khiến bùi dạ tĩnh cảm thấy rất kỳ quái. Mấy người hôm nay bị sao vậy bùi dạ tĩnh cao mày hỏi chính là muốn cậu nhanh chóng gả cho thiệu trâm miễn cho người khác cướp đi nói xong tô hà túm tay thiệu nhiên đi vào phòng học mẹ a à, cha rất tốt mẹ mau gả cho cha thôi tiểu tử dùng giọng điệu của người trưởng thành nói con tiểu tử này cũng góp một tay mẹ hẹn gặp lại tô hà vội vàng kéo từ từ vào trong bùi dạ tĩnh vừa giận hờn, chuyện này rốt cuộc là thế nào không còn ai nói với cô những lời này nữa đi mới nghĩ như vậy đã chạm mặt một đồng nghiệp thế nhưng cũng cười nói với cô những lời này. Cứ như vậy, ngày kế, đồng nghiệp của cô, thậm chí bao gồm học sinh của cô cùng phụ huynh cũng rối rít nói giúp Thiệu Sâm. Cô cuối cùng đã hiểu, nhất định là chú ý của Tiểu Sâm. Bằng không sao mọi người lại đồng nhất nói với cô một câu như vậy? Hơn nữa, còn là chuyện mà người đàn ông kia để ý nhất chứ. Buổi tối, bùi dạ tĩnh mặt lạnh giận dữ, trợn mắt nhìn người gây ra họa. Tị nhi, làm sao vậy? Thiệu Sâm thấy bùi dạ tĩnh lạnh nhạt, không khỏi cẩn thận hỏi. Anh còn hỏi tại sao à? Bùi dạ tĩnh tức giận nói. Anh nói xem, anh đã làm cái gì? Anh nói xem, những gì hôm nay mấy người kia nói, có phải là anh nhờ không? Anh nào có? Thiệu sâm trột dạ nói, nhưng không được nhịn câu hỏi. Tị nhi, vậy em đồng ý gả cho anh sao? Anh không phải không biết sao? Vậy sao bây giờ lại biết bọn họ nói chuyện kết hôn với em chứ? Bùi dạ tĩnh cũng biết, tất cả là do anh giờ trò quỳ. Tị nhi, đó là bọn họ thấy anh không danh không phận, rất đáng thương. Thiệu sâm ủy khuất nói. Cũng chỉ có em đối xử với anh như vậy thôi Anh giờ cho lừa bịp Rõ ràng muốn bức hôn Em không lấy, chính là không lấy Dám lừa gạt cô sao, chính là không lấy Xem anh làm thế nào Thiệu Trâm nhìn bộ dáng tức giận của cô cũng biết Lại hỏng chuyện, kế hoạch thứ hai lại thất bại Cậu nói nên làm gì bây giờ Kể từ khi hai kế hoạch cầu hôn đều thất bại Thiệu Trâm thực sự không biết phải làm gì Chỉ có thể hướng bạn tốt cầu cứu Đường Lang nhìn qua màn hình webcam, lẳng lặng lặng nghe Tiểu Trâm kể khổ, một hồi lâu mới nói tôi nói cậu chính là cái tình cảm ngu ngốc đường lăng thật không biết phải nói gì cho phải thế nào mà cầu hôn cũng nhiều chuyện như vậy Râm, thật ra thì quan trọng nhất chính là cậu chỉ cần để giả tĩnh cảm nhận được thành ý của cậu cô ấy sẽ đồng ý ai ngờ cậu khéo lại thành vụng đường lăng bất đắc dĩ lắc đầu một cái ý cậu là vẫn là tự tôi làm sao nói nhảm người cưới là cậu cậu không đi người nào đi chứ đường lăng tức chết vì cái tên đầu gỗ này thiệu sâm nghiêm túc suy nghĩ lời của cậu ta nhưng là hai lần trước tôi cũng rất thật lòng Nhưng vẫn không thuyết phục được cô ấy Là cậu dùng sai cách Đường Lăng trực tiếp nói Cậu xem nhẹ cảm thủ của giả tĩnh Cho nên bước kế tiếp cậu phải thẳng thắn với cô ấy Khiến cô ấy cảm động Là vậy sao? Anh quá gấp gáp rồi sao? Tóm lại, cậu nên suy nghĩ một chút Đường Lăng chỉ có thể chỉ điểm đến đây Tuần sau gặp, thuận tiện bàn một chút về công việc Thật sự muốn có chạy qua chạy lại hai bên không? Được, tôi biết rồi thiệu trâm phát tay một cái đang suy nghĩ chuyện của mình không có ý định nói đến chuyện bạn tốt vừa đề cập đường lăng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tắt máy dù nói gì đi nữa cậu ta cũng nghe không lọt mà một bên thiệu trâm khổ sở suy nghĩ làm thế nào cưới được cô vợ về bùi dạ tĩnh dắt tay của con trai đứng ở cửa vườn trẻ chờ thiệu trâm tới đón mẹ à chúng ta sẽ về nhật bản sao tiểu tử đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi bùi dạ tĩnh tại sao hỏi như vậy bùi dạ tĩnh không biết con trai hỏi vấn đề này nhân nhiên muốn trở về sao không muốn mẹ cùng cha đều ở đây nhân nhiên không muốn trở về nhật bản các bạn trẻ ở vườn trẻ cũng đối với con rất tốt nhất là tiểu văn tiểu tử phe phẩy đầu nhỏ nghiêm túc nói với cô tiểu văn sao bùi dạ tĩnh thấy buồn cười con trai của cô không phải là muốn có bạn gái chứ là bạn gái của con tiểu tử ưỡn ngực tự hào nói tiểu tử thối con nhỏ tuổi ai cho con có bạn gái Thiệu Trâm đột nhiên xuất hiện sau lưng, gõ nhẹ một cái lên đầu Thiệu Nhiên. Đường Thúc Thúc nói, tờ trẻ không phong lưu thì thật uổng phí. Thiệu Nhiên học giọng điệu của Đường Lăng. Đường Lăng che tiệt, dám dạy hư con trai tôi. Thiệu trầm cực kỳ tức giận thì thầm. Bùi dạ tĩnh không nhịn được, cất tiếng cười to, thật là buồn cười. Tĩnh Nhi, con của em học xấu, em là giáo viên, có phải nên dạy dỗ một chút không? Thiệu Trâm tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ cười vô tâm vô phế kia. Chuyện như vậy không phải là cha nó nên dạy sao? Bùi Dạ Tĩnh dí dỏm nháy mắt với anh. Thiệu Trầm bất đắc dĩ trợ mắt lên. Tốt lắm, chúng ta về nhà thôi. Nói xong, ôm con đi về hướng xe đậu. Về đến nhà dùng cơm xong, đợi con trai ngủ thiếp đi. Bùi Dạ Tĩnh cùng Thiệu Trầm xem TV, thuận tiện bàn bạc chút chuyện. Bùi Dạ Tĩnh im ắng dương mắt, thỉnh thoảng lại liếc người đàn ông bên cạnh. Mấy lần muốn nói lại thôi. Thế nào? Thiệu Trầm cảm thấy cả buổi tối, Bùi Dạ Tĩnh vẫn luôn nhìn trộm anh. Hôm nay nhân nhiên hỏi em một chuyện, Bùi dạ tĩnh rốt cuộc quay đầu nhìn thẳng anh. Hỏi cái gì? Thiệu Trâm thật tò mò, con trai đã hỏi cái gì mà khiến cô lo lắng cả buổi tối. Nó hỏi, có phải sắp về Nhật Bản? Cô sắc mặt không đổi nhìn anh. Em nghĩ nên về sao? Thiệu Sâm không trả lời mà hỏi lại, không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì. Chúng ta không có quan hệ gì, anh về hay không có liên quan gì đến em chứ? Bùi dạ tĩnh rời mắt đi. Chỉ là em không hy vọng nhân nhiên trở về. Chúng ta không có quan hệ sao? Thiệu Sâm cắn chặt răng, tôm lấy hai vai của cô, nhìn thẳng cô. Nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa, chúng ta không có quan hệ sao? Ánh mắt khổ sở của tiểu sâm khiến bùi dạ tĩnh không nói ra được, cô đã tổn thương anh. Em, thật xin lỗi. Tịnh nhi, em có thể không gả cho anh, nhưng đừng nói độc ác chúng ta không có quan hệ. Em có biết những lời này làm lòng anh bị tổn thương không? Tiểu Sâm dùng ánh mắt bi thương nhìn vào mắt cô. Thật xin lỗi, không phải em muốn nói như vậy. Cô ấy náy mà cúi thấp đầu, cô chỉ là quá sợ tổn thương, cho nên lựa chọn tổn thương anh để bảo vệ mình. em biết anh sẽ không về nhật bản. hiện tại anh nói cho em biết, cha con anh sẽ không đi đâu. vì sao? Thật em thật ở đâu, cha con anh liền ở đó. dù anh có về nhật bản cũng là đi công tác, không có ở lâu. thiệu sam nhìn cô, nói từng câu từng chữ. bùi dạ tĩnh rơi nước mắt theo từng câu nói của anh, không ngừng rơi xuống đất. tại sao người đàn ông này luôn làm cho cô vừa khóc vừa cười, chi phối hỉ nộ ái ố của cô? thật xin lỗi. Không phải em cố ý nói như vậy để khiến anh đau lòng. Đừng giận em, có được không? Bùi dạ tĩnh nhào vào trong ngực anh, nức nở nói. Thiệu sâm ôm lấy cô nỉ non. Về sau dù thế nào đi nữa, cũng không thể nói những lời làm đau lòng người như vậy, có biết không? Không bao giờ nói nữa. Cô liều chết gật đầu. Tốt. Anh ôm cô thật chặt, lặng lặng không nói thêm gì nữa. Lúc này, lòng của bọn họ hòa vào làm một, cũng sẽ ấm lẫn nhau. Mặc dù Thiệu xâm cam kết hai cha con sẽ ở lại đây cùng Bùi Dạ Tĩnh, nhưng công ty của anh dù sao cũng ở Nhật Bản. Hơn nữa trong khoảng thời gian này vì cô, anh đã bỏ bê công việc đã lâu. Hiện tình cảm giữa hai người đã ổn. Dưới sự yêu cầu quyết liệt của Đường Lăng, anh phải bàn xử lý công chuyện. Cha không có ở đây, không cho phép chọc tức mẹ giận, cũng không cho phép phiền toái mẹ con, biết chưa? Thiệu Sâm dặn dò Thiệu Nhiên. Biết ạ. Tiểu tử ngoan ngoãn gật đầu. Anh sẽ về nhanh thôi. Thiệu Sâm xoay người dịu dàng nói với Bùi Dạ Tĩnh. Có chuyện gì gọi điện thoại cho anh Ừ, yên tâm, ở nhà có em rồi Anh đi đây Thiệu Trâm lưu luyến không muốn rời đi hai mẹ con bọn họ Cha, hẹn gặp lại Tiểu tử giơ tay lên không trung quơ múa Bùi dạ tĩnh của con trai đứng ở cửa nhà Nhìn xe của anh rời đi Đến khi xe biến mất cũng không nỡ vào nhà Mà lần này Thiệu xâm đi Bùi dạ tĩnh cảm thấy căn phòng này đột nhiên lớn đến đáng sợ Trước kia cô chưa từng có cảm giác này Hôm nay thiếu đi anh Trong lòng cô cũng cảm thấy trống rỗng trong khoảng thời gian này, cô đã quen với sự hiện hữu của anh. Ngay cả trong không khí cũng có mùi vị của anh. Anh vừa đi, cô liền bắt đầu nhớ anh. Một tuần lễ, cô làm sao mà sống? Mẹ ơi, con đói bụng. Tiểu tử đưa tay lôi kéo vạt áo của bùi dạ tĩnh. Bùi dạ tĩnh từ trong mạch suy nghĩ tỉnh táo lại. Được, mẹ đi nấu cơm. Vừa đi vào phòng bếp, cô lại nhìn thấy bóng dáng bận rộn của thiệu sâm. Trời ạ, à, sao cô lại có ảo giác này chứ? Cô lắc lắc đầu, tập trung tinh thần chuẩn bị cơm trưa cho con trai mấy tháng sau đó thiệu sâm không ngừng bay qua bay lại giữa nhật bản và đài loan tần suất ngày càng nhiều thân thể cường tráng mấy cũng không chịu đựng nổi thiệu sâm ngã bệnh thường ngày khỏe mạnh dừa bệnh như núi sập giống như toàn bộ bệnh tật đều xông tới thế nào khá hơn chút nào không bùi dạ tĩnh đi vào trong nhà thay khăn lạnh trên trán cho anh bàn tay còn thăm dò chút nhiệt độ của anh không nóng nữa chắc là hạ sốt rồi cổ họng khàn khàn phát ra một tiếng toàn thân cực kỳ yếu đuối khiến thiệu sâm cảm giác rất tệ Nhân cơ hội này thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh quá mệt mỏi, trong mấy tháng này cô nhìn anh liều chết như vậy cũng cực kỳ đau lòng. Ờ. Anh mơ mơ màng màng đáp một tiếng, lại mơ màng ngủ. Mẹ ơi! Thiệu nhiên từ bên ngoài thò đầu vào thăm dò. Sao vậy con? Bùi dạ tĩnh nhỏ giọng hỏi con trai, vậy vậy tay với thiệu nhiên. Tiệu tử từ, từ từ đẩy cửa ra, nhẹ nhàng chạy đến bên người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lo âu nhìn về phía cô. Mẹ ơi, cha sẽ không có chuyện gì, đúng không? khi cậu còn nhỏ cha luôn cao lớn uy phong không gì không làm được hôm nay nhìn cha bệnh nằm trên giường khác với cha cậu thường ngày cho nên trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi cha không có việc gì chỉ là bị sốt thôi cũng giống như nhân nhiên bị cảm vậy bùi dạ tĩnh ôm con trai trần an lo lắng trong lòng vậy cha uống thuốc như nhân nhiên thì sẽ khỏe lại sao tiểu tử ngửa đầu hỏi đúng vậy chỉ là cha là người lớn cho nên phải tiêm thời gian lâu hơn một chút mấy ngày nay bỏ quên cảm thụ của con trai, không nghĩ tới sẽ dọa sợ nhân nhiên. Tiểu tử cái hiểu cái không đi tới trước mặt cha đang ngủ say, nhỏ giọng nói. Cha ơi, nam tử hán đại trượng phu, cái gì cũng không sợ, cho nên cha cũng không thể giống nhân nhiên nhiên sợ uống thuốc, không uống thuốc cũng sẽ không tốt, cha không cần sợ, cha phải mau chóng khỏe lại đó. Bùi dạ tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười, tên tiểu tử này lại đem nhược điểm của mình nói ra, bởi vì thiệu sâm ngã bệnh cho nên đường lăng không thể không từ nhật bản chạy tới giúp thiệu sâm một tay xử lý công việc anh mang về bên này một ngày này dưới yêu cầu của bùi dạ tĩnh sau bữa cơm chiều không lâu thiệu sâm liền về phòng nghỉ ngơi xem ra vẫn chỉ có em có thể trị được cậu ta cơm nước xong đường lăng ngồi trong phòng khách nhìn bùi dạ tĩnh từ trong phòng đi ra cười trêu nói đường thúc thúc chú ở lại đây sao tiểu tử đột nhiên chạy đến bên cạnh đường lăng cháu rất lâu không gặp chú rồi Nhiên nhiên nhớ chú rồi sao? Đường lăng ôm lấy cậu. Thúc thúc, người không phải là nói muốn mang cháu đi chơi sao? Thiệu nhiên vẫn nhớ cam kết của đường lăng với cậu. Được, chờ thúc thúc lần sau trở lại, liền dạy cháu đi chơi, có được không? Thật sao? Đương nhiên, thúc thúc nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Nhiên nhiên, xuống nào. Bùi giả tĩnh giả bộ tức giận. Không phải muốn đi ngủ ư, sao lại chạy ra ngoài vậy? Con sợ thúc thúc đi mất. Tốt lắm, ngủ đi, tiểu tử chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Ngại quá! Bùi giả dạ tĩnh ái náy cười một tiếng. Xem ra ngoài thiệu sâm, nhân nhiên cũng bị em thu phục. Đường lăng mỉm cười. Vậy sao? Em cảm thấy cha con họ thật khó chịu. Bùi dạ tĩnh nhàn nhạt, nhạt, cười một tiếng. Đường lăng đột nhiên không nói lời nào, quan sát bùi dạ tĩnh. Thật ra thì chúng ta cũng không phải quá quen thuộc. Đường lăng đột nhiên mở miệng. Lần đầu tiên gặp là ngày thứ hai sau khi thiệu sâm biết em. Khi đó cái tên kia cũng không kịp chờ đợi nói với chúng tôi cậu ta gặp được một cô gái khiến cậu ta động lòng. Tôi lúc đầu còn tưởng cậu ta nói giỡn, không ngờ cậu ta lại bất chấp tất cả cùng em kết hôn. Khi đó chúng tôi mới biết Thiệu trầm có bao nhiêu nghiêm túc. Đường Lăng dừng lại, ý vị sâu xa nói nhìn cô một cái. Nhưng mà cuối cùng hai người lại ly hôn. Tôi vốn tưởng rằng hai người cứ như vậy bị đứt. Ai ngờ qua nhiều năm như vậy, cậu ta đối với em như bãi không quên. Chỉ vì em, cậu ta từ bỏ rất nhiều, nhiều đến mức em cũng không thể ngờ. Bùi dạ tĩnh trầm mặc, lặng lặng nghe Đường Lăng kể về những gì cô không biết ở Thiệu Sâm. Có thể em không biết, sau khi ly hôn với em, cậu ta như người điên vậy, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ đồng, hơn nữa còn rút vốn đầu tư, khiến nhà họ đồng tổn thất không nhỏ. Đường Lăng kể lại mọi chuyện cho Bùi Giả Tĩnh nghe. Em biết tại sao cậu ta lại liều chết, bay qua bay lại Đài Loan và Nhật Bản không? Đó là bởi vì mỗi lần cậu ta đến Nhật, sẽ liều mạng làm việc, muốn giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất, để sớm quay trở về bên cạnh mẹ con em. Thậm chí còn thiết lập chi nhánh công ty ở đây, vì muốn có thêm nhiều thời gian ở lại bên cạnh mẹ con em. Bùi giả tĩnh kêu lên, đôi tay che miệng, không để cho mình thét ra ngoài. Hồi lâu, cô mới dững sờ mở miệng. Em không biết anh ấy như vậy. Giả dạ tĩnh, thật sự cậu ta rất thích em. Tôi chưa bao giờ thấy thiệu sâm vì người con gái nào mà hành động đến mức độ này. Đối tốt với cậu ta một chút, không cần hành hạ cậu ta và chính mình nữa. Gả cho cậu ta đi thôi. Đừng lăng cảm khái. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Bùi giả tĩnh hốc mắt đã hơn ướt, nội tâm rung động không thôi. Cảm ơn anh, nói cho em biết những thứ này. Cô hướng đường lăng gật đầu một cái. Em biết phải làm gì rồi. Vậy thì tốt, tôi đi trước. Đường lăng biết cô đã có đáp án. Sau khi tiễn đường lăng, buổi dạ tĩnh trở lại trong phòng, im lặng đứng bên giường nhìn Thiệu Trâm đang ngủ say, nội tâm kích động, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Anh là đồ ngốc, chưa từng thấy ai ngốc như vậy quanh đi quẩn lại lâu như vậy chỉ có người đàn ông này mới làm cô động lòng cô tin anh yêu cô nếu không yêu sao lại làm nhiều như vậy hy sinh nhiều như vậy trong khoảng thời gian này cô bị làm hư rồi mới không nhìn tới cố gắng của anh tùy hứng mà nghĩ muốn hưởng thụ tất cả bỏ quên anh thật xin lỗi bùi dã tính chui vào chân dính vào lồng ngực của anh nhẹ giọng rủ rì thiệu sâm bị tiếng động đánh thức đưa tay ôm lấy cô sao vậy sâm em chưa nói với anh em rất yêu anh Cô chôn đầu ở trước ngực anh lầu bầu. Anh cũng yêu em. Thiệu Sâm nhách môi cười, thuận miệng mà hỏi. Cho nên gả cho anh đi. Được. Cô không chút do dự đồng ý. Thiệu Sâm ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không phản ứng kịp ý tứ trong câu nói của cô. Cho đến sáng hôm sau. Tị Nhi, em thật đồng ý gả cho anh sao? Thiệu Sâm còn lấy bùi dạ tĩnh, lần nữa xác nhận tối hôm qua mình nghe được không phải do nằm mơ. Anh còn tiếp tục làm phiền em như vậy, em sẽ không gả nữa. Bùi Dạ Tĩnh đang bận rộn trong bếp, liền bị anh dây dưa từ sáng tinh mơ tới giờ, kiên nhẫn đều muốn mất hết. Được được được, anh không hỏi nữa. Anh bị dọa sợ lui thẳng đến cửa phòng bếp, cẩn thận từng ly từng tí hướng cô xác nhận lần nữa. Em cũng không được đổi ý. Anh không đi ra, em lập tức liền đổi ý. Bùi giả Tĩnh nghiêng đầu căm tức nhìn anh, giả dạ bộ nói: Anh ra anh ra, chưa đổi ý, không được đổi ý. Thiệu Sâm vội vàng chạy ra phòng bếp để cho cô không thấy mình, nhưng giọng nói vẫn từ ngoài vọng vào, Tịnh Nhi, anh không nói nữa, đừng giận. Thiệu Sâm chỉ sợ cô tức giận sẽ thu hồi lời nói, vậy anh sẽ hối hận muốn chết. Chỉ là vừa nghĩ tới cô rốt cuộc đồng ý lời cầu hôn của anh, không khỏi nhách môi bật cười. Quá tuyệt vời, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực. Không nghĩ nhiều, anh lập tức gọi điện thoại cho đường lăng, lệnh cho cậu ta nội trong một tuần, phải chuẩn bị xong hôn lễ. Tôi nói này, đại thiếu gia, vậy cũng quá nhanh đi. Đường lăng ở bên đầu điện thoại kia luôn miệng oán trách. Yêu cầu của cậu nhiều như vậy, một tuần lễ thật sự là quá gấp mặc kệ cậu dùng phương pháp gì tóm lại nhất định phải làm xong cho tôi thiệu sâm bá đạo ra lệnh tôi muốn cho tịnh nhi một hôn lễ tuyệt vời nhất cậu luôn ném vấn đề khó cho tôi đường lăng ai thán nói tôi thật sự là chưa lầm bạn xấu mà không cần cào nhau như, như vậy mau chóng làm đi không nhịn được thúc giục mặc kệ bạn tốt kêu oan nhấn mạnh nhớ tất cả đều phải tốt nhất tôi biết rồi lập tức làm ngay vậy được rồi chứ đường lăng tức giận nói anh em tốt chuyện này liền nhờ cậu rồi Thiệu Trâm vui vẻ đến không ngậm miệng được. Coi như là tặng phẩm của tôi. Cảm ơn. Đường Lang nói đùa. Lúc tôi kết hôn, cậu bỏ một chút tiền ra là được rồi. Cứ như vậy đi. Ừ, có chuyện thì liên lạc. Dứt lời, anh kết thúc trò chuyện cùng bạn tốt. Rốt cuộc, bọn họ cũng về bên nhau. Sáu năm trước, Thiệu Trâm cùng Bùi Dạ Tĩnh kết hôn chớp nhoáng, căn bản cũng không có một hôn lễ chính thức. Cho nên lúc này, Thiệu Trâm sẽ không để cho tịnh Nhi chịu oán ức nữa. Anh nhất định phải cho cô một hôn lễ khó quên để bù đắp lại cho cô vì vậy trong những ngày tiếp theo, bùi dạ tĩnh đều giống như sống ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày không phải đi spa chính là thử lễ phục. tóm lại loay hoay giống như con quay, đầu óc choáng váng, không để cho cô kịp có suy nghĩ hối hận. cửa hành hôn lễ cũng thật quá mệt mỏi. mình nói này bùi tiểu thư, thiệu phu nhân tương lai, cậu còn mấy bộ lễ phục chưa thử đấy. tô hà vừa xoay người liền thấy bùi dạ tĩnh ngồi liệt ở trên ghế sofa, biết rõ cô mệt chết đi, còn tàn nhẫn mà nhắc nhở. Này, nhanh thử đi. trời ạ mới có một ngày không cần thay đổi nhiều như vậy chứ. Bùi dạ tĩnh không nhìn được ai oán, cô sắp ăn không tiêu. Sớm biết thế này đã không đồng ý gả. Thiệu phu nhân, bây giờ mới nói cái này có phải quá muộn rồi không? Tô Hà dội cho cô một gáo nước lạnh cười nói, còn không mau thử đi. Vấn đề là lần đầu tiên kết hôn tốt nhất, vừa nhanh lại vừa gọn gàng. Bùi dạ tĩnh đứng dậy, nhận lấy lễ phục trên tay Tô Hà, đi vào phòng thử quần áo tiếp tục trách nhiệm nặng nề. Làm ơn đi, cậu có tinh thần một chút có được hay không? Tô Hà trợn mắt một cái, dù gì thiệu trâm cũng có lương tâm chuẩn bị cho cậu một hôn lễ long trọng đã không biết hưởng thụ còn nghĩ không cần đầu cậu có phải là bị hỏng rồi hay không cái gì mà hưởng thụ căn bản là hành hạ thì có ngăn cách bằng cánh cửa bùi giả tĩnh ở bên trong bất mãn la lên tô hà ở bên ngoài bất đắc dĩ than thở không có biện pháp cùng bạn tốt nói thêm nữa cô bị tư tưởng của bùi giả tĩnh dọa sợ một tuần sau dưới sự chứng kiến của mọi người hai người họ lần nữa kết làm vợ chồng bất đồng với hôn lễ 6 năm trước chính là lần này bọn họ được gia đình và bạn bè chúc phúc, còn có đứa con đáng yêu, để cho bọn họ cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Đêm tân hôn, Thiệu Dâm đưa con trai tới nhà cha mẹ vợ, sau đó rốt cuộc có thể độc chiếm vợ trong đêm tân hôn, không khỏi xúc động thật lâu. Nếu như năm đó, anh quyết tuyệt vạch rõ giới hạn cùng đồng thải điệp, như vậy bọn họ cũng sẽ không ly hôn. Nếu như không có con trai động viên, có thể anh cũng không có dũng khí đặt chân đến nơi này tìm kiếm buổi dạ tĩnh nếu như không phải trải qua những thứ này bọn họ có thể sẽ bình bình đạm đạm qua cả đời thậm chí có thể sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà ly hôn cũng không chừng cũng sẽ không có đoạn tình yêu như lúc này đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như cũng không có thuốc hối hận thiệu sâm rất cảm kích ông trời cho anh một cơ hội làm lại từ đầu để cho anh có cơ hội quý trọng người anh yêu tịnh nhi chúng ta rốt cuộc ở cùng một chỗ thiệu sâm ôm chặt cô thở thật sâu và thỏa mãn Chúng ta không phải vẫn luôn ở cùng nhau sao? Bùi giả tĩnh cười khẽ. Sao anh lại hộ đồ như vậy? Mấy ngày nay chúng ta là ở chung một chỗ, nhưng mà từ đầu đến cuối anh cũng không có danh phận. Hôm nay rốt cuộc em trở thành vợ của anh, anh cũng không còn gì tiếc nuối. Thiệu Sâm xúc động thật lâu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, qua nhiều năm như vậy, chúng ta còn có thể cùng nhau. Anh đã là cảm kích vạn phần, cũng không cần cầu xin điều gì nữa. Em cũng vậy, cảm tạ ông trời để cho chúng ta còn có thể cùng nhau. Đôi tay vòng chắc không anh, nhẹ giọng nói. Anh cũng sẽ không rời khỏi em nữa. Anh cúi đầu thâm tình đưa mắt nhìn cô. Sẽ không bao giờ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, sẽ không bao giờ tách ra nữa. Thiệu Trâm cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, đẩy ra hàm răng tiến quân thần tốc, quấy lên cái lưỡi thơm tho của cô. Đôi tay bùi dạ tĩnh leo lên cổ của anh, ôm chặt lấy anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu của anh. Sau đó, âm thanh tấm tắc vang lên ở tân phòng quanh quẩn, mê người, tình chiều hết sức căng thẳng. Thiệu Sâm! Bùi dạ tĩnh trong thư phòng hô to chồng lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thiệu Sâm trong tay còn cầm cái sẻng, nghe được tiếng hét của vợ yêu, lập tức chạy vào. Sau khi cưới, bùi dạ tĩnh cho là Thiệu Sâm sẽ không xuống bếp giống như lúc đang theo đuổi cô nữa. Ai ngờ anh một chút cũng không đổi, nên làm thì làm, nên nấu thì nấu. Trừ thỉnh thoảng làm thêm giờ bên ngoài, xã giao cơ bản đều không đi, một lòng để nhà cùng mẹ con bọn họ. Chuyện này, đây là cái gì? Bùi dạ tĩnh, cầm lấy giấy tờ đưa tới trước mặt chồng, bộ mặt sắp té xỉu. Thiệu Sâm đưa tay đón lấy, tùy ý nhìn qua, sau đó rất không để ý nói. À, không phải là thư tình sao? Về mặt của anh là sao? Đây là thư tình con trai anh viết đấy. Người này thế nào không có chút nào gấp gáp vậy? Con trai mới 5 tuổi đã viết thư tình, vậy sau này còn có thể thế nào? Anh biết rõ là nó viết, trong này có nhiều chữ nó không biết, là do anh dạy đấy. Thiệu Sâm không hiểu vì sao cô tức giận, còn tự hào nói mình cũng có phần. Cái gì? bùi dạ tĩnh tức đến không thể nói nổi cô sắp bị cha con anh tức chết rồi anh còn giúp nó viết nữa sao không có thiệu trầm vội vàng lắc đầu anh chỉ dạy nó viết như thế nào chứ không giúp nó viết trời ạ bùi dạ tĩnh vỗ cái trán ngờ mặt lên trời than vãn trong lòng âm thầm tự nói với mình phải bình tĩnh càng như vậy trong lòng lừa giận càng bốc lên cuối cùng cô hướng về phía anh giống to tối nay anh đi ngủ cùng con trai yêu quý của anh đi gào xong cô liền giận đùng đùng đi ra khỏi thư phòng Thiệu trầm sừng sốt một chút mới phản ứng được, chạy đuổi theo cô. Không cần, vợ ơi, ôm con trai không có mềm mại, cũng không thoải mái như ôm em. Bùi dạ tĩnh suy nghĩ một buổi tối, cảm thấy con trai mình cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Giáo dục con trai là chuyện trọng đại nhất lúc này. Hôm sau, cô gọi hai cha con vào phòng khách, muốn nghiêm túc cùng hai người nói chuyện một lần. Nhiên nhiên, con nói cho mẹ biết đây là xảy ra chuyện gì. Bùi dạ tĩnh đưa ra mấy tờ giấy ngày hôm qua. Thì ra, mẹ cầm trộm thư tình của con, tiểu tử bĩu môi mất hướng nhìn cô. Con vốn là muốn đưa cho tiểu văn, nhưng ngày hôm qua con tìm mãi không thấy. Hại con bị đứa mập đó diễu cợt, nói con không biết viết thư tình. Cái gì? Nghe con trai nói, một câu cô nghe cũng không hiểu. Chẳng lẽ bọn họ đã sinh ra sự khác nhau rồi sao? Là như vậy, tiểu tử này ở trong vườn trẻ nhân duyên quá tốt, cho nên có một đứa trẻ mập mạp lên ghét nó, thường muốn cùng nó tranh tài. Bức thư tình này chính là cuộc so tài hôm qua. Tiểu văn nhận được thư của ai người đó thắng, nhưng hôm qua em lại tịch thu mất cho nên nó không đưa được cho tiểu văn liền bị tiểu bập mạp kia diễu cợt thiệu trâm từ từ giải thích rõ mọi chuyện em hai người bùi giả tĩnh không giấu được hòa khí trong người tại sao có thể như vậy cha con nhà này muốn cô tức chết thiệu trâm con trai của anh năm nay mới năm tuổi anh đã dạy nó viết thư tình về sau nó trưởng thành anh có phải muốn dạy nó chơi nữ hay tử không hả bùi dạ tĩnh hướng về phía ông xã giống giận nó học mẫu giáo hồ đồ còn chưa tính anh không dạy dỗ nó ngược lại còn giúp nó như thế mà nghe được sao dạ dạ là anh không đúng vợ ơi không cần tức giận Thiểu sâm mau chóng nhận trai chỉ sợ phu nhân lần nữa phát uy tiểu tử cũng rõ ràng cảm thấy mẹ giận thật cho nên ngoan ngoãn im lặng tựa vào bên cạnh thiểu sâm bùi dạ tĩnh hít sâu một cái để cho mình tỉnh táo lại ôn tồn nói Nhân nhiên bây giờ con còn nhỏ chăm chỉ học hành loại chuyện cùng người khác cạnh tranh như vậy sau này con cũng không cần để ý hiểu chưa Tiểu tử gật đầu một cái. Con biết rồi ạ. Còn anh nữa. Bùi giả tĩnh mặt lạnh nói với Tiểu Sâm. Về sao? anh không được để mặc con trai như vậy. Nhất định là trước đây anh bỏ mặc nó, cho nên bây giờ nó mới tùy hướng như vậy. Vợ à, cái này không thể trách anh. Trước kia anh một đấng mải dâu, vừa quản lý công ty, lại muốn chăm sóc một đứa bé. Làm sao có thể chú đáo được? Tiểu Sâm vội vàng kêu an. Vấn đề dạy dỗ một đứa bé, chúng ta nhất định phải kiên trì. Không thể em nói, không thể làm. Đảo mắt, anh lại giúp nó đi làm. Bùi dạ tĩnh nghiêm túc nói với anh. Dạ dạ, về sau tuyệt đối nhất trí. Thiệu Sâm cười làm lành gật đầu đồng ý. Cái này cũng là do em, ban đầu không nên để con lại cho anh, bằng không cũng sẽ không như vậy. Bùi dạ tĩnh ảo não không thôi. Chính là đi theo anh, con trai mới học được mấy chiêu trò này nọ theo đuổi nữ sinh. Vợ à, đây đều là do đường lang dạy hư. Thiệu Sâm đẩy hết trách nhiệm cho bạn tốt. Vợ ơi, đừng tức giận nữa, về sau việc dạy con liền giao cho em. Em muốn thế nào, liền làm như thế, có được không? Tiểu tử ở một bên nghe được cũng không vui mừng, len lén kéo vạt áo của Thiệu Trâm, ý bảo anh mau đổi lời. Ai ngờ, để chứng minh sự trong sạch của mình, Thiệu Trâm trực tiếp bán con trai đi. Nhiên nhiên, ngoan, về sau phải cây lời mẹ, biết chưa? Thiệu nhiên quả thực không còn lời nào để nói, cha đã bị mẹ thu phục rồi, còn có thể làm thế nào đây? Tiểu tử ở trong lòng âm thầm thở dài, vì cuộc sống của mình sau này mà thở dài. Cứ như vậy, sự kiện thư tình của con trai cũng qua đi. Chủ nhật, Tô Hà hẹn Bùi Dạ Tĩnh đi cà phê Hàn Huyên một chút chuyện riêng tư. Nghe nói cậu mới tịch thu thư tình của Nhân Nhiên hả? Tô Hà vừa quấy cà phê vừa dò hỏi. Tên tiểu tử kia cáo trạng với cậu sao? Bùi Dạ Tĩnh biết Tô Hà rất cưng chiều con trai của mình. Cậu đó, không nên quá cưng chiều nó. Cậu là mẹ của nó đó, trước kia không được gặp, cậu mỗi lần nhắc tới nó đều chảy nước mắt, thế nào hiện tại sinh hoạt chung một chỗ lại nghiêm khắc với nó như vậy? Người ta đều là phụ nghiêm từ mẫu, đến lượt Bùi Dạ Tĩnh thì ngược lại, mẫu nghiêm phụ từ mất rồi. Tô Hà đúng là không hiểu nổi. Chính là trước kia bỏ qua quá nhiều cho nên hiện tại không muốn để cho nhân nhiên tự theo ý mình để tránh tính tình lệch lạc. Bùi dạ tĩnh cũng biết mình hơi nghiêm khắc với con trai nhưng cũng là vì tốt cho nó. Con trai của cậu được hoan nhanh cậu nên vui mừng mới đúng chứ. Tô Hà không cảm thấy có cái gì lạ, chỉ là đứa bé mà thôi. Chờ cậu có con, sẽ hiểu tâm tình của mình lúc này. Bùi dạ tĩnh nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. Mình hiểu mà, làm mẹ quả thực không dễ dàng, tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy. Tô Hà suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ hãi. Về sau, nếu cô sinh một đứa bé giống nhiên nhiên, nhất định là tóc sẽ bạc sớm. Thiệu Dâm luôn xem nhẹ, hơn nữa hai cha con còn cùng nhau làm chuyện xấu. Nói đến chuyện ồn ào của hai cha con mấy hôm nay, thật là mấy ngày mấy đêm đều không nói xong. Xem ra cả đời này, cậu phải hao tâm vì cha con bạn họ rồi. Tô Hà thấy mới biết cuộc sống hôn nhân của Bùi Dạ Tĩnh quả thật rất phong phú. Mỗi ngày tinh lực dồi dào, đối phó với hai người đàn ông ở Mỹ kia vẻ mặt của bùi dạ tĩnh tuy không tốt nhưng trong mắt tất cả đều là hạnh phúc dạ tĩnh cậu bây giờ rất hạnh phúc phải không tô hà mập mờ nháy mắt với cô lúc nào thì muốn sinh một đứa nữa đã có rồi bùi dạ tĩnh cảm thấy tức giận không thôi để do thiệu trâm cố gắng làm hại cô lại sắp làm mẹ có cái gì tô hà nhất thời không hiểu nhìn bộ dáng hớn hở của cô nhất thời hiểu ra nhìn chằm chằm bụng cô trời ạ có thật không ừ bùi dạ tĩnh ngửa ngùng gật gật đầu có khi nào? Tô Hà vội vàng hỏi. Mấy ngày trước? Bùi dạ tĩnh đột nhiên phát hiện khẩu vị của mình không giống bình thường. Mới nhớ tới trước kia có nhân nhiên cũng có cảm giác như vậy. Thiệu ra biết chưa? Tô Hà đột nhiên nghĩ đến người trong cuộc. Mấy ngày nay vì chuyện của nhân nhiên mình có đắc giận anh ấy cho nên sẽ không nói với anh ấy. Bùi dạ tĩnh cố tình không nói cho anh biết ai bảo anh chọc giận cô. Vợ chồng các cậu cũng thật là chuyện lớn như vậy còn lấy ra đấu khí. Tô Hà vội vàng khuyên. Nếu Thiệu Sâm biết cậu cố ý lừa gạt anh ta, nhất định sẽ tức điên. Yên tâm đi, tối nay Bình định nói cho anh ấy biết. Trong mắt bùi dạ tĩnh tràn ngập ngọt ngào, giống như đang có ý đồ gì. Tô Hà thật hết cách với đôi vợ chồng này. Ai sẽ nghĩ tới, sau khi bọn họ tái hôn, lại càng trẻ con hơn, động một chút là giống như đứa bé. Nhưng mà cũng là một gia đình hạnh phúc. Mà lúc này, hai cha con đang ở nhà, bận rộn thu xếp quà tặng để lấy lòng bồi tội. Cha, như vậy được chưa? Tiểu tử lo âu nhìn cha, mẹ thấy những thứ này thật sẽ không tức giận sao? Yên tâm, gần đây mẹ con không phải rất thích ăn những thứ này sao? Thiệu Sâm vỗ vỗ con trai an ủi. Lần này cha không những mua nhiều, hơn nữa còn là mấy món mẹ con thích ăn nhất. Con xem một bàn thức ăn này, thì mẹ con trở lại, nhất định sẽ rất vui mừng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngoài phòng vang lên tiếng chìa khóa va chạm thanh thúy. Em về rồi đây. Bùi giả tĩnh còn cầm chế lợi phẩm cùng đi shopping với Tô Hà chiều nay. Tị Nhi, em về rồi, Thiệu Trâm mang con trai từ phòng bếp ra ngoài, thấy đồ trong tay cô, vội vàng tiến lên cầm giúp cô. Đưa cho anh, hôm nay thu ai không ít. Bùi dạ tĩnh bất mãn hư một tiếng, đi tới đi lui, cuối cùng cũng chỉ mua cho hai cha con bọn họ. Thiệu Trâm cẩn thận từng ly từng tí quan sát, cảm giác được bà xã đang nổi nóng. Kỳ quái, cũng mua nhiều đồ như thế, như thế nào vẫn chưa hết giận vậy. Xem ra không thể làm gì khác hơn là tiến hành bước kế tiếp, đặt mấy túi đồ ở trong góc, nhảy nháy mắt với con trai. Tiểu tử lập tức hiểu, chạy tới kéo bùi dạ tĩnh ngồi ở ghế salon. lông. Mẹ ơi, mẹ đói bụng chưa? Con cùng cha chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho mẹ. Bùi dạ tĩnh theo con trai vào phòng ăn, chỉ thấy bày một bàn lớn món ăn, ở giữa còn có một bình hoa lớn. Bên trong cắm hoa hồng đỏ tươi. Mặc dù cảm giác rất lãng mạn, nhưng bùi dạ tĩnh không thể không nghĩ đến một vấn đề rất thực tế. Ông xã, một bàn này là ba người chúng ta ăn, đúng không? À, đúng vậy. Tiểu Trâm có chút mờ mịt, không biết vì sao cô lại hỏi như vậy. Xin hỏi, chúng ta ba người là quái vật ư? Ăn nhiều món như vậy sao? Bùi giã tĩnh cảm thấy lửa giận lại sông lên, bằng này đủ cho 7 tám người ăn. Nhưng bây giờ, nhà họ chỉ có ba người, làm sao có thể ăn hết được? Tiểu Trâm trợn mắt, anh thật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ lấy lòng của cô, không ngờ lại làm hỏng. Thế nào mỗi lần anh muốn lấy lòng cô, đều hỏng chuyện, thật là quỵ dị. Vợ à, yên tâm, nếu em ăn không hết còn có anh, anh nhất định sẽ ăn hết sạch. Thiệu Sâm không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt nói bừa. Bùi dạ tĩnh vừa tức vừa hết cách, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Cô thấy sắc mặt hai cha con lập tức tươi tỉnh, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm. Sau khi ăn tối xong, Thiệu Sâm muốn mệt chết, giúp con tắm xong, ru nó ngủ, mới trở lại phòng của mình. Tịnh nhi, em còn đang tức giận sao? Thấy bùi dạ tĩnh đã sớm nằm tựa vào đầu giường là xem tạp chí, anh lên giường, nhẹ nhàng tựa vào trên vai cô làm nũng, Vợ à, không cần tức giận, chuyện của Nhiên Nhiên là do anh không tốt, anh bảo đảm sẽ không có lần sau. Bùi giả tĩnh tiếp tục lật tạp chí trong tay, không để ý đến anh. Thiệu Sâm rút quyển sách trong tay cô, thẳng tắp nhìn cô. Anh! Bùi giả tĩnh hít sâu một hơi. Sau này Nhiên Nhiên còn như vậy, anh phải ngăn lại, biết không? Biết rồi. Anh ngoan ngoãn gật đầu, anh còn có thể không đồng ý ư. Vì vấn đề giáo dục con trai khiến mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, đã mấy buổi tối không được ôm cô ngủ. Thấy bà xã không còn giận, Thiệu Sâm lặng lẽ vươn tay, ôm hông của cô. Bà xã, tối nay anh được ngủ với em chưa? Anh đáng thương nói. Mấy ngày nay không có em ở bên cạnh, anh đều không ngủ được. Em có biết, tướng ngủ của con trai rất không tốt, tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ vì thiếu ngủ mà ngã bệnh mất. Được rồi. Bùi giả tĩnh con mắt trượt lóe, giả bộ tha thứ nói. Tối nay trở lại ngủ đi. Vợ à, em thật sự quá tốt. Thiệu Sâm chợt ôm lấy cô, cúi đầu ở trên môi cô hung hăng hôn một cái. Vậy anh đi tắm trước. Nhìn đôi mắt mị hoặc của vợ yêu, Thiệu Trâm không khỏi khoái chí, rốt cuộc được tha bổng. Bùi Dạ Tĩnh mỉm cười quỷ dị, xem cô trừng phạt anh thế nào. Thiệu Trâm nhanh chóng tắm rửa xong, liền không kịp chờ đợi chui vào trong chăn, ôm cô vợ, kéo đầu cô xuống, bá đạo hôn lên cánh môi cô. Thiệu Trâm cử động bất ngờ, Bùi Dạ Tĩnh không cảnh giác, muốn kháng nghị, liền bị anh nuốt vào trong bụng. Thiệu Trâm ôm cô, càng không ngừng gặm cắn miệng anh đào của cô, đầu lưỡi giống như con rắn đang cố cậy mở đôi môi đang đóng chặt của Bùi Dạ Tĩnh. Dần dần, Bùi Dạ Tĩnh mở miệng để cho anh được như ý. Hai đầu lưỡi gặp nhau trong nháy mắt, liền quấn lấy thật chặt. Giống như qua cả thế kỷ, thiểu Sâm mới lưu luyến rồi đi cái miệng nhỏ nhắn của Bùi Dạ Tĩnh. "Đợi, chờ một chút, em có chuyện muốn nói với anh." Khi anh chuẩn bị đợt công kích tiếp theo, Bùi Dạ Tĩnh đưa tay chống đỡ, thở gấp nói: "Tịnh Nhi, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói, được không?" Anh lửa dục đang cháy hừng ngực, lúc này nói anh dừng lại là chuyện không thể được. "Không được, chuyện này rất quan trọng." bùi giả tĩnh bị anh khơi lên động tình dần dần bình phục suy nghĩ cũng dần dần tỉnh táo chuyện gì thiệu trâm muốn nghe cô nói một tin tức tốt cùng một tin tức xấu anh muốn nghe tin nào trước bùi giả tĩnh cố ý giả vờ thần bí tịnh nhì nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng còn tâm tình đâu cùng cô bàn luận chuyện này vậy em nói tin tốt trước vậy bùi giả tĩnh giống như là không thấy nét mặt chưa thỏa mãn dục vọng của anh bình thản ung dung nói chúc mừng anh anh lại sắp được làm ba em đã có thai Thiệu Sâm ngây ngốc, hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình. Em, em nói cái gì? Em có thai sao? Tin tức xấu, chính là tối nay anh không thể đụng vào em. Nói xong, bùi dạ tĩnh liền chui vào trong chăn, ở bên trong cười trộm. Ước chừng qua 10 phút, Thiệu Sâm mới phát hiện ra mình vừa nghe được chuyện quan trọng. Bùi dạ tĩnh. Tiếng ngô vừa kìm nén lựa dục khó chịu, vừa kìm nén sự đùa bỡn của cô, nhất thời vang dội gắp phòng. Một đêm nay, Thiệu Sâm không thể chợp mắt, anh thế nhưng, suốt cuộc lại muốn được làm cha một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like ủng hộ, subscribe so kênh Truyện Ngôn Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Yêu cô á? Đồng thời Điệp lạnh lùng hừ một cái. Đàn ông mà nói đến chuyện yêu đương tựa như đang bàn luận về thời tiết tùy tiện nói ra ba chữ là có thể dễ dàng đem cô buộc lại. Giống như là một vụ làm ăn có lời, ai mà không biết làm đây. Đồng Thái Điệp nói chuyện khéo léo, khiến Bùi Dạ Tĩnh không có đường để phản bác. Cô nói bậy. Tôi nói bậy hả? Nếu như mà tôi nói bậy, thì tại sao lúc trước Thiệu Sâm lại ở cùng một chỗ với tôi chứ? Đồng Thái Điệp cười mập mờ hướng Bùi Dạ Tĩnh quăng một quả bom. Lòng Bùi Dạ Tĩnh trầm xuống, giống như rơi vào hầm băng, lắc đầu nói. Tôi không tin. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi Thiệu Sâm, chỉ là nếu cô hỏi, hạnh phúc tạm thời của cô sẽ tan vỡ. Đồng Thái Điệp nói như thật, cô biết với tính cách của Bùi Dạ Tĩnh sẽ không dám đi hỏi Thiệu Sâm. Sẽ không, điều cô nói không đúng sự thật, cô muốn chia rẽ tình cảm của vợ chồng chúng tôi, tôi sẽ không tin. Dù nói gì, Bùi Dạ Tĩnh cũng sẽ không tin Thiệu Sâm dây dưa không rõ với cô ta. Cô có biết ngày hôm qua anh ấy ở đâu không? Đồng Thái Điệp liếc xéo cô một cái, khiêu khích nói. Bùi Dạ Tĩnh cứng họng, ngày hôm qua Thiệu Sâm gọi điện thoại cho cô biết là sẽ không trở về, Chẳng lẽ anh sẽ thật như đồng thải điệp nói, lừa gạt cô sao? Sẽ không, bùi dạ tĩnh lắc đầu, không tin thiệu sâm sẽ lừa cô. Đàn ông, là người không nên quá tin tưởng. Nói xong, đồng thải điệp thoải mái cười không dứt, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Dù sao mục đích của mình cũng đã đạt, không nên cùng người này tốn thời gian. Huệ tử đang bưng trà vào, vừa mới mở cửa, liền thấy đồng thải điệp cười lớn đi ra bên ngoài. Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Huệ tử vội vàng đem khay trà đặt lên bàn, chạy đến bên cạnh xem sắc mặt tái nhợt của bùi dạ tĩnh. Bùi dạ tĩnh chịu đà kích, chỉ biết đứng sững sờ im lặng. Lời nói của đồng thải điệp tự như một lưỡi dao sắt bén đang cứa ở tim cô, làm cho sự tin tưởng đối với thiệu sâm dần tạo nên vết sách. Tịnh nhi, em làm sao vậy? Thiệu sâm trở về, nghe huệ tử thông báo đồng thải điệp đã tới. Là đồng thải điệp nói gì với em, đúng không? Bùi dạ tĩnh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thiệu sâm, trong mắt như có điều suy nghĩ, anh cảm thấy cô ấy sẽ nói với em những gì? Tịnh Nhi Nhìn thấy giọng nói cùng ánh mắt kỳ lạ của vợ, anh đã đoán được việc này có liên quan đến đồng thải điệp. Anh với cô ta không có bất kỳ quan hệ gì. Anh gấp gáp giải thích, nhưng bùi dạ tĩnh nhìn thấy giống như là anh đang trở dạ, tâm tình không khỏi thêm nặng nề. Các người thiếu chút nữa đã trở thành hôn phu hôn thê rồi. Bùi dạ tĩnh lẩm bầm nói. Chỉ là cô ấy cự tuyệt. Tịnh nhi, anh chưa nói chuyện này với em, bởi vì anh cho rằng nó không quan trọng. Thiệu Trâm sợ cô hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là từ từ giải thích với cô. Không sai, bọn anh thiếu chút nữa liền đính hôn, nhưng đây là ý định của trưởng bối hai nhà, không có gặp trước đối phương. Anh cho rằng kết hôn với ai cũng không đáng kể, vậy không bằng tìm người quen biết, cho nên lúc đó anh không phản đối. Nhưng là đồng tài điệp không đồng ý. Cô ta từ nhỏ đến lớn đã kiêu ngạo, không chịu đựng hôn nhân của mình do trưởng bối quyết định, kiên quyết phản đối cùng anh kết hôn, thậm chí còn bỏ trốn ra nước ngoài. Anh rất khổ sở sao? Bùi dạ tĩnh ngước mắt nhìn về phía anh, anh không yêu cô ta, làm sao có thể khổ trở đây? Thiệu Trâm nhìn vợ đang ghen, đưa tay ôm lấy cô. Anh không có bất cứ cảm giác nào với cô ta. Người không thấy, liền tìm người khác, không có gì khác biệt. Kết hôn là chuyện cả đời, làm sao anh có thể qua loa như vậy? Vừa nghĩ đến thái độ không cần thiết của anh, bùi dạ tĩnh không nhịn được, liền lên tiếng giáo dục. Đây là đối với người khác không phụ trách, cũng là đối với mình không phụ trách. Em yêu, em là đang trách anh ban đầu không kết hôn sao? Thiệu Sâm buồn cười cúi đầu liếc cô một cái, nếu như ban đầu anh kết hôn tiếp theo sẽ không gặp được em anh cảm thấy mình rất may mắn vì đã được gặp em anh bùi dạ tĩnh vốn đang tức giận bị anh náo loạn như vậy cục tức cũng tiêu mất tịnh nhi đồng tài điệp không quan trọng em không cần để ở trong lòng được không thiệu trâm chưa bao giờ tiếc những lời thề non hẹn biển đối với cô vợ đang bất an nói chúng ta kết hôn chính là sẽ cùng bên nhau cả đời có thật không cô lo lắng nói cuối cùng vẫn là thở dài thôi Chuyện của cô ta em không muốn nhắc lại Về sau anh không cần cùng cô ta lui tới Có được không Chỉ cần là anh yêu cô Tất cả những lời nói của đồng thời điệp Cô sẽ không để ý đến Bọn họ đã từng làm qua chuyện gì Cô cũng sẽ không nhắc lại Tịnh nhi, tin tưởng anh Hai nhà chúng ta đã quen biết nhau từ lâu Anh với cô ta có thể nói là cùng nhau lớn lên Sợ dĩ phải gặp mặt là khó tránh khỏi Nhưng mà anh cam đoan từ nay về sau Sẽ tận lực tránh tiếp xúc Thiểu Sâm không hiểu tại sao Bùi Dạ Tĩnh lại đột nhiên không tin tưởng mình nhưng anh vẫn đồng ý thỉnh cầu của cô nếu không sẽ để cô càng thêm lo lắng thiệu sâm ôm lấy vợ nhỏ giọng an ủi tị nhi tin tưởng anh bùi dạ tĩnh đưa tay ôm thật chặt anh cố gắng để cho mình tin tưởng sợ mình sẽ như những người phụ nữ đang nghi khác hoài nghi chồng cô không muốn như vậy thật sự không muốn vì trấn an cô thiệu sâm mấy ngày nay đều tức trực bên người vợ mình cùng cô chăm sóc đứa bé hôm nay đem con gửi cho bảo mẫu chăm sóc sau đó mang cô đi đến nơi bọn họ từng định ước vô duyên vô cớ, tại sao lại dẫn em đến đây? Bùi giả tĩnh nắm lấy tay anh, dạo quanh công viên. Anh muốn lấy lòng vợ mình. Thiệu sâm nháy mắt gửi với cô, dắt cô từ từ tản bộ. Kể từ khi chúng ta kết hôn, anh vẫn rất bận, cũng không thể đưa em ra ngoài một chút. Là do anh trột dạ à? Bùi giả tĩnh nghi ngờ nhìn anh, khóe môi khẽ dương lên. Vậy là anh thật sự đã làm chuyện có lỗi với em? Oan cho anh quá, vợ à? Thiệu sâm là bộ mặt bất ức, khoa trương nói. Lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám, trừ em ra, những người phụ nữ khác, anh cũng không thèm nhìn một cái. Vẻ mặt ớt ức của anh khiến cô bật cười che miệng. Được rồi, đừng làm loạn. Em chịu tin anh rồi à? Hừm, nếu anh thật sự làm ra chuyện có lỗi với em, em lập tức liền ly li hôn với anh, sau đó mang theo con đi đến một nơi không ai tìm được, sống một cuộc sống mới. Bùi dạ tĩnh nửa thật nửa giả nói. Thiệu Sâm sững sờ, không ngờ tới người vợ dịu dàng hiền thục của mình, nội tâm lại bền bì cố chấp. Anh sẽ không cho em có cơ hội rời đi, anh đưa ra một cánh tay khác đem cô ôm vào trong ngực. Anh nói được làm được, ngàn vạn lần đừng cho em cơ hội. Vùi ở trong ngực anh, bồi dạ tĩnh buồn buồn nói. Thiệu Sâm không nói thêm gì nữa, cứ như vậy cùng cô lặng lẽ bước đi. Ngày hôm sau, Thiệu Sâm vốn muốn cùng vợ và con đi một chuyến du lịch. Ai ngờ một cú điện thoại đã làm cho kế hoạch của anh bị rối loạn. Thiếu ra, điện thoại của anh. Huệ tử cầm điện thoại vô tuyến đưa đến trước mặt Thiệu Sâm. Này, ờ. Ừ, anh nhận lấy điện thoại nhàn nhạt lên tiếng tôi biết rồi tôi sẽ lập tức tới ngay tịnh nhi xảy ra một chút chuyện anh đi xử lý một chút sau khi thiệu trâm cúp điện thoại xoay người nói với bùi dạ tĩnh anh rất nhanh sẽ trở về có chuyện gì sao thấy anh cau mày bùi dạ tĩnh lo lắng hỏi không có chuyện gì quan trọng anh đi một lát sẽ trở lại thiệu trâm cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán vợ rồi vội vã rời đi nhìn bóng lưng chồng biến mất đáy lòng cô không khỏi dâng lên một sự cảm xấu cảm giác sợ hãi như đã bỏ lỡ ấy giống như lại xuất hiện Bùi Giả Tĩnh đã một đêm không ngủ, Thiệu Sâm cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tình huống như vậy, căn bản cô không có cách nào ngủ được, lòng rối loạn cả lên, làm cho đầu óc ngây ngô của cô cực kỳ khó chịu. Điện thoại di động truyền tới tiếng chuông dễ nghe, đem cô từ trong suy nghĩ hỗn loạn chợt tỉnh. Này, xin chào, Bùi tiểu thư. Đồng Thải Diệp ở đầu dây bên kia khẽ cười nói. Nghe thanh âm của cô, giống như là một đêm không ngủ, không phải là đang đợi A Sâm chứ? Tại sao cô có số di động của tôi? bùi giả tĩnh trong lòng lột bộp cảm giác bất an mãnh liệt xâm nhập toàn thân chỉ là một dãy số đối với tôi mà nói là quá dễ dàng đường đường là đại tiểu thư đồng gia nếu một dãy số mà cũng không tra ra được chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng sao tôi nghĩ hiện tại cô nên lo lắng cho a sâm mới đúng anh ấy xảy ra chuyện gì bùi giả tĩnh gấp gáp hô lên nếu như tôi nói thiệu sâm hiện tại đang ngủ bên cạnh tôi cô có tin không đồng thải điệp nửa thật nửa giả nói không tôi không tin bùi dạ tĩnh nhất thời mất khống chế giống to lên không tin đến nhà tôi ngay đi tài xế nhà cô sẽ biết rõ địa chỉ nói xong cô ta liền lưu loát cốp máy khuôn mặt bùi dạ tĩnh trắng bạch vội vàng tìm huệ tử phân phó cô chuẩn bị xe cô một mặt không tin thiệu xâm phản bội mình một mặt vừa sợ đồng thầy điệp đang nói sự thật nội tâm rối rắm cơ hồ khiến cô gục ngã dọc theo đường đi tay cô vẫn thủy chung nắm chặt thành quyền chưa từng buông ra Đồng gia giống như đã biết trước cô sẽ tới, một đường thông suốt dẫn cô đến phòng ngủ của đồng thài điệp. Bùi dạ tĩnh dừng lại trước cửa phòng, thật lâu không gõ cửa, cũng không dám mở cửa, để xem bên trong là sự thật gì. Đang lúc cô đang do dự, liền nghe được bên trong truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn. Đồng thài điệp, cô đang làm gì? Thiệu Trâm vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang ở trên giường của đồng thài điệp, biết mình đã bị tính kế. Ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của Đường Lăng, nói đồng lão gia có chuyện khẩn cấp muốn gặp anh, ngại vì đối phương là trường bối, lại là cha của bà ngữ, anh không thể không đi ngay. Thật không ngờ, sau khi cùng đồng lão gia ăn bữa tối, anh liền mất đi tri giác. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thì ra toàn bộ người của đồng gia liên hiệp thiết kế anh, thậm chí ngay cả người đã nhìn anh lớn lên, đồng lão gia cũng tham gia. Chợt cửa bị mở ra, Thiệu Trâm đang mặc quần áo, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vợ mình với vẻ mặt khó tin, đang đứng trước cửa. Tịnh nhi, lòng Thiệu Trâm chợt lạnh, dù có trăm miệng cũng không thể tự bảo chữa cho mình em hãy nghe anh nói. Gương mặt tuyết trắng tái nhợt đầy tuyệt vọng, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở ra. Thiệu Trâm, tôi muốn ly hôn. Dứt lời, cô không bao giờ muốn lưu lại nơi khiến mình đau lòng nữa, chạy vội ra ngoài. Thiệu Trâm không để ý quần áo xóc xách, vội vàng đuổi theo, đem cô ôm thật chặt trong ngực. Không, tự nhi, em hãy nghe anh nói, đây đều là hiểu lầm, là đồng thời điệp tình kế anh. Anh vội vàng muốn giải thích, nhưng bùi dạ tĩnh căn bản cái gì cũng không nghe lò tay, liều chết dãi rụa. Cuối cùng, anh không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô ngồi vào xe nhà rời đi đồng thải điệp đi theo phía sau bọn họ trong mắt lóe lên hận ý xem vào đó là từng tia khoái cảm trả thù vừa về đến nhà thiệu trâm liền đem cô và mình nhốt vào trong phòng không cho phép ai đến gần tịnh nhi việc này là do đồng thải điệp thiết kế chẳng lẽ em không tin anh sao thiệu trâm gấp gáp giải thích với cô lương tiếng nói anh sẽ không bao giờ làm chuyện này Bùi dạ tĩnh không phân biệt được anh đang nói thật hay giả đúng vậy Hôm qua chỉ mới nói lời thề son sắt, không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Nhưng chỉ mới một ngày, anh đã cùng đồng thầy điệp nằm chung một giường. Cô mỉm cười lộ ra vẻ mặt thê lương. Tại sao lời hứa của anh lại ngắn ngủ như thế? Tị Nhi, tất cả đều là giả. Ngày hôm qua đồng lão gia tìm anh, nói có chuyện gấp cần gặp. Nhưng anh không ngờ khi mới cơm nước xong, anh liền mất cảm giác. Thiệu Sâm cảm thấy lo sợ vì trong mắt cô giờ đây chỉ có tuyệt vọng bao trùm làm anh kinh hãi. Đây chỉ là một cái bẫy, em hãy tin tưởng anh tôi không biết ngay cả chồng bối cũng muốn hãm hại anh có thể thấy được anh đắt giá cỡ nào làm sao tôi có thể tranh giành chứ sự tin tưởng của bùi dạ tĩnh lần nữa lại bị đả kích cô hồ sắp đến giới hạn sụp đổ tôi mệt mỏi rồi tịnh nhi chẳng lẽ sự tin tưởng giữa chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi sao thiệu sâm lo lắng nói đúng vậy sự tín nhiệm giữa chúng ta chỉ có bấy nhiêu anh từng nói sẽ cách xa đồng thời điệp nhưng tại sao lại xuất hiện tại nhà cô ta chứ cô đau đớn nhìn anh nếu như không phải anh cho cô ta cơ hội thì cô ta có tính kế anh thế nào được? Còn việc này chẳng qua là do anh đang tìm cách mà ngụy biện. Đây là sơ sót của anh. Cô ta nhờ cha hẹn anh gặp mặt, khiến anh khó lòng mà từ chối, để cô ta có cơ hội mà răng bẫy. Thiệu Trâm nắm chắc hai đầu vai của cô. Anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em, xin hãy tin anh. Tôi không biết, không muốn nghe. Nước mắt bùi dạ tĩnh tuôn ra như mưa. Anh căn bản không biết, anh đối với tôi mà nói tựa như mây trên trời, chúng ta kém nhau quá xa, Tôi đã cố gắng trở thành một người vợ tốt, quản lý tốt mọi việc trong nhà. Nhưng Đồng Thải Điệp hiện ra như một cái gương để tôi một lần nữa nhìn thấy rõ sự chênh lệch này. Tôi đã không ngừng tự nói với chính mình, tôi là vợ của anh, tôi phải cố gắng làm tốt mọi việc, không làm cho anh mất thể diện. Tôi biết rõ Đồng Thải Điệp cùng với anh từng có mối quan hệ không tầm thường, nhưng mà tôi luôn nhắc nhở mình rằng đó là chuyện đã qua, bây giờ anh đã yêu tôi, nhưng chính anh đã đem lòng tin đối với mình từng chút từng chút phá hủy tôi không biết rốt cuộc có thể còn tin tưởng anh hay không tịnh nhi không nên như vậy trong mắt cô lộ ra vẻ tuyệt vọng khiến anh lo sợ anh đi ra ngoài đi tôi tạm thời không muốn gặp anh bùi dạ tĩnh lạnh lùng nói tịnh nhi anh thật sự không làm gì anh sẽ gọi đồng thải điệp đến để giải thích rõ có được không thiệu dâm tay chân luống cuống anh hiện tại chỉ muốn đem đồng thải điệp chặt thành trăm mảnh không cần cô quả quyết cự tuyệt cô sẽ không để cho đồng thải điệp có cơ hội vũ nhục mình lần nữa giống to anh đi ra ngoài. Thiệu Sâm sợ cô sẽ làm ra chuyện kịch liệt, anh không thể làm gì khác hơn là phải bắt đắc dĩ ra ngoài. Đáng chết, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy chứ? Bùi Gia Tĩnh không biết mình đã làm thế nào để trải qua được một ngày này. Cô giống như đang vùi thân mình trong đống tuyết lạnh lẽo, không cảm thấy chút ấm áp. Vậy mà đồng thời điệp giống như ma quỷ bám giết không thôi, càng muốn tránh xa, lại càng tìm tới cửa. chùa điện thoại di động không kiên nhẫn vang lên, Bùi Dạ Tĩnh nhìn chăm chú vào nó hồi lâu mới bắt máy. Cô rốt cuộc còn muốn thế nào? Bùi dạ tĩnh cảm thấy mệt mỏi không dứt. Tình huống hiện tại không phải rất tốt à? Biết rõ mà vẫn hỏi, đồng thời điệp Hà Hê nói. Mặc dù đối với cô có chút ái náy, nhưng mà tôi vẫn có một chút đồ tốt, muốn tặng cho cô xem một chút, hy vọng cô sẽ thích. Không lâu sau khi cuộc điện thoại chấm dứt, liền vang lên tiếng tít tít của tin nhắn. Bùi dạ tĩnh mở ra xem, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh khiến cô tan nát cõi lòng. Cô không nhịn được kêu rên, nước mắt rơi như mưa. Thiệu Trâm vừa nghe tiếng gà của cô, lập tức từ ngoài cửa vọt vào. Tịnh Nhi, chưa bao giờ anh nhìn thấy bộ dáng đau khổ này của cô, hoàn toàn dọa đến anh. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, cầm lên vừa nhìn, sắc mặt chợt biến. Anh sửng sốt đứng tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Những tấm hình này anh cũng không có biện pháp giải thích, bởi vì người trong ảnh đúng là anh. Cho dù anh nói mình bị tính kế, Tịnh Nhi cũng sẽ không tin. Tịnh Nhi, chúng ta ly hôn đi, tôi mệt mỏi rồi, thực sự mệt mỏi. Bùi dạ tĩnh lệ rơi đầy mặt, ánh mắt vô hồn thì rào nói. Tôi không chịu nổi nữa. Thiệu Sâm biết mình sắp mất đi cô. Không, không được, tĩnh nhi, anh không muốn ly hôn. Bùi dạ tĩnh không để ý đến anh, ngã ngồi trên giường, yên lặng rơi lệ. Ngày kế tiếp, bùi dạ tĩnh trừ chăm sóc con ra, đối với người nào đều là bộ dáng không quan tâm, sắc mặt ngày càng tái nhợt, vẻ mặt cũng tiểu tụy. Trong mắt Thiệu Sâm nhìn thấy, lòng gấp gáp, trên mặt bùi dạ tĩnh không có một nụ cười, đối với anh như người xa lạ. Rốt cuộc, anh cũng nhịn không nổi nữa. Tịnh Nhi, mọi chuyện anh đều đã giải thích rồi, đó là cái bẫy đồng thời điệp thiết kế, muốn ly gián tình cảm vợ chồng chúng ta, tại sao em lại không tin anh? Thiệu Sâm không nhịn được lớn tiếng nói với cô. Bùi Dạ Thính trầm mặc như trước, không đáp lời, đi thẳng trở về gian phòng. Thiệu Sâm chán ghét thái độ trầm mặc của cô, kéo lấy cánh tay cô nói, "Trả lời anh, đáng chết, vô luận em nói cái gì đều được, nói với anh một câu." Bùi Dạ Thính chậm rãi xoay người lại, hé môi nói, "Tôi muốn ly hôn." Trừ câu này, em cũng không có câu nào khác sao? Mặt thiệu sâm nhất thời xanh mét, không nghĩ đến lúc cô cố chấp lại làm người khác tức giận như vậy. Bùi dạ tĩnh lấy ánh mắt đau thương nhìn anh, khiến lòng thiệu sâm như bị ai ngắt một cái. Tịnh nhi, anh thừa nhận lần này là lỗi của anh, là anh đã để cho đồng thái điệp có cơ hội tạo ra mọi chuyện. Nhưng là anh yêu em, không cần chỉ vì chuyện này mà bao bỏ tất cả, được không? Thiệu sâm dỡ xuống kiêu ngạo, khẩn cầu cô. Thiệu sâm, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh hãy nói thật cho tôi biết, anh còn yêu Đông Thải Điệp không? Bùi dạ tĩnh mặt không thay đổi, đưa mắt nhìn anh. Không có. Thiệu Sâm không chút do dự trả lời. Anh không yêu, nhưng lại cùng cô ta lên giường sao? Trong lòng bùi dạ tĩnh tùy chung cho rằng, khi có tình yêu, hai người mới cùng giường chung gối. Anh chưa từng cùng cô ta chung giường. Thiệu Sâm vội vàng phủ nhận. Không, anh có. Lần nữa, khuôn mặt hài hê của đồng thải điệp hiện lên trước mắt cô. Rất lâu trước kia đã có. Thiệu Sâm sững sờ hồi lâu mới mở miệng. Đây đã là chuyện cũ. Anh không biết vì sao Bùi Dạ Tĩnh lại đem chuyện trước kia ra. Nhưng lại là chuyện để đồng tài điệp khoe khoang, thậm chí còn vũ nhục tôi, lấy làm lợi thế. Bùi Dạ Tĩnh không kiềm chế nổi cảm xúc, mất khống chế hướng đến anh hô lớn. Tôi không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. Bùi Dạ Tĩnh ngồi trầm hồn trên mặt đất che mặt khóc, nội tâm cảm thấy rất khổ sở. Thiệu Sâm đứng sững sờ tại chỗ, nhìn vợ khóc thầm, thật lâu không thể nói ra được câu gì. Nếu như ly hôn, em sẽ không nuôi dưỡng được con. Em vẫn muốn ly hôn sao? Thiệu Trâm hy vọng có thể dùng con giữ cô lại. Cô nhất định không thể bỏ con trai. Bùi dạ tĩnh ngẩng đầu nhìn Thiệu Trâm, trong mắt là sự bi thương vô tận. Tôi muốn ly hôn. Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim anh, tim như muốn vỡ nát. Coi như về sau em không được gặp con, như vậy em vẫn muốn sao? Thiệu Trâm cắn chặt răng, hung ác nói. Cô cắn chặt môi dưới, tia máu rỉ ra chậm rãi gật đầu thiệu sâm tuyệt vọng anh biết cho dù có nói gì chăng nữa cũng không vãn hồi được được anh đồng ý với em anh dục lực mà nắm chặt quả đấm từ nay về sau em sẽ không bao giờ được phép gặp con mau phản bác đi tĩnh nhi thiệu sâm không ngừng cầu nguyện trong lòng hy vọng cô sẽ lên tiếng bác bỏ anh đáng tiếc lại làm anh thất vọng được cô nén lệ gật đầu cô giấu đi tất cả khổ sở trong lòng nếu anh không đồng ý em sẽ không gặp con Bùi Dạ Tĩnh biết, cho dù cô có mang con đi, cũng không thể cho nó lớn lên trong hoàn cảnh tốt, chỉ có đi theo Thiệu Trâm, thằng bé mới nhận được mọi thứ tốt nhất. Cô không thể ích kỷ mà tước đoạt hoàn cảnh sống tốt của con, quyết định này chắc chắn là tốt nhất. Con trai của tôi, sau này cùng cô sẽ không còn quan hệ gì." Anh lạnh lùng nói, không thèm quay đầu đá cánh cửa đi ra ngoài. Bùi Dạ Tĩnh ngã trên mặt đất, khóc thất thanh tan nát cõi lòng. Tiếng chuông chói tay đem Bùi Dạ Tĩnh từ trong hồi ức tỉnh lại cô nghiêng người, đưa tay vào túi sách đèn chiếc điện thoại đang ra vang không ngừng ra. Tô Hà, có chuyện gì vậy? Mới tách ra không bao lâu mà điện thoại đã không ngừng gọi tới. Dạ tĩnh, cậu thật không muốn xem mắt sao? Mới vừa rồi từ chỗ bạn trai mình phát hiện được một người thật tốt. Mình... Tô Hà đang muốn thao thao bắt tuyệt nhưng liền bị bùi dạ tĩnh cắt đứt. Không cần. Cô thở dài thật sâu. Thật sự không cần tìm nữa, mình không muốn đi xem mắt. Bùi dạ tĩnh nâng trán hướng lên trần nhà trợi mắt nhìn. Nhưng mà... Tô Hà còn muốn thuyết phục cô. Tô Hà, nghiêm túc mà nói, mình đã từng có một đoạn hôn nhân, hơn nữa còn có một đứa con trai. Bây giờ mình chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không muốn để ý đến chuyện tình cảm nữa. Nói xong, không cho Tô Hà có cơ hội đáp lời, cô liền ngắt điện thoại. Ánh mặt trời soi sáng trước cổng nhà trẻ, đứng bên trong có vài cô giáo, họ đang bận đưa từng đứa trẻ giao cho vụ huynh. Trong đó, có một cô giáo mặc váy dài đứng bên trái cổng, thu hút sự chú ý của người khác nhất tóc dài tùy ý xõa trên vai, trên mặt thủy chung luôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt nhìn bọn nhỏ cũng vô cùng dịu dàng. Cô giáo bơi hẹn gặp lại. Các bạn nhỏ nối đuôi đi ra, vẫy tay tạm biệt cô. Hẹn gặp lại. Cô mỉm cười nói với từng đứa bé, giọng nói êm ái như gió xuân, ấm áp phảng phát qua nội tâm non nớt của bọn nhỏ. Sau khi tiện đứa bé cuối cùng, bùi dạ tĩnh cùng các đồng nghiệp trở lại phòng học chuẩn bị dọn dẹp tàn cuộc mà bọn nhỏ chơi đùa. bùi dạ tĩnh sau khi tiến vào phòng học xoay người nói với hai cô giáo trẻ hai người về trước đi, không phải hôm nay các cô đã có hẹn sao? chị Dạ Tĩnh, trên mặt hai người đều lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại chuyển thành khó xử. nhưng phòng học lớn như vậy, chỉ có một người, không sao, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, hai người không đi, bạn trai sẽ tức giận đấy. Bùi Dạ Tĩnh cười nhìn các cô, đi nhanh đi. hai người nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, sau đó vui mừng toét miệng cười nói, cảm ơn chị Dạ Tĩnh. sau đó quay về phòng làm việc lấy túi sách, liền như một làn khói biến mất bùi dạ tĩnh đứng trước cửa nhìn bóng lưng bọn họ đã đi xa mỉm cười quả nhiên là những cô gái trẻ tuổi cô chậm rãi thu hồi tầm mắt bắt đầu dọn dẹp những món đồ chơi rơi vãi đầy đất cùng một số đồ vật cô cẩn thận lao qua một lần sau đó đem từng món đặt trở lại vị trí cũ sau một tiếng đồng hồ cô cuối cùng cũng đem mọi thứ dọn dẹp xong nhìn chằm chằm những dãy đồ chơi đã được sắp xếp tỉnh tề lòng bùi dạ tĩnh khẽ thắt lại cục cưng của cô chắc cũng lớn bằng những đứa trẻ kia nó có thể hay không cũng đem đồ chơi vứt lung tung như vậy cô thực sự rất muốn gặp cục cưng. Cô không phải là người mẹ tốt, không thể làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ. Khóe mắt dần trở nên ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào những món đồ chơi trên tay cô. Cứ nghĩ rằng vết thương đã sớm khép lại, thật ra nó chỉ bị thời gian che lấp đi, nhưng ở nơi nào đó vẫn còn cảm giác đau đớn mờ ảo. Hồi lâu, cô lau nước mắt lắc đầu. Ngay lúc này, Tô Hà đi vào phòng học khỏi. Dạ tĩnh, chuyện ngày hôm qua cậu nói là... Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, vị Hy xin gửi tới các bạn truyện Đem con theo đuổi mẹ, tác giả Lương Hải Yến. Yến nhớ lại ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Bùi Dạ Tĩnh vừa đi ra khỏi nhà liền nghe được trong túi truyền tới tiếng chuông điện thoại di động. Cô không cần nghĩ cũng biết người gọi tới chính là người bạn tốt kiêm đồng nghiệp của mình, Tô Hà. Tô Hà, mình không đi có được không? Mấy ngày nay, thật sự là bùi dạ tĩnh bị Tô Hà cố ý hoặc vô ý dọa cho sợ, cũng không biết có phải là Tô Hà đang bị cuốn vào một tình yêu nồng nhiệt hay không. Cho nên, không quen nhìn bùi dạ tĩnh, người phụ nữ độc thân lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô. Không được! Tô Hà không hề suy nghĩ, liền lập tức cự tuyệt. Mình đã gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu rồi, lập tức đến ngay đi. Trời ạ, à, cứ tiếp tục như vậy nữa, bùi dạ tĩnh sẽ cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi. Bùi dạ tĩnh nhìn điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, bó tay mà thở dài một hơi, thật không còn cách nào. Gần một tiếng sau, bùi dạ tĩnh rốt cuộc cũng tìm được một quán cà phê theo lời Tô Hà. Cô vừa đi vào, liền nhìn thấy một cô gái đang vẫy tay về phía mình. Dạ tĩnh, mình ở đây. TV trong quán cà phê đang phát ra một khúc piano tao nhã, thì đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn quá mức của người phụ nữ, không khỏi khiến mọi người nhao nhao quay đầu nhìn với ánh mắt khinh bỉ bùi dạ tĩnh lúng túng cúi đầu từ từ di chuyển đến chỗ ngồi của bạn tốt tô hà cậu không cần lớn tiếng như vậy chứ trời ạ à, thật là mất mặt muốn chết mình sợ cậu không nhìn thấy cho nên mới lớn tiếng kêu cậu mà tô hà lại cho đó là chuyện đương nhiên bắt lấy tay của cô kéo cô ngồi xuống tô hà cậu đừng kéo mình như vậy bị cô đột nhiên lôi kéo bùi dạ tĩnh cảm thấy tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn cô làm cho cô hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui vào nếu không làm như vậy mình chắc chắn cậu sẽ bỏ chạy Cô hiểu rõ bạn tốt của mình ra mặt mỏng, Tô Hà không dùng chiêu này thì Bùi Dạ Tĩnh làm sao có thể ngoan ngoãn đến gặp mình. Cậu không thể làm gì khác, Bùi Dạ Tĩnh chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu mà ngồi xuống, nhưng cô lại không để ý đối tượng hẹn hò. Giới thiệu với cậu, người này là Tô tiên sinh, anh ấy là một bác sĩ. Lần này Tô Hà lại có một sở thích mới là giúp người ta làm mai mối. Tô Hà hướng tới người đàn ông kia giới thiệu. Tô tiên sinh, đây chính là bạn đồng nghiệp, cũng chính là chị em tốt của tôi, Bùi Dạ Tĩnh xin chào bùi tiểu thư người đàn ông lịch sự nhìn cô chào hỏi tôi tiên sinh xin chào thật xin lỗi đã để cho anh uống có một chuyến trước mắt tôi không có dự định tìm bạn trai hoặc là kết hôn nói xong bùi dạ tĩnh đứng lên cúi chào anh ta một cái xin lỗi tôi xin phép trước sau đó cô cầm lên túi sách đi ra cửa tô à vừa nhìn thấy liền nóng này vội vàng nói xin lỗi với người đối diện sau đó đuổi theo ngay sau cô chạy ra khỏi quán bùi dạ tĩnh cậu đứng lại đó cho mình Tô Hà thực sự tức giận, cô ở phía sau gào to. Bùi dạ Tĩnh dường bước lại, đợi cô đuổi theo. Tô Hà, mình cảm thấy như mình bây giờ cũng rất tốt, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Không nghĩ đến chuyện tình cảm? Vậy cậu nghĩ đến chuyện gì chứ? Cậu đã sắp 30 tuổi rồi, mà còn không rốt ruột sao? Cô vốn là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Tô Hà, tình cảm cũng quá rõ ràng. Quen biết nhau 5 năm, không thấy cô giao thiệp với một người bạn trai nào. Thậm chí, đi ra ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp nam còn ít hơn. Trời ạ! cô cảm thấy không lẽ mình lại gặp phải một người thanh tâm quả dục, tiền nữ không chạm đến nhân gian khói lửa sao? Trước kia cũng không thấy cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của mình như vậy, yêu đương với Chu Vĩnh mới có mấy tháng mà đã thay đổi rồi sao? Bùi giả tĩnh cười trêu nói, mới mấy tháng mà cậu cho là mình đã có thể làm chuyên gia tình cảm được rồi sao? Dù sao cũng hơn cậu, một mối tình cũng không có. Tô Hà hầm hừ nói, đây gọi là có phúc cùng hưởng, muốn chia sẻ tình yêu ngọt ngào cho cậu, muốn cho cậu nếm thử một chút tư vị tuyệt vời của tình yêu sao cậu lại biết mình chưa yêu ai bao giờ chứ? Trong mắt bùi dạ tĩnh vụt qua cảm xúc khác thường, nhưng rất nhanh lại bị cô giấu đi. Cái thứ ngào ngào ấy cứ để lại cho cậu, hưởng thụ một mình đi, mình không có phúc phận để hưởng. Cậu có từng yêu chưa? Phụ nữ từng yêu rồi, thì lòng không thể lặng như nước giống như cậu được. Tô Hà tức giận trợn mắt nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Cậu làm cho mình tức chết rồi, chẳng lẽ cậu muốn sống cô độc cả đời sao? Chuyện tình cảm tốt nhất là để thuận theo tự nhiên đi. Bùi dạ tĩnh qua loa nói, cậu không cần phải lo lắng cho mình, mà hãy lo chuyên tâm yêu đương với anh Chu đẹp trai, đừng phí sức trong năm chuyện của mình. Được rồi, được rồi, chuyện trọng đại của cậu mình không quản nữa. Tô Hà cảm thấy mình đã bị cô đánh bại, giới thiệu cho cô 10 lần cũng không có lần nào thành công. Dù sao người mà mình có thể giới thiệu đều đã giới thiệu cho cậu rồi. Cảm ơn cậu, Tô Hà, mình biết cậu là người tốt nhất. Bùi dạ tịnh ôm cô hưng phấn kêu lên. Xin cậu, cậu muốn cả đời làm bà cô già như vậy mà vẫn vui mừng thế sao? Tô Hà nhìn cô lắc đầu, Nói tóm lại, mình không có hứng thú với những bữa gặp mặt như thế này. Cậu biết không, để nuốt xuống được thì mình khổ sở biết bao nhiêu. Bùi dạ tĩnh vỗ trán than vãn. Cảm ơn cậu đã giải thoát mình từ trong địa ngục đi ra. Không cần khoa trương thế chứ. Mí mắt tôi hà khẽ nhíu lại. Thôi, không nói những điều này nữa, mình mời cậu ăn cơm. Dứt lời, bùi dạ tĩnh lôi kéo cô đi ra từ trong đám người. Tô Hà tạm tha cho cô, không truy cứu nữa. Đi thôi. Bóng dáng của hai người càng lúc càng xa, cuối cùng mất hút trong biển người. Buổi tối, một mình bùi dạ tĩnh trở lại phòng nhỏ trọ của chính mình. Một ngày ngụy trang mới dỡ xuống, suy nghĩ không khỏi bay tới câu hỏi trước đó của Tô Hà. Người phụ nữ từng yêu rồi thì lòng không thể lặng giống như cậu được. Lòng cô thực sự có thể lặng như nước sao? Chỉ sợ là không có khả năng thôi. Ít ra, trong lòng cô vẫn còn có bóng dáng của người cũ, có chút áy náy, muốn gặp nhất. Ngã xuống giường, những hình ảnh kia hiện về lại giống như một thước phim tua chậm, từng màn hiện lên trước mặt, phảng phất cứ như là chuyện mới hôm qua. Cô ra ngoài. Nếu cô muốn gả cho người đàn ông kia thì không cần quay trở lại bùi ra. Cha bùi đem bùi dạ tĩnh đang quỳ dưới đất lôi ra cửa chỉ vào người đàn ông anh tuấn giống lớn. Cô cùng hắn đi đi, bùi ra chúng ta không có đứa con bất hiếu như cô. Tĩnh nhi. Thiệu sâm tiến lên đem vợ mới cưới kéo dậy, thấy đầu gối của cô sưng đỏ, đau lòng không dứt, quay đầu nói với cha bùi. Cha vợ, chúng con kết hồn không thông báo với người một tiếng, đây là lỗi của con, xin người không cần trách cứ tĩnh nhi. Ai là cha vợ của anh, tôi không nhận nổi. Cha bùi bởi vì tức giận, sắc mặt trở nên sưng huyết đỏ bừng, "Đi, lập tức cuốn ra khỏi nhà tôi." "Cha, con xin lỗi, xin cha hãy tha thứ cho con." Bùi Dạ Tĩnh lặng lẽ chảy nước mắt, cầu xin cha tha thứ. "Muốn tôi tha thứ cho cô thì lập tức cùng tên tiểu tử này ly hôn, về nhà." Cha bùi không thể chấp nhận đứa con gái mình thương yêu, lại ngay lúc đang du học ở Nhật Bản lại có thể tùy tiện đăng ký kết hôn cùng người khác. Từ nhỏ, cô là một bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay. Vì tương lai của cô, bọn họ tuy là gia đình bình thường nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền đưa cô đi du học. Nhưng nay, việc học của Bùi Dạ Tĩnh còn chưa thành, đã qua loa mà kết hôn, điều này không làm cho ông lo lắng sao? Ông à, có gì từ từ nói, không nên như vậy. Mẹ Bùi giữ chặt chồng đang phẫn nộ, lên tiếng giúp đỡ khuyên can. Còn có cái gì có thể nói? Phẫn nộ của cha Bùi không hề thuyên giảm. Cũng đã kết hôn rồi, trong bụng thậm chí còn có cả đứa trẻ. Cha, chúng con là thật lòng yêu nhau, cha hãy tác thành cho chúng con đi. Bùi dạ tĩnh nghẹn ngào cầu khẩn cha. Được, tôi có thể tác thành cho các người, trừ phi cô không phải là con gái của tôi. Cha bùi lạnh lùng nói. Tôi nếm trải đau khổ cay đắng để kiếm tiền cho cô ra nước ngoài học, không phải kiếm tiền để cô đi yêu đương rồi tự mình kết hôn. Tôi hy vọng con của mình có thể thành đạt, làm rạng rỡ tổ tông của bùi gia chúng ta. Hôm nay, cô lại làm cho hàng xóm xung quanh cười nhạo không có học hành. Ngược lại, còn làm lớn bụng, mang theo người đàn ông trở về. Cha bùi nói xong lời cuối cùng, giận đến mức nói không nên lời. Cha vợ, Chúng con thật sự yêu nhau, việc này không có lỗi. Thiệu Sâm không chịu nổi người khác chỉ trích tình yêu của bọn họ, phản bác lại lời nói của cha Bùi. Chẳng lẽ Tịnh Nhi chỉ là công cụ để người khoe khoang, không phải là con gái của người sao? Cô ấy có hạnh phúc hay không, vui vẻ hay không, người đều không để ý đến sao? Tên khốn kìa, người có tư cách gì nói ta? Cha Bùi tức giận quát. Sâm, đừng nói nữa. Bùi dạ tĩnh không muốn chọc cha mình tức giận, ai ngờ Thiệu Sâm lại thêm dầu vào lửa, Cha vợ, rất xin lỗi, không phải là con muốn chống đối người, chỉ hy vọng là người có thể tiếp nhận con. Con sẽ yêu thương Tĩnh Nhi cả đời này, xin người hãy chấp nhận. Thiệu trâm cầu xin cha Bùi. Nếu như anh mà yêu nó, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới tiền đồ của nó. Chúng tôi thật vất vả đưa nó ra nước ngoài du học, nhưng bây giờ vì anh mà phải tạm nghỉ học, còn kết hôn. Cha Bùi càng nói càng tức, người đàn ông này đã hại con gái của ông. Hôm nay anh còn có mặt mũi muốn tôi tha thứ cho anh à? Nằm mơ đi. Cha, chờ con sinh xong đứa bé, con sẽ tiếp tục hoàn thành việc học. Bùi dạ tĩnh sốt ruột giải thích. Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha, sẽ cố gắng để trở thành niềm kiêu hãnh của người. Cha bùi trong nháy mắt lộ ra một chút thương yêu, xoay mặt đi không nhìn cô, vô cùng tàn nhẫn nói. Hôm nay, nếu cô không cắt đứt qua lại cùng người đàn ông này, thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cho con. Tự cô lựa chọn đi. Ông! Mẹ bùi đứng ở một bên kêu lên, không dám tin nhìn chồng. Cha, tại sao nhất định người phải bắt con chọn lựa chứ? Bùi giả tĩnh nước mắt tuôn trào, đau lòng không thôi. Tị nhi, Thiệu Trâm đau lòng đỡ vai bùi dạ tĩnh an ủi cô. Ngoan, đừng khóc. Cha, thật xin lỗi. Bùi dạ tĩnh đẩy Thiệu Trâm ra, chậm rãi hướng về phía cha mà quỳ xuống, dùng lực cúi đầu một cái. Con gái cảm ơn cha những năm qua đã có công nuôi dạy dưỡng dục con. Là con gái bất hiếu, đã phụ sự kỳ vọng của người. Nhưng con yêu Thiệu Trâm, nếu không có anh ấy, con sẽ tiếc nuối cả đời. Cho nên xin người hãy tha thứ cho con. Sau đó, cô lại chuyển hướng về phía mẹ Bùi. Mẹ, con xin lỗi. Sau khi cúi đầu với mẹ, cô liền đứng lên, cầm tay Thiệu Sâm cùng nhìn nhau. Được, coi như tôi chưa từng có đứa con gái này, cút đi cho tôi. Nói xong, cha bùi kéo vợ vào nhà, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, đóng cửa lại. Bùi dạ tĩnh nhào vào trong lòng Thiệu Sâm khóc lớn. Thiệu Sâm ôm cô, lặng lẽ đứng trước cửa lớn đang đóng chặt, chờ đợi hồi lâu. Tokyo, Nhật Bản Thiệu gia khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng, Tối hôm qua, rốt cuộc tiểu thiếu gia của bọn họ được bình an sinh ra, bọn họ có thể không vui mừng sao? Tịnh Nhi đã cực khổ cho em rồi. Thiệu Sâm đứng bên giường khẽ cười nói với Bùi Dạ Tĩnh. Con của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, tương lai nhất định là một người tài giỏi. Bùi Dạ Tĩnh nắm tay chồng, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Em muốn nhìn con một chút. Vợ à, em vừa mới sinh con xong, đợi một lát nữa anh sẽ ôm con tới gặp em, được không? Thiệu Sâm dịu dàng trấn an vợ mình. Ngoan, em trước hết hãy nghỉ ngơi thật tốt mệt mỏi cả đêm rồi. Ơ! Ừ. Cô gật đầu thuận theo chồng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiệu Trâm đứng dậy ngồi bên giường, cứ như vậy mà lặng lặng nhìn vợ mình. Thời gian qua, bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Vì anh, cô đã phải chịu rất nhiều át ức, bị cha mình kiên quyết xua đuổi, cũng không thể hoàn thành việc học. Tất cả đều khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Tịnh nhi, cảm ơn em. Anh cúi đầu khẽ hôn lên mi mắt đã khép lại của cô. Từ nay về sau, thế giới của anh sẽ hoàn chỉnh. Mẹ con bọn họ chính là tất cả của anh. Anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, che chở bọn họ, không để bọn họ phải chịu một chút tổn thương nào. Những ngày kế tiếp, Bùi Dạ Tĩnh cũng giống như những người phụ nữ được làm mẹ lần đầu, không ngừng vây quanh con trai của mình, đến nỗi khiến cho cái người thân là chồng, Thiệu Sâm cũng không nhịn được ăn dấm của con trai. Vợ à, đã khuya lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Thật vất vả mới dụ dỗ con trai ngủ, cô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, Ai ngờ người phụ nữ này lại vẫn đang nhìn về phía đứa trẻ sơ sinh. Thiệu Sâm không nhịn được, rút đi quyển sách trên tay của cô, "Không cho xem nữa, ngủ thôi." "Chỉ là một chút nữa là xem xong rồi." Bùi Dạ Tĩnh lo lắng muốn đoạt lại, đáng tiếc tay lại không đủ dài. "Tị Nhi, mấy ngày này em đều chỉ quan tâm đến con, còn anh thì sao?" Thiệu Sâm bày ra một vẻ mặt buồn bã đáng thương, "Em là của anh. Anh lại ở đây ăn dầm với con trai sao?" Lúc này, Bùi Dạ Tĩnh mới chuyển hướng tầm mắt đến chồng mình cười nói, nó là con trai của anh. Con trai cũng không được. Anh tức giận bá đạo nói. Từ khi cô mang thai đến giờ, đã hơn nửa năm, anh không được chạm qua cô. Đến nay, con cũng đã hơn ba tháng. Điều này làm cho anh cảm thấy bất mãn nghiêm trọng. Hôm nay, bất luận thế nào, anh đều phải nhắc lại sức mạnh của chồng, để cho cô biết người nào mới là người cô nên quan tâm. Bùi dạ tĩnh không thể làm gì, buồn cười nhìn chồng bày ra bộ mặt nghiêm túc, nói không ra lời. Không cho phép xem nữa. Nói xong, anh ném sách lên ghế sofa bên cạnh, đưa tay kéo cô vào lòng. Em tối nay là của anh, đời đời kiếp kiếp đều là của anh. Anh tuyên bố bá đạo giống như là đóng dấu, mỗi cây mỗi chữ đều khác trong đầu cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy trong cuộc đời mình sẽ không còn có thể có một người đàn ông nào giống như anh có thể bước vào lòng cô. Cô bị lời nói của anh làm cho kinh ngãi, một cỗ trong ngực bắt đầu khởi động kêu gào, dường như bắt đầu từ chỗ yếu nhất, nhiệt huyết sôi trào. Thiệu Sâm vội vàng ôm ngang người cô, đi về phòng ngủ kích tình đi qua, Triệu Sâm ôm thân hình trần trụi, tựa vào trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve đầu vai mượt mà của cô. Tịnh Nhi, em có hối hận gả cho anh không? Anh cúi đầu đưa mắt nhìn vợ. Không chỉ không thể hoàn thành việc học, hơn nữa, cả ngày còn phải quay quay đứa bé. Em có hối hận không? Bùi dạ tĩnh, hiện tại có thể nói là nữ chủ nhân tiêu chuẩn trong gia đình. Cuộc sống đều đặt việc nhà lên đầu. Ban đầu cô muốn thực hiện ước mơ, bây giờ đã cách cô rất xa. Đây là cuộc sống mà cô muốn sao? Triệu Sâm trong lòng hoang mang, sợ cô sẽ hối hận, sợ có một ngày cô nhận ra rằng cuộc sống của một thiếu phụ lớn tuổi có chồng không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô nằm gối đầu trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Bùi dạ tĩnh cảm thấy vô cùng an tâm. Không, em chưa từng hối hận, đây là do em lựa chọn. Em nguyện ý vì anh và con, tuyệt không hối hận, là thật. Chưa con lớn lên chút nữa, em hãy trở về trường tiếp tục việc học, đến phiên anh chăm sóc nó. Thiệu Sâm không muốn làm cho cô lưu luyến, em đồng ý không? Sâm, Bùi Dạ Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Công ty không phải rất bận sao? Thiệu Sâm mới nhận được chức tổng giám đốc từ tay cha Thiệu, cần phải thiết lập lại trật tự cũ kỹ của công ty. Khoảng thời gian gần đây anh đang bận chuyện của công ty. Để cho anh không phải lo lắng chuyện trong nhà, cô đã cố gắng xử lý tốt việc nhà, chăm sóc con trai, không để cho anh phân tâm. Nhưng không ngờ vào lúc này anh lại nói ra vấn đề này. Hiện tại công ty cũng không còn bận rộn như trước, anh sẽ dành chút thời gian. Thiệu Sâm nhỏ giọng giải thích. Sau khi anh nhận chức, tại công ty liền có một cuộc điều chỉnh nhân sự lớn, khiến cho trong lòng mọi người hoảng sợ. Mà tác phong của Thiệu Sâm rất mạnh mẽ và quyết đoán, để cho một đám người đứng đầu không làm việc mà nhận lương. Những người cậy quyền cậy thế vào ông cụ bớt phóng túng đi. Công ty không sao chứ? Mặc dù không hỏi tới công việc của anh, nhưng cô cũng hiểu biết một chút. Thiệu Sâm biết cô lo lắng cho công việc của mình, Trần An cô nói. Yên tâm, trải qua thời gian chỉnh đốn, công ty trên căn bản đã đi vào quỹ đạo anh sẽ không phải bận rộn như trước, không cần mỗi ngày phải làm thêm giờ. Như vậy, anh sẽ dành chút thời gian để chăm sóc con, để em có thời gian lên lớp. Nhưng... Bùi dạ tĩnh vẫn cảm thấy không yên lòng. Tĩnh nhi... Thiệu Sâm nâng cái cằm của cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh không muốn em phải hối hận. Anh không muốn dùng hôn nhân và đứa bé trói chặt cô, lý tưởng của cô, việc học của cô cũng nên được thực hiện. Tĩnh nhi, tin tưởng anh, anh có thể làm được. Anh gãi hôn đôi môi của cô, em muốn hoàn thành tốt việc học của em và mọi việc em muốn làm, anh đều ủng hộ. Ừ, em nghe theo anh. Bùi dại tĩnh đưa tay ôm lấy cái cổ của anh, lớn mật hôn lên môi anh. Chờ sau khi bé rứt sữa, em liền trở về trường học. Thiệu Trầm hài lòng cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn vào cánh môi của cô. Chui vào quần lấy cái lưỡi thơm tho, hung hăng hôn đến khi cô hít thở không thông, anh mới chậm rãi buông cô ra. Bùi Dạ Tĩnh khẽ nhếch cánh môi đỏ mọng thở hồn hển, khiến cho Thiệu Xâm vừa nhìn thấy lại lần nữa đem môi mình che phủ cô. "Sâm, anh..." Cảm nhận được dục vọng của anh, sẽ không phải là lại muốn nữa rồi chứ? "Vợ à, thêm một lần nữa." Nói xong, đem lời cô nói nuốt vào miệng mình. Lại lần nữa, Bùi Dạ Tĩnh lâm vào lưới tình của Thiệu Xâm. suy nghĩ của cô sớm đã bị ném lên chín tầng mây. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hơn nửa năm, việc làm mẹ của Bùi Dạ Tĩnh đã dần thành thục, hơn nữa, vì chồng mãnh liệt yêu cầu, cô cũng bắt đầu cho con trai rứt sữa. Nói đến đây, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được bật cười. Cô chưa từng thấy một đấng mày râu nào như Thiệu Sâm lại thích ăn dấm, cho con trai rứt sữa chậm một ngày anh cũng không đồng ý, lại ép buộc con rứt sữa, làm cho mỗi lần con đói bụng lại khóc đến nỗi cô cũng không đành lòng muốn cho nó bú, nhưng đến cuối cùng vẫn bị chồng ngăn lại. Vì vậy, khi bị người cha bà đạo cưỡng chế rứt sữa, tên tiểu tử này cũng đã thành công rứt sữa mẹ, không còn giống như trước kia mà khóc loạn. Thiếu phu nhân, đồng tiểu thư đến thăm, cô có muốn gặp không? Quản gia đi vào bên trong phòng thông báo với bùi dạ tĩnh. Đồng tiểu thư sao? Bùi dạ tĩnh chưa từng nghe qua. Cô ấy là ai? Cô ấy là đại tiểu thư của đồng gia, đồng gia cùng thiệu gia là hai nhà thế sao? Quản gia đem chuyện của đồng gia nói một cách sơ lược với cô. Từ đời trước, hai nhà đã rất thân thiết, đồng tiểu thư cùng thiếu gia lớn lên cùng nhau. Thiếu chút nữa là đồng tiểu thư đã trở thành vị hôn thê của thiếu gia. Cái gì? Bùi dạ tĩnh không nhịn được nhỏ giọng kêu. Bọn họ đã từng yêu nhau sao? Không phải, thiếu phu nhân đừng hiểu lầm. Quản gia chỉ sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích. Đó là ý của cha mẹ hai bên, nhưng đồng tiểu thư cự tuyệt, chuyện đó sao tôi cũng không rõ nữa. Thật sao? Chẳng biết tại sao, bùi dạ tĩnh cảm thấy trong lòng ê e ẩm như gai đâm, rất không thoải mái. Nếu đồng thôi thái dạ cùng thiệu sân là bạn, mời cô ấy ở đại sảnh chưa một chút. Không cần, tự tôi vào. Một thanh âm ngang ngược chen vào, Đồng Thải Diệp mặc một thân chi phong xuyên thấu đỏ rực, trói mắt không thôi. Cô tựa như nữ chủ nhân, ngay ngang đi vào phòng của bùi dạ tĩnh. Đồng Tiểu Thư, sao cô có thể xông vào chứ? Quản gia đối với bộ dạng vô lễ của cô ta cảm thấy rất tức giận. Cô là người làm mà lại dám nói với tôi như vậy à? Đồng Thải Diệp nhíu mày, giận dữ mắng mỏ quản gia Huệ Tử. Đồng Tiểu Thư, Huệ Tử không phải là người làm, xin cô đừng nói như vậy nữa. Bùi dạ tĩnh lên tiếng bênh vực Huệ Tử. Xem ra đúng là chim sẻ bướng thành phượng hoàng không sai, nói chuyện cũng không giống nhau đồng thải điệp trà phúng nói quan sát cô cô chính là người phụ nữ mà triệu sâm nhất quyết phải cưới sao đúng vậy đồng tiểu thư tôi tên là bùi dạ tĩnh bùi dạ tĩnh không kiêu ngạo không xiểm nịnh hướng cô ta gật đầu một cái không biết hôm nay cô tới có chuyện gì không đồng thải điệp chậm rãi dạo quanh căn phòng một vòng căn phòng này vẫn như trước không hề thay đổi cô không hiểu tại sao đồng thải điệp lại nói một câu như vậy bùi dạ tĩnh không khỏi cau mày nhìn đồng thải điệp tới lâu vậy cũng không có một ly trà, cô đại khách như vậy sao? đồng thải điệp khinh miệt liếc cô, bùi dạ tĩnh nghiêng đầu phân phó huệ tử pha một ly trà cho đồng tiểu thư. huệ tử che giấu bất mãn với đồng thải điệp lễ phép cuối người sau đó ra khỏi phòng. đồng tiểu thư mời cô ngồi. căn phòng này là phòng của cô cùng bé bình thường hay nghỉ ngơi chơi đùa, tương đối tư mật, thường sẽ không tiếp đãi người ngoài. nhưng người ta cố ý đường hoàng sông vào, cô cũng không thể không nể mặt đuổi người ra ngoài. không cần khách khí. Căn phòng này tôi so với cô còn quen thuộc hơn. Đồng Thái Điệp nhìn cô cười mập mờ. Tôi không biết những lời này của đồng tiểu thư là có ý gì. Cảm thấy cô ta như đang thị uy, trong lòng buổi dạ tĩnh không khỏi có chút buồn bực. Thế nào? A Sâm không nói qua với cô à? Chúng ta đã từng ở đây trải qua một màn kích tình vui vẻ. Nói xong, đồng Thái Điệp cố ý nhìn về phía cô. Ông một cái, trong đầu bùi dạ tĩnh trống rỗng, tay chân lạnh dần. Các người không phải là chưa từng yêu nhau sao? đồng thải điệp càn rỡ cười to cô sẽ không nghĩ đơn thuần như vậy chứ không yêu thì không thể lên giường sao bùi dạ tĩnh lảo đảo về phía sau một bước ngã ngồi trên ghế sofa dù gì nói vậy tại sao cô lại từ chối làm vị hôn thê của anh ấy vẻ mặt đồng thải điệp hơi biến đổi nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự cao ngạo vốn có <laughs> bọn họ muốn tôi cưới tôi liền cưới sao nói một cách thẳng thắn chính là với cá tính cao ngạo của đồng thải diệp không chịu nổi một chút ất ức Thiệu Sâm căn bản không chính miệng nói cầu hôn, chuyện kết hôn là do trưởng bối hai nhà tác hợp. Kiêu ngạo như cô, không chịu nổi khi Thiệu Trâm không lên tiếng cầu xin mình, cho nên ra tay trước để chiếm được lợi thế, cự tuyệt anh, khiến cho người bên ngoài cho rằng cô không cần anh. Tại sao hôm nay cô lại tới? Bùi dạ tĩnh không biết cô ta có ý định gì. Không có gì, chính là tôi đang tò mò cái dạng phụ nữ gì có thể làm cho Thiệu Trâm bắt chấp tất cả mà cưới vào cửa. Hôm nay xem ra cũng bất quá chỉ có như vậy. Đồng Thải Điệp không có ai ra gì phách lối nói chỉ là dạng người dịu dàng nhã nhặn, vừa nhìn chính là người dễ bị khống chế. Chắc hẳn anh ấy cưới cô cũng chính là vì nguyên nhân này đi. Cô nói vậy, anh ấy yêu nên mới cưới tôi. Bùi dạ tĩnh tức giận phản bác. Thật xin lỗi cậu, không phải là mình cố ý không nói, là vì lúc đó anh ấy xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa anh ấy đến tìm mình là vì con. Thời điểm đó, mình vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Vui mừng vì mình rốt cuộc cũng có cơ hội gặp con trai, cảm thấy khổ sở khi anh ấy là vì con mới đến tìm mình. Tô Hà, khi đó tâm trạng mình rất rối loạn, mình không cố ý muốn giấu giếm cậu, chỉ muốn có thêm thời gian làm rõ ý nghĩ trong lòng rồi mới nói cho cậu biết. Vậy còn bây giờ? Nhìn thấy sắc mặt của cô ấy mặc dù kém, nhưng giữa hai lông mày lại tản mát ra vẻ kiểu mị của thiếu nữ. Tô Hà nhất thời sáng tỏ. Anh ấy vẫn còn yêu cậu sao? Ừ. Bùi dạ tĩnh xấu hổ gật đầu, đem chuyện thiệu trâm đến tìm cô, chậm rãi kể lại cho Tô Hà. Nghe xong lời kể của bùi dạ tĩnh, Tô Hà không khỏi cảm thán rõ ràng là cậu cũng yêu anh ấy mà bằng không cũng sẽ không để cho anh ấy vào nhà mình mình không tin anh ấy đường đường là một ông chủ cho dù thân không phân văn chẳng lẽ thật sự lưu lạc đến nơi đầu đường sao đây rõ ràng là khổ nhục kế khi anh ấy ăn sạch cậu thì nhất định cậu sẽ chế chấp anh ấy nên mới làm như vậy thật ra thì mình bùi dạ tĩnh không đơn thuần như vậy nói một cách thẳng thắn là cô đối với anh ấy không bỏ được lúc đầu mình cự tuyệt anh ấy gần gũi mình nhưng một tháng qua mỗi ngày anh ấy đều đối với mình trai kiên trì trở như bảo bối chăm sóc chú đáo thậm chí so với trước kia còn tốt hơn mình nhìn không được đã mềm lòng cho nên mình muốn bỏ qua mọi chuyện coi như cho nhau thêm một cơ hội nữa đi cũng là vì con của bọn mình dạ tĩnh thật ra thì cậu vẫn còn yêu anh ấy cho nên cậu mới có dũng khí tiếp nhận anh ấy thêm một lần nữa mặc kệ mọi chuyện thế nào cậu nhất định phải kiên trì tô hà biết buổi dạ tĩnh ngoại trừ chồng trước sẽ không có thêm một người đàn ông nào khác lay động cô ấy sẽ sống cô độc suốt đời, nên cô chỉ có thể chúc phúc cho cô ấy. Cậu không giận mình nữa sao? Bùi dạ tĩnh nhíu mày, nghịch ngợm cười cười, không khí nhẹ nhõm khôi phục. Hừ, <laughs> xem ra con trai nuôi độ lượng chịu thao thứ cho cậu. Con trai nhân nhân của cậu phải làm con trai nuôi của mình. Tô Hà lập tức đưa ra điều kiện. Không thành vấn đề. Bùi dạ tĩnh sảng khoái đồng ý. Dạ tĩnh, lần này bất luận như thế nào, cậu cũng phải tóm chặt hạnh phúc của mình, không để cho người khác có cơ hội phá hoại cuộc sống hạnh phúc này. Tô Hà dùng lời ẩn ý, năm đó hôn nhân của Bùi Dạ Tĩnh là do có người ác ý phá nên mới có kết quả như hiện tại. Hôm nay ông trời lại cho cô ấy thêm một cơ hội làm lại từ đầu, hy vọng cô ấy có thể dũng cảm tận dụng nó. Mình hiểu rồi. Bùi Dạ Tĩnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lúc trước mình kết hôn cùng Thiệu Sâm không nhận được sự chúc phúc của hai nhà, cho mình không thể tha thứ khi mình tạm nghỉ học để kết hôn, phụ sự kỳ vọng của ông ấy. Mà cha của Thiệu Sâm vẫn hy vọng anh ấy có thể cưới được một cô gái môn đăng hộ đối, không phải là cô gái có gia cảnh bình thường như mình. Bọn mình vốn cho là có thể dắt tay nhau đi đến hết đời, nhưng lại không đủ sức. Đâu rồi, hiện tại mọi chuyện đều đã qua rồi. Tô Hà nhẹ giọng an ủi. Cậu chỉ cần tin tưởng anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, tin tưởng chính mình nhất định sẽ có được hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, ban đầu mình cảm thấy hạnh phúc đến quá dễ dàng, cho nên rất sợ mất đi. Cuối cùng, mình cũng chỉ có thể rời đi để khỏi bị tổn thương. Bất quá, trải qua nhiều chuyện như vậy, mấy năm nay, mình cũng đã sáng tỏ rất nhiều điều, mình cảm thấy sống cùng Thiệu Sâm như bây giờ cũng rất tốt, không bị cái danh Thiệu Phu Nhân đè nặng, chỉ đơn thuần cùng nhau hưởng thụ cảm giác khi yêu. Như vậy là tốt rồi. Giữa lông mày bùi dạ tĩnh giãn ra, vẻ mặt trở nên rất hạnh phúc. Vì vậy hiện tại, chồng trước của cậu đang tận lực thay đổi cậu, nhưng cậu lại cố ý không đáp lại người ta. Tô Hà chờ thiểu, cười trêu nói. Tuy nói như vậy nhưng mà tiến triển cũng không tệ, cũng đã để lại trên người cậu nhiều dấu hôn như vậy rồi. Bị bạn tốt chế nhạo, bùi dạ tĩnh xấu hổ, nhỏ giọng hờn rỗi. Tô Hà Không chế nhạo cậu nữa Nói đến chuyện con trai của cậu đi Tương lai là con nuôi của mình rồi Tô Hà mở to mắt trong đợi nói Bé cũng tới sao Không, Thiệu Trâm lo lắng mình không tha thứ cho anh ấy Cho nên cố ý không mang theo nhân nhân về Về điểm này Bùi dạ tĩnh vẫn còn oán giận Thiệu Trâm thật lâu Người đàn ông giả hoạt kia Muốn lợi dụng con trai mình lấy làm mồi nhử Để mình cùng anh ấy tái hôn Cao Minh, đây đúng là chiêu hay nhất Tô Hà không thể không bội phục người chưa từng thấy mặt là Thiệu Trâm, anh ấy biết rõ buổi Dạ Tĩnh muốn cùng con trai bồi dưỡng tình cảm, nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh ấy. Anh ấy cũng đừng nghĩ mình sẽ dễ dàng đồng ý. Anh ấy giờ trò lừa bịp, cô cũng sẽ ăn vạ, dù sao cũng sẽ sớm gặp được con. Cũng may, coi như anh ấy còn có lương tâm, đem mình con trên mạng cho mình xem, còn để cho mình nói chuyện điện thoại với con nữa. Tô Hà, cậu biết không, thời điểm mình nghe được con trai gọi mình là mẹ, mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Vậy cũng coi như là tạm được. Nếu Tiểu Trâm thật sự ác độc không cho bạn cô nhìn thấy con, Tô Hà này nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất khổ sở, con trai đã lớn như vậy, mình cũng không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, nhưng bé lại không trách mình một chút nào. Ở trong điện thoại, con trai thân mật gọi cô là mẹ, khiến cô không nhịn được bật khóc, thậm chí còn oán giận Tiểu Trâm một trận. Sau này cậu hãy cố gắng bù đắp cho con thật tốt, bé sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho bé. Tô Hà an ủi Bùi Dạ Tĩnh đang sắp khóc. Ừ. Bùi Dạ Tĩnh che giấu cảm xúc, gật đầu một cái. Không bao lâu nữa, cô sẽ được gặp lại con trai của mình, mặc dù ngoài miệng anh nói nếu như không gả cho anh sẽ không cho cô đi gặp Nhiên Nhiên, nhưng cô biết anh ấy đã nhờ đường lang làm thủ tục cho Nhiên Nhiên, nói không chừng rất nhanh sẽ được gặp. Anh ấy còn tưởng rằng mình làm rất kín đáo, ai ngờ để bị cô phát hiện. Nhưng cô cũng giả vờ như không biết chuyện gì, cứ để một mình anh ấy vội vàng muốn làm mình vui. Buổi tối, Bùi Dạ Tĩnh kéo một thân mệt mỏi cả ngày về đến nhà. Vừa vào cửa, đã ngửi được từng trận mùi thơm, trong lòng cô nhất thời cảm thấy ấm áp. Trước kia, hai người họ chưa từng trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường. Lúc ở tiểu gia, tất cả sinh hoạt hàng ngày đều có người giúp việc xử lý, căn bản không cần họ đụng tay đến. Khoảng thời gian này, hai người ở chung một chỗ. Trong khoảng thời gian này, mới giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường. Mỗi sáng sớm thức dậy, sẽ có người chuẩn bị xong bữa sáng. Buổi tối trở về, sẽ có những món ăn thơm ngào ngạt, ấm áp vô cùng. Em về rồi Hiện tại Thiệu Sâm hoàn toàn giống như một người đàn ông của gia đình, cầm cái muỗng trong tay đi ra. Em đi thay quần áo trước đi, chỉ còn một món nữa là có thể ăn cơm. Bùi dạ tĩnh ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng đổi một bộ quần áo ở nhà. Sau đó, ngồi đợi món cuối cùng được bưng ra trên bàn ăn. Wow, thơm quá, hôm nay anh lại học được món mới ở đâu vậy? Nhìn những món ăn trên bàn, bùi dạ tĩnh vừa ăn vụng vừa hỏi. Sau khi Thiệu Sâm bưng lên món cuối cùng, anh bới thêm cho cô một chén cơm trắng đặt tới trước mặt. Học trên TV có rất nhiều chương trình có người dạy nấu ăn. Công nghệ thông tin hiện đại như vậy, muốn học cái gì đều rất dễ dàng. Anh có năng lực học hỏi rất nhanh. Bùi Dạ Tĩnh không thể không bật ngón tay cái lên với anh, cô vốn tưởng rằng anh là một đại thiếu gia cái gì cũng không biết, không ngờ anh ấy chỉ vừa học liền biết tất cả, hơn nữa nấu ăn cũng không tệ. Sắc mặt của em sao lại kém như vậy? Lúc này, Thiệu Sâm mới chú ý đến sắc mặt có chút tái nhợt của cô, lo lắng hỏi: "Em khó chịu chỗ nào sao?" Không có việc gì, chỉ là do hôm nay các bạn nhỏ tương đối bướng bỉnh một chút. Hơn nữa tối hôm qua nghỉ ngơi không được tốt, cho nên khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Nếu mệt như vậy, em cũng không cần phải đi làm. Thiệu Sâm thuận thế nói, anh vốn không muốn cô ra ngoài làm việc. Không cần. Cô rất thích công việc hiện tại, cũng thích những đứa bé đáng yêu. Nhưng nhìn em mệt mỏi như vậy, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Cứ tiếp tục như vậy, em sẽ bị bệnh mất. Còn không phải là bởi vì anh sao? miệng ngá to cắn một miếng thịt bùi dạ tĩnh tức giận nói anh sao thiệu sâm nhất thời sườn sốt rất nhanh hiểu ý của cô cái này không thể trách anh ai bảo em rời khỏi anh quá lâu nhiều năm bị cấm dục như vậy vất vả mới có thể giải phóng anh đương nhiên không thể bạc đãi chính mình thiệu sâm không hề ai náy nói, nói tịnh nhi chúng ta kết hôn đi đột nhiên thiệu sâm cầu hôn với cô chuyện như vậy anh bảo đảm về sau sẽ tiết chế lại một chút tên vô lại này tại sao có thể nói ra như vậy chứ Bùi Dạ Tĩnh đảo bừng mặt, trợn mắt giận dữ nhìn anh, lửa giận bốc lên, ánh mắt như hận không thể đem anh đốt cháy. Em không muốn. Tịnh Nhi, những ngày này biểu hiện của anh vẫn chưa làm em hài lòng phải không? Em muốn anh thay đổi cái gì, anh liền thay đổi. Thiệu Trâm nhất thời cam đoan, đứa bé khát, giả bộ đáng thương nói. Không lẽ em nhận tâm để anh không danh phận ở bên ngoài sao? Trời ạ! À. Bùi Dạ Tĩnh nặng nề vỗ lấy trán, nhìn biểu cảm ớt ức trên mặt anh, làm cô cảm thấy đau lòng không dứt. Không biết bắt đầu từ khi nào, người này lại tựa như đứa bé ăn vạ với cô, còn tùy hứng lợi hại hơn những đứa bé khác. Tịnh Nhi, Thiệu Sâm dịu dàng gọi tên cô. Nhiên nhiên ở đâu? Chờ em nhìn thấy con rồi nói tiếp. Nếu thấy anh ăn vạ như vậy, cô cũng sẽ làm theo. Rất nhanh, con sẽ tới. Thiệu Sâm cũng không che giấu, hào phóng nói cho cô biết con trai sắp đến chỗ của bọn họ. Khoảng một tuần sau là có thể nhìn thấy con rồi. Có thật không? Bùi dạ tĩnh lá hoảng lên. Đúng vậy thấy cô vui mừng ra mặt, Thiệu trầm không khỏi nâng lên nụ cười. Tị Nhi, anh đã đồng ý chuyện của em, vậy khi nào em mới gả cho anh? Em chỉ nói là chờ nhìn thấy con sẽ tính, cũng không nói muốn gả cho anh. Bùi dạ tĩnh ngân nga điệu nhạc vui, tâm tình vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Thiệu trầm á khẩu không trả lời được, người phụ nữ này lại dám gà yêu, làm anh không khỏi bật cười một tiếng. Vậy thì cũng nên nghỉ việc thôi. Anh chỉ có thể lùi việc đó lại, yêu cầu chuyện khác. Không không, Bùi Dạ Tĩnh phai phẩy trước đũa, cười hì hì lắc đầu với anh. Công việc của em cũng sẽ không rời bỏ. Lần này tốt rồi, thế nhưng Thiệu Sâm lại không thể đàm phán thành công, chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại, bị thua thiệt không ít. Tịnh Nhi, về sau nhân nhiên đến, em phải chăm sóc cho con, làm sao còn có thời gian đi làm đây? Thiệu Sâm dụ dỗ. Anh quên em làm công việc gì à? Bùi Dạ Tĩnh bật cười, Vị lão ông ngây thơ này, nhiên nhiên tới vừa đúng dịp có thể vào lớp của em, em cũng vừa có thể dạy bọn nhỏ, có thể chăm sóc nhiên nhiên, vẹn toàn đôi đường, anh thấy có đúng không? Cho nên em đã tính xong tất cả sao? Anh đã xem thường cô, cho là tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Đúng vậy. Bùi dạ tĩnh cười nói, ai bảo lại đem con ra uy hiếp cô. Thiệu Trâm không thể làm gì khác là ngậm bồ hòn. Nhất định đã thua ở trên tay người phụ nữ này rồi không thể địch lại sự kiên trì của Bùi Dạ Tĩnh, bắt buộc cô phải xin nghỉ hai ngày. Thiệu Trầm vẫn ngoan ngoãn để cô đi làm ở nhà trẻ. Cậu nghỉ ngơi đủ rồi hả? Sáng sớm đến, Tô Hà liền chế nhạo cô. Xem ra người chồng trước này rất bảo vệ trước của mình, dám yêu cầu viện trưởng cho cậu nghỉ hai ngày. Cậu còn nói nữa. Bùi Dạ Tĩnh nghĩ đến đây, liền hận không thể tìm ra một cái lỗ để chui vào. Thiệu Trầm vì muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền đi theo cô đến nhà trẻ, sau đó nhanh ngang đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng giúp cô xin nghỉ. Khiến cho toàn bộ giáo viên không có người nào không biết, cô bởi vì làm việc quá độ nên cần được nghỉ ngơi. Trời ạ, à, thật mất mặt muốn chết, người chồng trước này có quá nổi tiếng rồi. Ngày đó, nhìn thấy vẻ mặt anh ấy lôi cậu vào văn phòng, người không biết còn tưởng là có chuyện gì lớn, nào ngờ là xin phép nghỉ, chồng trước đối xử với vợ cũng quá mức hài hước rồi đó. Tô Hà to gan cười lớn, mình chưa bao giờ gặp ai mà xin phép manh động như vậy, thật sự là quá đẹp trai luôn. Tô Hà, không cần phải nhắc lại nữa. Sáng nay, khi đi vào cổng nhà trẻ, cô cũng đã được mọi người chú ý lắm rồi. Mình không nói nữa, vậy được chưa? Tô Hà ngừng cười. Dạ tĩnh, có một người yêu như vậy thì không cần do dự, đồng ý lời cầu hôn của anh ấy đi. Anh ấy làm gì có cầu hôn, mỗi lần chỉ nói rằng chúng ta kết hôn đi, chỉ đơn giản, giống như đi chợ mua thức ăn thôi. Tâm tình bùi dạ tĩnh cũng giống như một cô gái đầy lãng mạn, không thỏa mãn thì còn lâu mới dễ dàng gật đầu đồng ý. Thì ra là tiệu tiên sinh sai ở đây. Tô Hà hiểu rõ sự việc, đang suy nghĩ xem có nên mật báo không, thuận tiện kiếm thêm chút thu nhập. Không được nói với anh ấy. Bùi dạ tĩnh nhìn thấy bạn tốt chuyển động trong mắt, chỉ biết rằng cô đang âm mưu điều gì đó, vội vàng cảnh cáo bạn tốt. Phải gợi ý cho anh ấy chứ, nếu không thì cậu muốn đến khi nào mới gả đi chứ. Tô Hà trồ dạ cười nói. Bây giờ mình chưa muốn gả đi, có được không? Cô phải chiếm thấy thượng phong chứ, tại sao không thể cảm nhận được cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay? Cậu nói cũng đúng, Tô Hà cảm thấy thật vui, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy bạn tốt vui vẻ như vậy. Hơn nữa, càng ngày càng tự tin hơn. Đúng rồi, mình nói với cậu, mỗi ngày anh ấy muốn tới, anh ấy... Bùi dạ tĩnh đi về phía phòng học, một bên cùng chia sẻ tin vui, sẽ nhanh được gặp con trai với bạn tốt. Hai bóng lưng đã bị ánh mặt trời buổi sớm kéo thật dài, dần dần biến mất ở ngã rẽ hành lang đi đến khu phòng học. Hai người chia ra đi vào hai phòng học vừa vào phòng học và đứa trẻ nghịch ngợm chạy vây quanh bùi dạ tĩnh líu lo hỏi không ngừng cô cười nhẫn nại trả lời các câu hỏi nửa tiếng sau mới dẹp yên tất cả tiểu vũ đâu cô nhìn vòng quanh một vòng phát hiện thấy thiếu một đứa bé cô giá vui, tiểu vũ trốn ở trong phòng nhỏ cầu trượt ai gọi cậu ấy cậu ấy cũng không ra một bé trai giơ tay lên nói ba cậu ấy làm cậu ấy tức giận vậy sao bùi dạ tĩnh thắc mắc tại sao vậy Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, nhưng ba cậu ấy đi công tác rồi. Một bé trai khác vội vàng nói những gì mình biết. Được rồi, cô biết rồi, các con tự chơi nhé, cô đi tìm tiểu vũ. Nói xong, cô đặt đồ chơi trong tay xuống để cho bọn trẻ chơi. Không được chạy lung tung, biết chưa? Đã biết. Bọn trẻ chăm miệng một lời trả lời. Bùi giả tĩnh cười cười gật đầu, sau đó đi về phía khu trò chơi. Rất nhanh, đã tìm thấy tiểu vũ đang ngồi trong phòng nhỏ cầu trượt. Tiểu Vũ, ra đây nói chuyện với cô được không? Cô xoay người đi vào phòng nhỏ, nhìn thấy cậu bé đang khóc ở trong góc. Không cần. Cậu bé cứng rắn nói. Con không đi ra, làm sao mà cô đưa quà sinh nhật cho con được? Bùi dạ tĩnh nhẫn nại dụ dỗ nói. Có phải con rất thích mô hình ô tô đúng không nào? Nói chung là do cậu bé không thể cưỡng lại hấp dẫn, đi ra từ trong phòng nhỏ, trên khóe mắt còn đọng nước mắt. Làm mô hình ô tô thật sao? Đương nhiên cô lấy từ phía sau lưng một mô hình ô tô đưa ra trước mặt cậu bé con xem tặng cho con này cậu bé trai vui vẻ nhận lấy mô hình nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rụ xuống cô giáo bùi ba của con đã quên sinh nhật của con khuôn mặt nhỏ nhắn lại khóc ỏa lên tủi thân nhìn về phía bùi dạ tĩnh sẽ không sẽ không quên đâu bùi dạ tĩnh ôm cậu bé dỗ dành ba con đi công tác nhất định là không quên sinh nhật của con đâu thật không ạ à? khuôn mặt nhỏ nhắn không tin hỏi lại Nhất định. Bùi dạ tĩnh gật đầu cam đoan với cậu bé. Sau khi tan học, con sẽ nhìn thấy ba. Nhưng mà, ba đi công tác rồi. Ba sẽ về. Cô dắt tay cậu bé. Đi, chúng ta đi về lớp học chơi với các bạn nào, có được không? Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho cô nằm lấy tay đi về phòng học. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Tiểu Vũ lập tức chạy đến bên cạnh Bùi Dạ Tĩnh, xác nhận một lần nữa. Cô tạp Bùi, thật sự ba con sẽ đến sao? đương nhiên cô đưa con ra ngoài chờ ba nha được không bùi dạ tĩnh dắt tay tiểu vũ chạm rãi đi về phía cửa từng bạn nhỏ được người nhà đón về mà ba của tiểu vũ còn chưa xuất hiện cái miệng nhỏ nhắn của tiểu vũ sắp khóc tiểu vũ ba sẽ đến cô cố gắng động viên cậu bé bùi dạ tĩnh cũng đã từng gặp ba của tiểu vũ vài lần nhìn thấy rằng ba đứa bé rất yêu thương đứa bé cho nên một ngày quan trọng như vậy nhất định anh ấy sẽ đến ngay khi cô còn đang suy nghĩ để an ủi tiểu vũ thế nào, thì có một chiếc xe hơi dừng ở cửa. Tiểu vũ bỏ tay cô ra, chạy về phía người đang đi đến. Ba, ba ơi! Người đàn ông vội vàng ôm lấy đứa bé, đi về phía cô. Cô giáo bùi, ngại quá, tôi đến muộn. Không có gì, đến là tốt rồi. Tiểu vũ lo là anh đã quên mất sinh nhật của cậu bé. Cảm ơn cô, cô giáo bùi. Người đàn ông biết ơn nói. Hay là cô cũng đến đi, tiểu vũ sẽ rất vui khi cô tham dự sinh nhật của tiểu vũ. Cô giáo, cô đến đi, có được không ạ? À? Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn cô. À, chuyện này... Bùi dạ tĩnh không ngờ rằng đột nhiên nhận được lời mời sinh nhật do so dự có nên đồng ý hay không. Ngại quá, đêm nay cô ấy có hẹn rồi. Thiệu Sâm đi đến bên cạnh, ôm lấy eo nhỏ của bùi dạ tĩnh. Thật sự ra xin lỗi. Ba tiểu vũ kinh ngạc khi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Vị này là... Bùi dạ tĩnh cũng rất kinh ngạc, không biết anh xuất hiện từ lúc nào. Bình thường vào giờ này anh đều ở nhà nấu cơm, nhưng vẫn giới thiệu. Vị này là bạn của tôi. Lại nhìn Tiểu Sâm nói, vị này là Trần Tiên Sinh. Tôi là chồng của cô ấy, rất hân hạnh được biết anh, Trần Tiên Sinh. Trong đôi mắt là sự chiếm hữu mạnh mẽ, cảnh giác khi nhìn người đối diện. Tiểu Sâm, Bùi giả tĩnh khẽ gầm lên. Ngại quá! Trần Tiên Sinh xấu hổ cười cười. Cô giáo bùi đã có hẹn, vậy thì không quấy rầy nữa. Nói xong, liền đưa con trai rời đi để tránh bị người đàn ông đầy dấm chua này công kích anh không thích anh ta nhìn em bằng ánh mắt đó đó là ánh mắt của người đàn ông có thiện cảm với phụ nữ điều này khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu anh đứng đây nói bậy bạ gì đó bùi dạ tĩnh liếc anh một cái sau đó chào tạm biệt người bảo vệ cùng nhau rời khỏi nhà trẻ sao anh lại tới đây anh đến đón em tan việc anh chỉ chỉ vào chiếc xe máy bên cạnh chúng ta đi hẹn hò đi trong khoảng thời gian này cũng chưa đi hẹn hò lần nào bùi dạ tĩnh trừng mắt nhìn thoáng qua chiếc xe máy lại nhìn anh một thân quần áo nhàn nhã cũng không thể nhìn ra được người đàn ông này và chiếc xe máy có thể ở chung một chỗ anh đi cái đó tới á cô chỉ chiếc xe máy không thể tin nổi mà hỏi rốt cuộc anh là tìm đâu ra chiếc xe máy như thế này bùi dạ tĩnh không khỏi kinh ngạc người này luôn khiến cho người khác bất ngờ không thể hiểu nổi thế nào có đẹp trai không thiệu sâm đắc ý nhìn cô chiếc xe này tốn của anh không ít thời gian anh muốn lại xe máy đi hẹn hò sao chúng ta cũng chưa từng hẹn hò mà năm đó anh đối với cô vừa nhìn thấy đã yêu liền bá đạo đối với cô còn khiến cô có thai cuối cùng là trực tiếp lấy cô về trong khoảng thời gian này anh ở nhà chăm sóc những sinh hoạt hàng ngày của cô nấu cơm cho cô ăn những hẹn hò lãng mạn đều không có lấy một lần vì muốn bù đắp cho cô em không thích à anh dè dặt cẩn trọng hỏi anh biết lái sao cô không trả lời mà hỏi lại có vẻ căng thẳng đương nhiên có gì khó chứ anh kiêu ngạo hết cằm dương dương đắc ý buổi tiểu thư xinh đẹp Xin hỏi tôi có vinh hạnh mời cô cùng đi ăn tối không? Anh hơi xoay người vươn tay phải ra, làm tư thế mời. Anh sao? Bị bộ dạng khôi hài của anh chọc cười, trong lòng cô cũng vui vẻ. Được thôi. Cô đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh, mặc cho anh nắm tay, ngồi trên xe máy của anh, ôm sát thắt lưng anh. Xe lướt nhẹ trong gió, hẹn hò ngọt ngào như vậy thì đây là lần đầu tiên, cảm giác rất tuyệt vời. Cô dựa vào tấm lưng nở nang của anh, nhắm hai mắt lại, lặng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bọn họ quen biết quá nhanh, kết hôn quá sớm, ở chung quá ít, cho nên mới không thể cảm nhận được thử thách tàn khốc, dễ dàng chia tay. Sâm, chúng ta có thể tiếp tục chung sống bình thường như vậy không? Cô dựa vào lưng anh khẽ nói. Thiệu Sâm cứng người, khàn giọng. Đương nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy. Cô ôm chặt cánh tay, khuôn mặt dán trên lưng anh, lặng lặng cảm nhận giây phút nhàn nhã này. Thật vậy sao? Thật sự, anh hứa, mỗi ngày chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. Thiệu Trâm kiên định trả lời cô. Trước kia anh không thể theo đuổi em một cách đàng hoàng, bây giờ anh bồi thường cho em, để cho có hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, có được không? Đương nhiên là được, đây là do anh nói, mỗi tuần đi đến một nơi. Khuôn mặt bùi dạ tĩnh rất vui vẻ, không khách khí đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, có thể hẹn hò với một tiểu thư xinh đẹp như vậy là vinh hạnh của anh. Thiệu Trâm sàng khoái đồng ý, độ cong ở khóe miệng càng khuếch đại. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Bùi dạ tĩnh bắt đầu quan tâm đến nơi đến, đến rồi em sẽ biết. Khóe môi của Tiểu sâm cong thành hình cung, tâm tình rất tốt, trên đường ngâm nga hát không ngừng, tới lưng chừng núi thì dừng lại. Màn đêm buông xuống, nhìn từ trên núi, bầu trời phá lệ rực rỡ, lấp lánh ngàn vị tinh tú, ở nội thành khó có thể nhìn thấy. Đẹp quá! Bùi dạ tĩnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giống như tấm màn đen khổng lồ, vô số ngọn đèn nhỏ chợt lóe chợt sáng. Sao anh biết nơi này? Cô nghiêng đầu nhìn Tiểu sâm đứng ở bên cạnh, đang cười như một tên trộm. Bí mật! Đây là anh lên mạng tìm kiếm thật lâu mới biết chỗ này, không thể để cô dễ dàng biết được. Nghị cũng biết, anh chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn như vậy, nhất định là học ở trên mạng. Nhìn xem, anh mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Thiệu Sâm làm ảo thuật, lấy ra một cái giỏ lớn, lại lấy ra một tấm vải, trải trên cỏ. Sau đó, lại từ trong giỏ sách, lấy ra mấy hộp đựng thức ăn, bày biện xuống thảm vải. Nếm thử một chút món mới của anh. Thiệu Sâm thân mật gắp thức ăn trong hộp, đưa đến bên miệng muốn đút cho cô, Bùi dạ tĩnh hưng phấn ăn thức ăn anh đưa đến, mùi vị rất tốt, chưa bao giờ thấy anh làm những chuyện lãng mạn như vậy. Hành động lần này khiến bùi dạ tĩnh có cảm giác rất ngọt ngào. Thế nào, ăn ngon không? Anh nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Thật sự thật sao? Cả ngày hôm nay rất bận, Tô Hà vẫn chưa tìm được thời gian cùng bùi dạ tĩnh nói chuyện riêng. Hiện tại mọi người đã đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Nếu không hỏi rõ ràng, tối nay cô sẽ lại mất ngủ. Ừ, biết tính tình của bạn tốt nhất định sẽ truy hỏi rõ ràng, nên Bùi Dạ Tĩnh cũng không có ý định giấu giếm. Vô tình liếc thấy khóe mắt Bùi Dạ Tĩnh vẫn còn nước mắt chưa khô, trong lòng Tô Hà có phần hiểu rõ. Có phải con của cậu cũng bằng tuổi những đứa bé này không? Tô Hà thử suy đoán, 5 năm trước Bùi Dạ Tĩnh mới đến đây, nếu như khi đó con trai của cô vừa sinh ra, vậy so với những đứa bé trong nhà trẻ này, tuổi cũng không khác nhau là mấy. Đúng vậy, bé năm nay đã 5 tuổi rồi. Gương mặt Bùi Dạ Tĩnh lộ rõ vẻ nhớ nhung, không biết hiện tại nó sống như thế nào có tốt hay không cậu có muốn cùng mình nói chuyện một chút không tô hà ngồi cạnh bên ghế sofa bùi dạ tĩnh gạt đầu một cái sau đó từ từ kể lại chuyện xưa hồi lâu tô hà mới hỏi cô cậu còn yêu chồng trước không không có bùi dạ tĩnh nhanh chóng trả lời giống như là muốn che giấu gì đó tô hà hiểu rõ cười một tiếng dạ tĩnh cậu có mình đã giới thiệu giúp cậu rất nhiều người đàn ông nhưng cậu đều không để ý đến gần đây mình buộc cậu đi xem mắt có thể từ chối cậu liền từ chối, có thể tránh cậu liền tránh. Có thể thấy được, người trong lòng cậu vẫn không thể bỏ xuống được. Nếu không, cậu cũng sẽ không một thân một mình đến bây giờ. Mình chỉ quen sống một mình rồi, mình cũng không có vấn đề gì. Bùi dạ tĩnh đang nói dối, cô sẽ không thừa nhận mình không muốn đi xem mắt, nguyên nhân bởi vì thiệu sâm. Cậu lừa được mình, nhưng có thể lừa được chính cậu sao? Tô Hà nói trúng tim đen của cô. Huống chi, cậu không muốn gặp con một lần sao? Muốn chứ, ngay cả trong mơ cũng muốn nói đến đây, bùi dạ tĩnh hốc mắt hồng hồng. chỉ là mình không biết mình còn có tư cách gì để gặp nó. mình đã bỏ nó nhiều năm như vậy. bùi dạ tĩnh che mặt khóc. cậu, cái đứa ngốc này, việc đó thì có gì mà khó khăn. cậu đi nhật bản đem đứa bé đoạt về. hiện tại cậu đã có công việc ổn định, hơn nữa bình thường còn nhận thêm công việc, thu nhập ổn định, có năng lực đầy đủ để chăm sóc con trai. nhưng so với thiệu ta, thì mình chẳng là gì cả. dù sao gia nghiệp của thiệu ta lớn như vậy, tiền đối với họ không đáng là gì. Hơn nữa, cục cưng còn là trưởng tôn của thiệu ta. Làm sao bọn họ có thể dễ dàng đem con đưa cho cô được chứ? Nhưng cậu là mẹ của bé, cậu có quyền được gặp con mình. Tô à biết cô sợ. Dạ tĩnh, cậu làm công việc ở nhà trẻ, chẳng phải là muốn tự an ủi mình sao? Nhìn những đứa trẻ này, mình tựa như nhìn thấy cục cưng. Chỉ có như vậy, trong lòng cô mới có thể dễ chịu hơn một chút. Dạ tĩnh, nếu cậu không muốn nói chuyện yêu đương, vậy cũng không thể cô đơn một mình được cho nên cậu càng phải đem con trở về, nếu không, về sau cậu làm sao mà sống? Nghĩ đến cảnh bản mình, nửa đời sau sẽ sống lẻ loi hưu quạnh, Tô Hà cảm thấy không đành lòng. Mình sẽ giành lại, nhưng con Thiệu Sâm... Năm đó chính miệng cô đồng ý sẽ không gặp lại con trai, hôm nay lại đổi ý, Thiệu Sâm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Phải thử một chút mới biết kết quả. Tô Hà khích lệ bạn hành động. Cậu hãy bay đi Nhật một chuyến, tìm hắn đàm phán. Chuyện này... Tâm bùi dạ tĩnh đã động, nội tâm đang dãi ruộng. Bất luận thế nào, mình đều ủng hộ cậu. Mặc kệ buổi dạ tĩnh có đi hay không, Tô Hà luôn đứng về phía cô, chỉ hy vọng bạn tốt có thể vui vẻ. Cảm ơn cậu." Buổi Dạ Tĩnh ôm lấy Tô Hà, "Để mình suy nghĩ một chút." Tô Hà cảm thấy đau lòng thay cô, đưa tay ôm lấy cô, cho cô một chút an ủi, hy vọng ông trời có mắt, có thể làm cho Buổi Dạ Tĩnh sớm có được hạnh phúc, cô âm thầm cầu nguyện. Một tòa nhà chọc trời đứng sừng sững đầu đường ở Tokyo. Tòa nhà rất cao, làm cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Tòa nhà rộng rãi có vẻ có chút lạnh lẽo, nhưng cách bố trí bên trong hết sức nhân hóa. Có thể thấy được người quản lý tòa nhà là một người trong nóng ngoài lạnh, nhưng mà thân là người quản lý, lúc này ở địa bàn của mình lại có người muốn dạy dỗ. Cậu rốt cuộc có đang nghe mình nói hay không? Đường Lăng cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn người ở phía sau bà làm việc, một người đàn ông anh tuấn đang có chút thất thần. Thiệu Dầm, mình đang nghe. Thiệu Trâm vẫn như cũ, vùi đầu xử lý tài liệu, không hề bị bạn tốt giống giận hù dọa. Vậy tại sao một chút phản ứng cậu cũng không có? Anh gấp gáp muốn chết, nhưng vị đại nhân vật này một chút biểu cảm cũng lười phải bố thí. Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, mình nên có phản ứng gì đây? Thiệu Trâm cuối cùng cũng chịu để cây bút trên tay xuống, không chút để ý, sự tức giận của bạn tốt. Làm ơn, có người đang muốn nuốt trọn công ty của cậu, vậy mà cậu nói không phải là chuyện quan trọng. Vậy xin hỏi đối với cậu, cái gì mới là quan trọng? Đường Lăng thật không có biện pháp nào đối với Thiệu Sâm. À, hiện tại ngoại trừ con trai của mình, cái khác đối với mình mà nói đều không quan trọng. Thiệu Sâm không để ý khẽ hừ, trong mắt thoáng qua đau thương, chỉ trong giây lát, nhanh đến nỗi người ta không thể nào phát hiện được. Nhưng Đường Lăng lại thấy được thần sắc của bạn trong lòng thở dài. Cậu chính là không quen được cô ấy, đúng không? Mấy năm nay, anh nhìn con đường mà Thiệu Sâm đi tới, sự đau khổ sau khi ly hôn, cộng thêm phải một mình khổ cực chăm sóc con trai, anh đều nhìn thấy rất rõ ràng. Sâm, nếu như còn không quên được, vậy thì đi tìm cô ấy đi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy bạn mình chịu tra tấn dày vò như thế. Lăng, nếu như có thể, mình thật sự vô cùng muốn tìm cô ấy trở về. Thiệu Sâm dùng bàn tay vuốt mặt, lộ vẻ đau thương. Năm đó cô ấy kiên quyết ra đi như vậy, không để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình. Đã nói lên cô ấy không muốn gặp lại nữa. Những năm gần đây, cô ấy cũng không liên lạc với mình. Thậm chí ngay cả con trai cũng không gặp mặt. Có thể thấy được, cô ấy vẫn còn trách mình, Thiệu Sâm nhắm lại hai mắt, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt hết sức khổ sở. Chẳng lẽ cậu dự định cả đời sẽ như vậy ư? Đường Lăng không cách nào hiểu rõ trong lòng bạn tốt đang nghĩ gì. Anh không muốn thấy Thiệu Sâm tiếp tục sống như vậy nữa. Thiệu Sâm, nếu cảm thấy nợ vợ của cậu, vậy thì cậu phải bồi thường cho cô ấy. Mà không phải như bây giờ, nửa sống nửa chết cho qua ngày. Tiếp tục như vậy nữa, không cần đợi đến lúc người khác nuốt trọn công ty, Thiệu Sâm cũng sẽ làm cho công ty phá sản. Mình còn có cơ hội để bù đáp sao? Thiệu Sâm nhướng ngay mắt, mong đợi nhìn anh, giống như đang thấy một tia hy vọng. Tại sao không chứ? Thay vì ngồi đây tự trách mình, không bằng cậu hãy một lần nữa đem cô ấy về giữ chặt trong lòng cậu. Đường Lăng động viên anh, cho cậu cơ hội, cô... Ấy chính là đang cho cô ấy một cơ hội. Năm năm rồi, nói không chừng cô ấy đã có cuộc sống mới. Vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu Thiệu Sâm thật lâu. Anh không đi thăm dò tin tức của Bùi Dạ Tĩnh, một mặt sợ cô không tha thứ cho mình, mặt khác lại lo lắng cô đã có một biến tựa mới anh nhất định sẽ không chịu nổi cảnh người đàn ông khác ôm cô trong tay. Từ khi nào mà cậu đã trở nên nhát gan như vậy? Chân mày đường lăng nhíu lại. Tìm được cô ấy trước, những thứ khác đợi tìm được cô ấy hãy tính. Thiệu Trâm trầm mặc, anh có nên nghe theo đường lăng không? Nội tâm của anh cũng luôn khát vọng được nhìn thấy bùi dạ tĩnh. Năm năm qua, anh không có lúc nào thôi nhớ nhung cô, nhưng trong lòng anh hiện giờ đang vô cùng rối rắm. Anh từ đầu đến cuối không có dũng khí đi trước một bước. Đến nỗi bọn họ đã mất liên lạc 5 năm anh cũng không tìm cô thôi vấn đề này là do cậu quyết có nguyện ý hay không cũng là do cậu định đoạt đường lăng không muốn miễn cưỡng anh trở lại vấn đề ban đầu tớ tới tìm cậu là muốn nói chuyện khai thác khu nghỉ mát chủ đề nhàm chán tạm thời hai người xuất chuyện kia ném qua một bên nói tại sao con lại đánh nhau với bạn thiệu trâm chưa tan việc đã bị cô giáo nhà trẻ gọi điện thoại tới nói con trai anh cùng bạn đánh nhau trên mặt thiệu nhiên lộ rõ vết thương cái miệng nhỏ nhắn ním lại quật cường không nói thiệu trầm không khỏi nhíu mày lại từ nhà trẻ về nhà đến giờ tên tiểu tử này một câu cũng không nói còn trôi cuộc tại sao lại đánh nhau thiệu trầm kiên nhẫn hỏi lại lần nữa anh biết tính cách của con sẽ không dễ dàng tức giận như vậy nó đáng đánh bé hậm hực nói giống như nếu bạn nhỏ kia mà ở trước mặt bé có thể xông lên trước đánh thêm một trận nhiên nhiên cha dạy con như vậy sao nhìn thấy thái độ thằng bé không chút hối cải làm Thiệu Trâm tức giận. Coi như người ta không đúng, cũng không thể động một cái liền đánh người. Nó nói, con không có mẹ, con là con hoang, con liền muốn đánh nó, con có mẹ. Bé vừa nói, vừa miếu máu khóc. Cha, người đem mẹ trở về, có được không? Thiệu Trâm bắt đầu lo lắng, anh ấy không dứt, tiến lên ôm lấy con. Anh không biết ở trong nhà trẻ, bé lại bị người khác cười nhạo như vậy, thật là quá đáng chết. Anh không làm tốt bổn phận người cha. Nhân nhiên, cha xin lỗi. Lúc nãy cha không phải cố ý lớn tiếng với con. Tha thứ cho cha được không? Cha, người tìm mẹ trở về, được không? Thiệu Nhiên chờ đợi nhìn anh. Cha nói với mẹ, Nhân Nhiên rất nhớ người. Lúc con trai còn rất nhỏ, Thiệu Sâm đã cho bé xem ảnh của Bùi Dạ Tĩnh, nói cho bé biết đây là mẹ của bé. Năm đó, anh mặc dù đã độc ác không cho Bùi Dạ Tĩnh gặp con, nhưng do là anh tức giận, ai ngờ nhiều năm như vậy cô cũng tàn nhẫn không xuất hiện trước mặt cha con anh một lần nhìn gương mặt khát vọng của con trai thiệu sâm không thể cự tuyệt chỉ có thể sững sờ gật đầu một cái cha có thật không người thật sự muốn tìm mẹ trở về sao nhất thời trên mặt thiệu nhiên xuất hiện nụ cười sáng lạng lúc bé còn nhỏ anh có thể lừa bé bây giờ làm thế nào để lừa bé đây thiệu sâm không khỏi cảm thấy nhức đầu có lẽ anh thật sự muốn đi tìm cô trở về giống như đường lăng đã nói anh vẫn còn yêu cô tại sao không tìm cơ hội bù đắp tổn thương cho cô ấy? Thiệu Sâm nghiêm túc nói với bé. Nhiên nhiên, cha sẽ đưa mẹ trở về, cha cảm đoan với con, nhưng cha phải đi một nơi tương đối xa tìm mẹ, không thể mang con đi, con phải ngoan ngoãn ở nhà, có được không? Thật không thể mang con theo sao? Mặt của bé lập tức dụ xuống. Nhiên nhiên, cha muốn tìm mẹ, không thể phân tâm chăm sóc cho con được. Thiệu Sâm biết nếu để bé một mình ở lại Nhật Bản, anh nhất định sẽ lo lắng, nhưng thật sự không có biện pháp, mang theo nhiên nhiên, dù sao cũng chưa tìm được chỗ ở của bùi dạ tĩnh. Nhiên nhiên, chẳng lẽ con không muốn nhanh chóng tìm được mẹ sao? Thiệu Sâm dụ dỗ bé. Chỉ cần tìm được mẹ, cha lập tức đem mẹ trở về gặp con, có được không? Vậy, được rồi. Cha, người phải nhanh tìm được mẹ đó. Bé bất đắc dĩ gật đầu. Con sẽ ngoan, sẽ không cùng người khác đánh nhau nữa. Con trai ngoan, cha nhất định sẽ nhanh trở về. Thiệu Sâm ôm chặt lấy bé bảo đảm bé rút vào trong ngực cha, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cha sẽ nhanh tìm được mẹ, sau đó đem mẹ trở lại. Hôm sau, Thiệu Dâm tìm đến đường lăng, nói với anh ý định của mình. Cậu đã quyết định, vậy thì hãy đi đi, nhân nhiên có để mình chăm sóc. Yên tâm, mình nhất định sẽ trả lại cho cậu một đứa con trai đầy đủ, không sứt mẻ chút nào. Đường lăng cam kết với anh. Về phần chuyện của công ty, liền giao cho mình cùng A là được. Cảm ơn. Thiệu Dâm cảm kích từ tận đáy lòng, có bằng ngữ bảo đảm, anh yên tâm giao con cho đường lăng chăm sóc. Nhưng cậu có biết dạ tĩnh mấy năm nay ở đâu không? Nhiều năm không liên lạc, tìm người nhất định sẽ không dễ dàng gì. Mình sẽ đến nhà trước đây cô ấy ở, có lẽ còn ở đó. Mặc dù năm đó bùi dạ tĩnh vì cùng anh kết hôn mà bị đuổi ra khỏi bùi gia, nhưng bọn họ cuối cùng cũng là người một nhà. Sau khi ly hôn, cô nhất định sẽ tìm đến bọn họ. Cậu đã có mục tiêu thì tốt, có gì cần hỗ trợ, nhớ gọi điện về cho mình. Nhiên nhiên cùng công ty làm phiền cậu cùng A Ti rồi yên tâm, ngày mai Ati sẽ rời Mỹ trở về. Vậy thì tốt, ngày mai mình sẽ chuẩn bị lên đường. Thiệu Sâm yên tâm giao tất cả cho Đường Lăng. Đường Lăng gật đầu, mình biết rồi. Nói là làm, Thiệu Sâm an bài xong mọi việc trong nhà, liền đem Thiệu Nhiên giao cho Đường Lăng cùng quản gia Huệ Tử chăm sóc. Sau đó, được con trai cùng mọi người đưa tiễn, bắt đầu cuộc hành trình tìm vợ. Máy bay hạ cánh, Thiệu Sâm liền chạy thẳng tới công ty. Nếu muốn tìm bùi dạ tĩnh, thuận lợi nhận được sự tha thứ của cô, có thể nói, đây không phải là chuyện dễ dàng, cho nên anh phải chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Đợi đến lúc anh dàn xếp xong mọi thứ, anh mới đến Bùi Gia tìm Bùi Dạ Tĩnh. Ai ngờ, vừa mới đến cửa chính Bùi gia liền bị cha Bùi đuổi ra ngoài. Lần này anh mới biết, Bùi Dạ Tĩnh căn bản không trở về Bùi gia. Nghĩ đến hiện tại không biết cô ở đâu, Thiệu Trâm sốt ruột vô cùng, không để ý đến mình vừa đi đường dài mệt nhọc, anh vội vàng tìm thám tử tư giúp một tay tìm vị trí của Bùi Dạ Tĩnh hai ngày sau thám tử tư cuối cùng cũng đem tin đến cho anh thiệu thiên sinh chỗ ở của người mà ngài ủy thác đều nằm trong tài liệu này mời ngài xem người đàn ông cung kính đem một túi giấy lớn đưa cho thiệu sâm thiệu sâm cầm lấy cái túi hơi nhìn vào đồ vật bên trong sau đó đem một tờ chi phiếu đặt trên bàn đây là tiền thù lao của anh dứt lời anh liền cầm tài liệu đứng dậy rời khỏi quán cà phê họ đã hẹn trở lại chỗ ở thiệu sâm không kịp chờ đợi nữa mở túi ra anh muốn biết những năm nay Bùi Dạ Tĩnh ở đâu, đang làm gì, có cuộc sống mới hay không. Khi anh mở ra tài liệu thứ nhất, độc thân, hai chữ đập vào mắt khiến Thiệu Sâm không khỏi thở vào một cái, âm thầm vui mừng. Mấy trang giấy rất nhanh anh đã xem xong, đọc ghi chép về cuộc sống mấy năm qua của Bùi Dạ Tĩnh, trong lòng Thiệu Sâm ngổn ngang biết bao tư vị. Tĩnh Nhi, em có nguyện ý gặp lại anh không? Thiệu Sâm dịu dàng vốt ve bức ảnh trong tài liệu, thâm tình nhìn, tự lầm bẩm Mặc dù nói muốn cho con cảm nhận được tình thương của mẹ, nhưng chỉ có anh hiểu rõ nội tâm mình. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ, chính anh cũng rất muốn gặp cô. Khi con trai yêu cầu thì chỉ là một lý do quang minh chính đại để anh tìm cô thôi. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, anh nhất định sẽ bắt cô trở về lần nữa. Chỉ là hiện tại, tâm bồi giả tĩnh phòng bị nặng như vậy, phải làm như thế nào mới có thể đến gần cô đây? Anh vô ý liếc tờ báo phía trên bàn, phía trên còn một tiêu đề lớn. Đứa trẻ lang thang không về nhà, được cô tốt bụng nhận nuôi 10 năm một ý tưởng hiện lên trong đầu anh, có lẽ anh cũng có thể làm theo cái này. Kế hoạch đơn giản lập tức hình thành trong đầu, không suy nghĩ nhiều, anh lập tức đem những thứ đáng giá trên người tháo xuống, cái gì cũng không mang theo, tay không đi ra khỏi phòng. Anh muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô sẽ mềm lòng chứa chấp anh. Bữa dạ tĩnh từng bị Tô Hà làm cho dao động, từng kích động muốn bay đi Nhật Bản đem con trai về, nhưng cuối cùng cô không đi, bởi vì sợ, vì cô quá mềm yếu hết thảy những trông gai làm cho cô lùi bước. Nhưng người mà cô sẽ cho là không bao giờ nhìn thấy nữa, lúc này lại đứng trước cửa nhà mình. Thiệu Sâm đầu đầy mồ hôi, hình tượng chỉnh tề lúc trước, giờ lại đầu tóc xốc xách không chịu nổi. Ông tay áo tùy ý cuốn lại, giải ra vốn nên sáng bóng, lại đóng đầy bụi bậm, cả người anh nhếch nhác. Anh... Bùi dạ tĩnh đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn người đàn ông quen thuộc lại xa lạ, không nói nổi từ thứ hai. Tịnh nhi, Mặc dù vuốt ve tấm hình vô số lần, nhưng khi cô chân thật đứng trước mặt mình, nội tâm Thiệu Trâm không nhịn được kích động, kêu lên tên của cô. Anh không dám tùy tiện tiến đến, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cô đáp lại. Anh tại sao lại ở đây? Bùi dạ tĩnh đột nhiên nhớ đến việc mình đã cùng anh đi hôn, còn bị anh ép buộc không được gặp mặt con, nhất thời sắc mặt trở nên tối tăm. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh. Nói xong, cô vung loạn tay chân mở ra túi sách, muốn tìm chìa khóa mở cửa, Thiệu Trâm vội vàng tiến lên, đè tay cô lại. Tị Nhi, hãy nghe anh nói. Không nghe, cái gì tôi cũng không muốn nghe. Bùi giả tĩnh tùy hứng hô to, nước mắt uất ức lã trã rơi xuống đất. Chúng ta đã ly hôn, anh có đem Thiệu Nhiên đoạt đi, để cho tôi không được gặp Nhiên Nhiên. Cảm xúc nhiều năm chết chứa trong nháy mắt bộc phát, cô đánh vào ngực anh hô to. Trả Nhiên Nhiên lại cho tôi, trả Nhiên Nhiên. Thiệu Trâm mặc cho cô vừa đánh vừa mắng, nhìn cô không tự chủ được làm nũng với anh. Thân thể anh không cảm nhận được chút xíu đau đớn nào, hồi lâu, Bùi Dạ Tĩnh mới chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, gạt đi nước mắt. Tịnh Nhi, hiện tại có thể nghe anh nói không? Thiệu Sâm cảm thấy cảm xúc của cô đã ổn định, mới dám mở miệng. Anh đến tìm tôi làm gì? Làm sao anh biết tôi ở đây? Nhiên Nhiên đâu? Cũng đi cùng anh sao? Một chuỗi câu hỏi từ trong miệng cô thốt ra. Đừng có gấp. Thấy bộ dáng nóng nảy của cô, Thiệu Sâm không nhịn được suy nghĩ trần an cô giống như trước đây. Anh từng bước từng bước giải đáp vấn đề cô hỏi. Anh là vì Nhiên Nhiên nên tới đây tìm em, trước khi đến, anh nhờ người tìm giúp địa chỉ này. Nhân nhiên không cùng anh đến. Nhân nhiên thế nào rồi? Vừa nghe Thiệu Sâm là vì cục cưng mới đến, trong lòng cô không khỏi có chút mất mát. Bé muốn gặp em. Thiệu Sâm cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Có thật không? Tôi cũng rất nhớ con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bùi dạ tĩnh nhất thời lộ vẻ mừng rỡ, khiến Thiệu Sâm không khỏi ghen tị địa vị của bé trong lòng cô. Thế còn anh, em có nghĩ đến anh không? thiệu sâm vẫn không nhịn được sau đo cùng con trai mình buồn buồn hỏi cô bùi dạ tĩnh không ngờ anh sẽ hỏi như vậy trố mắt trong chốc lát à thôi thiệu sâm không miễn cưỡng cô chỉ mở một đôi mắt đáng thương mà nhìn có cơm ăn không anh đã một ngày không ăn cơm cái gì bùi dạ tĩnh nhất thời không biết nên trả lời thế nào thật lâu mới phản ứng được anh một ngày rồi không ăn cơm sao đúng anh xuống máy bay sau khi đi toilet sau khi ra ngoài liền phát hiện hành lý không thấy đâu thảm hại hơn chính là hôm nay sau khi ra cửa vì tiền lại bị ăn trộm. Thiệu Sâm kể sinh động, đem mình nói thật đáng thương, với ý định là không để cho cô nhận tâm đuổi anh đi. Trong người anh bây giờ không có xu nào, ở chỗ này cũng chỉ biết có em. Nếu như em không chứa chấp anh, vậy thì tối nay anh chỉ có thể lưu lạc nơi đầu đường rồi. Vì muốn gia tăng tính chân thực, còn cố ý đi bộ đến nhà bùi dạ tĩnh để cho mình nhét nhác một chút, như vậy mới có tính thuyết phục. Bùi dạ tĩnh nhìn thấy anh toàn thân là bộ dáng nhét nhác, không đành lòng lên tiếng đuổi anh đi. Vậy anh vào đi. Cô tìm chìa khóa mở cửa cho anh đi vào. Nhưng ngày mai anh phải đi. Nói gì thì nói, cũng không thể để anh ở đây. Đối với cô mà nói quá nguy hiểm. Anh không có tiền. Thiệu dâm lần nữa nhấn mạnh sự quẫn bách của mình. Tôi giúp anh đặt phòng khách sạn. Anh không cần tiền của phụ nữ. Làm sao có thể, nếu anh ở khách sạn thì làm sao tiếp cận lâu dài được. Anh không thể ở chỗ của tôi. Bùi dạ tĩnh vội vàng nói, quan hệ hiện giờ của họ không thích hợp. Tại sao? Thiệu dâm biết rõ còn hỏi. Tĩnh Nhi, mặc dù chúng ta đã ly hôn nhưng chúng ta không thể làm bạn sao hiện tại bạn em gặp nạn em cũng không nguyện ý giúp một tay sao hay là em sợ chúng ta đơn độc trung đụng ai nói tôi sợ không muốn bị anh xem thường cô lập tức bật thốt lên đã như vậy thời gian này làm phiền em rồi thiệu sâm không cho cô cơ hội phản bác sau đó nói một chút chuyện về nhân nhiên bùi dạ tĩnh vừa nghe đến chuyện của con liền im lặng vì con trai cô sẽ tạm thời để cho anh ở đây chỉ cần coi anh như người xa lạ là được anh ngồi trước đi, tôi đi làm chút gì đó cho anh ăn. Nói xong, cô xoay người tiến vào phòng bếp làm thức ăn. Thiệu Trâm nhìn bóng lưng cô, khóe miệng không khỏi cong lên, trong lòng ngọt ngào, đến cả hơi thở cũng ngọt. Thật tốt, rốt cuộc anh lại gặp được Tĩnh Nhi. Dạ Tĩnh, cậu ngủ không được ngon giấc à? Tô Hà đi tới vỗ vai cô. Kêu cậu mấy tiếng cũng không nghe, mình thấy hôm nay tinh thần của cậu có chút hoảng ngốt đó. Không có gì, tối hôm qua ngủ không được tốt cho lắm, Hôm qua, cô vừa nghĩ tới Tiệu Trâm đang ngủ ở sát vách, cô lăn lộn khó ngủ, sáng sớm liền vội vã đi ra khỏi nhà. Gặp lại Tiệu Trâm, lòng cô vẫn như cũ rung động không dứt. Biết rõ hiện tại hai người đã không còn quan hệ, nhưng cô vẫn nhịn không được nhớ đến anh. Nhưng anh lại tìm đến cô, mà cũng chỉ vì cục cưng. Cô không cần quá để ý đến anh. Bùi Dạ Tĩnh không ngừng động viên mình, tạo ra một bức tường bảo vệ. Sắc mặt của cậu trông rất xấu, có cần xin phép về không? Tô Hà nhìn sắc mặt của cô có chút lo lắng, tâm hỏi lại. Không, mình không muốn về. Cô phản ứng quá độ, khiến Tô Hà bị dọa sợ. Cậu làm sao vậy? Tô Hà nghi ngờ nhìn cô. Cậu khẩn trước cái gì? À, không có. Biết mình phản ứng có chút quá mức, bùi dạ tĩnh vội vàng hạ giọng nói, kéo ra một chút tươi cười. Cậu thật không có chuyện gì sao? Tô Hà không yên tâm hỏi lại lần nữa. Thật mà, không có chuyện gì, chỉ là mình ngủ không ngon thôi. Dạ tĩnh, lần trước mình đề nghị cậu đi Nhật Bản tìm lại con, cậu dự định thế nào? Bộ dạng sống không có mục tiêu của dạ tĩnh khiến Tô Hà có chút bận tâm. Không phải mình nói, đợi đến khi nhà trẻ nghỉ lại tính sao? Bùi dạ tĩnh không dám để Tô Hà biết. Thiệu Trâm đã đến tìm cô nói chuyện của con. Người này hiện tại đang ở ngay nhà của cô. Ừ, vậy cũng tốt. Chuyện này đợi nhà trẻ nghỉ hãy nói. Cậu có cần giúp gì, cứ nói thẳng với mình. Tô Hà nhớ lại chuyện quan trọng. Có chuyện mình nhất định phải nói ngay, không phải cậu tính toán muốn về gặp cha mẹ sao? Dù sao nhiều năm như vậy, bọn họ đều rất nhớ cậu. Trong lúc nhất thời, Bùi Dạ Tĩnh không để bạn thế nào. Cô đã từng muốn trở về, nhưng mỗi lần gọi điện thoại đều bị cha cắt đứt. Dần già, cô vẫn chưa có dũng cảm trở về. Rất lâu sau đó, cô nhẹ nhàng nói ra một chữ. Mình... Sau đó lại trầm mặc Về thăm nhà một chút thôi. Tô Hà thấy dáng vẻ cô đang giãy giụa cũng biết thật tâm cô muốn trở về. Cậu cuối cùng vẫn là con gái của bạn họ, như thế nào đi nữa, bạn họ cũng không thể oán trách cậu cả đời. Trở về nhận sai sẽ không có chuyện gì. Tô Hà, mình không biết làm thế nào mà có thể đối mặt với cha mẹ mình trong lòng bùi dạ tĩnh rất mâu thuẫn vừa muốn trở về xem cha mẹ mình lại không dám gặp lại họ cậu là con của họ họ sẽ tha thứ cho cậu tô hà họ sẽ nguyện ý tha thứ cho mình sao bùi dạ tĩnh không có lòng tin năm đó cô bất chấp tất cả tạm nghỉ học để gạ cho Tiểu sâm phụ sự kỳ vọng của cha cha mẹ sẽ tha thứ cho cô sao máu mủ tình thâm có cha mẹ nào lại ghi hận con cái cả đời tô hà an ủi cô Cậu trở về thẳng thắn nói chuyện với họ, thỉnh cầu sự tha thứ, mình tin tưởng họ sẽ tha thứ cho cậu. Bùi dạ tĩnh trầm mặc, nghĩ tới lời Tô Hà nói, có lẽ cô nên trở về nhà xem cha mẹ một chút. Thiệu Trâm vừa rời giường đã không thấy bùi dạ tĩnh, nghĩ thầm, cô nhất định đang trốn tránh mình. Chỉ là không sao, anh đã thừa nhận, còn sợ cô tránh mình sao? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, thật sự quá tốt. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng, quyết định dọn dẹp phòng ốc của người phụ nữ mình yêu một chút, sau đó chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn chờ cô trở lại nói liền làm thiệu sâm nhanh chóng tìm cây lau nhà cùng khăn bắt đầu công việc tổng vệ sinh lần đầu tiên trong đời anh lúc kim đồng hồ chỉ 7 giờ thiệu sâm nhìn ra cửa lần nữa vẫn không nghe được tiếng mở cửa mình mong đợi tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở về cô gái này không phải vì tránh anh nên chọn cách không trở về chứ lúc anh đang ngồi suy nghĩ lung tung ngoài cửa vang lên tiếng va chạm mở khóa Thiệu Sâm vội vàng ngồi lên ghế sofa, còn cầm một tờ báo giả bộ đọc. Em đã về? Cô không chút để ý nói. Ờ. Bùi dạ tĩnh vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thiệu Sâm ngồi trên ghế sofa, đang nghiêm túc xem báo, không lên tiếng quấy rầy, tự mình trở về phòng. Khóe mắt Thiệu Sâm hơi nhướng lên, hơi nóng nảy, vội vàng lên tiếng. Tị nhi, anh vừa rồi đói bụng nên nấu chút đồ ăn, cũng thuận tiện nấu cho em. Bùi dạ tĩnh lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn anh. Anh nấu sao? khi cô nghe anh nói lời này vấn đề đầu tiên chưa xuất hiện trong đầu cô không phải cô muốn hoài nghi anh mà bởi vì từ nhỏ thiệu trâm sống cuộc sống của một vị đại thiếu gia bất luận cái gì cũng không cần anh nhúng tay huống chi là nấu cơm dĩ nhiên thiệu trâm nâng cảm kiêu ngạo không dứt những năm này anh học không ít thứ lúc ở nhà anh thường nấu cơm cho cục cưng ăn nói đến cục cưng hai người đều trầm mặc lâu sau bùi dạ tĩnh mới đem suy nghĩ trong lòng nói ra nhân nhiên, nhiên bé có khỏe không Ừ, còn rất tốt. Thấy cô rụt rè hỏi, Thiệu Trâm không khỏi cảm thấy áy náy. Năm đó, anh làm sao lại tàn nhẫn nói ra lời nói như vậy, để cho cô không nhìn thấy cục cưng. Bùi dạ tĩnh vội vàng hỏi. Bé hiện giờ ra sao? Có cao hơn không? Thiệu Trâm có chút hối hận, đã nói dối cô. Bằng không, anh có thể quang minh chính đại đem hình con trai ra cho cô nhìn, để cho cô giải tỏa bớt nỗi khổ nhớ nhung. Anh thật sự không nên lấy lý do hành lý cùng ví tiền bị trộm mất. Tịnh nhi, thật xin lỗi tôi muốn gặp cục cưng, thật sự rất muốn. Bùi dạ tĩnh không khỏi đau buồn, hốc mắt trở nên ướt át. Thiệu sầm khổ sở không dứt, đứng dậy đi tới bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy. Thật xin lỗi, năm đó anh không nên dùng lời nói ác độc như vậy. Anh chưa từng muốn không để cho em thấy cục cưng, chỉ hy vọng em có thể vì con mà ở lại. Tịnh nhi, tha thứ cho anh. Nước mắt bướng bỉnh ào ào rơi xuống, bùi dạ tĩnh không cự tuyệt cái ôm của anh, yên lặng rơi lệ. Tịnh nhi, anh yêu em, vẫn luôn không thay đổi. Thiệu Sâm thâm tình thổ lộ. Anh biết trong quá khứ đã làm cho em bị tổn thương, cho anh thêm cơ hội cho chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Bùi dạ tĩnh không trả lời, chỉ rơi nước mắt. Thiệu Sâm đưa tay thay cô lau đi nước mắt, động tác cực kỳ dịu dàng, giống như là trân trọng bảo bối cực kỳ trân quý. Những năm nay không có em, anh sống một chút cũng không tốt. Một bên, anh lau nước mắt trên mặt cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh nhớ em, rất nhiều lần muốn đến tìm em, nhưng em không bỏ được lòng tự trọng xuống. Cho đến khi cục cưng đòi gặp em, anh mới phát hiện anh khát vọng muốn được gặp em, được ôm em trong tay. Anh thổ lộ tâm tình, khiến tim cô rung động không dứt. Tịnh nhi, anh hiểu rõ năm đó đồng thải điệp đã thương tổn em là vì anh, là lỗi của anh. Anh không suy tính đến cảm thụ của em, để em phải lo lắng, cũng làm lòng tin của em đối với anh bị hủy sạch. Sai lầm giống như vậy, anh sẽ không tái phạm nữa. Yên lặng một chút, anh nói tiếp nhiên nhiên ở trong trường học cùng bạn học đánh nhau bởi vì đứa bé nó nói cục cưng không có mẹ là đứa con hoang cái gì bùi Dạ tĩnh che miệng kinh ngạc khô lên đôi mắt hiện lên áy náy càng thêm sâu trời ạ à, con tôi thời điểm anh biết được trong lòng rất khổ sở bởi vì chúng ta ly hôn khiến cục cưng bị tổn thương thiệu sâm chậm rãi nói với cô tịnh nhi anh tới tìm em một phần vì cục cưng quan trọng hơn anh cũng rất cần em mẹ xin lỗi nhiên nhiên Lời của anh khiến cho cô lần nữa khóc to. Không, là lỗi của anh. Thiệu Trâm ôm chặt cô. Là anh khiến cái nhà này trôi đi như vậy. Ban đầu anh nói dù có chuyện gì cũng không buông tay, đều là do anh tự ái, làm hỏng tất cả mọi thứ. Ngoan, tịnh nhi, đừng khóc. Không nỡ nhìn thấy cô khóc, Thiệu Trâm tận lực an ủi dụ dỗ cô. Tôi muốn nhiên nhiên, muốn gặp anh. Cô rưng rưng nước mắt chờ đợi nhìn anh. Được, nhưng phải qua một thời gian nữa, được không? cô vẫn chưa đồng ý lại gả cho anh, làm sao lại để cô gặp con trước đây? Tại sao? Tôi muốn lập tức nhìn thấy con. Bùi dạ tĩnh không hiểu ý của anh là gì. Vậy em đồng ý gả cho anh chứ? Nếu cô gật đầu, anh sẽ lập tức mang cô về Nhật Bản gặp cục cưng. Cái gì? Bùi dạ tĩnh cảm thấy không giải thích được, nói thế nào, nói qua nói lại, đều là vấn đề này chứ. Tôi làm sao muốn gả cho anh? Con trai chúng ta phải có một gia đình hoàn chỉnh. Thiệu Trâm trả lời như chuyện đương nhiên. Anh đã đồng ý với bé. Không cần, tôi không muốn tái giá với anh. Bùi dạ tĩnh hô lớn, tránh khỏi ngực anh, giận dữ trợn mắt nhìn. Vậy là anh không thể làm gì khác hơn, là tiếp tục cố gắng. Thiệu sâm đột nhiên thay đổi thái độ, hai tay mở rộng, giống như một tên vô lại. Bùi dạ tĩnh nhất thời tỉnh ngộ. Là anh cố ý tìm cách vào nhà tôi, bởi vì nguyên nhân này sao? Không phải vậy, tĩnh nhi, anh muốn bù đắp cho em, để cho chúng ta làm lại lần nữa. Chỉ sợ cô hiểu lầm, anh vội vàng giải thích nếu như không ngả cho anh, có phải anh không cho phép tôi nhìn thấy cục cưng không? Bùi Dạ Tĩnh cảnh giác nhìn anh. Không biết. Anh hiểu em rất muốn nhìn thấy con, anh sẽ không làm như vậy. Ba tháng. Thiệu Sâm nghiêm túc nói với cô. Tị Nhi, em cho chúng ta thời gian ba tháng để chúng ta thử một lần nữa. Nếu như cuối cùng em vẫn không muốn tái giá với anh, vậy anh liền đi. Sau đó đưa cục cưng đến, được không? Bùi Dạ Tĩnh trầm mặc. Cô dùng tàng muốn cự tuyệt, nhưng miệng giống như nặng ngàn cân, không trả lời được. Anh khi dễ tôi một tầng hơi nước lần nữa phủ kín đôi mắt cô, cô dùng sức dậm chân một cái, cô căn bản không cự tuyệt được anh. Thiệu Sâm thấy vẻ mặt cô đã thỏa hiệp, không khỏi ôm cô thật chặt. Tịnh Nhi, anh ôm lấy bả vai gầy yếu của cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, đưa tay lau đi những hạt trân châu trên gò má, kìm lòng không được, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đôi tay cô chống đỡ trên ngực anh, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Thiệu Sâm bá đạo hôn cô, nuốt trọn tất cả những kháng nghị cùng hơi thở. Anh khát vọng được hôn cô đã lâu, anh đã tưởng niệm 5 năm. Cứ như vậy, Thiệu Lâm thành công tiếp tục trụ lại nhà bùi dạ tĩnh. Vì nhìn thấy cô ngày nhớ đêm mong con trai, anh liền lên mạng tìm hình cho cô ngắm. Mà người phụ nữ này mỗi ngày đều phải nhìn đi nhìn lại 4 năm lần mới thôi, chọc cho anh phải ghen tức. Được rồi, không cần xem nữa. Đã muộn rồi, vậy mà cô còn không muốn rời khỏi màn hình máy vi tính. Ngày mai em sẽ không dậy nổi mất biết rõ cô không phải là người hay ngủ trễ, đã vậy còn thức đêm, anh thực sự không nhịn nổi, đi đến tắt nút màn hình. Thiệu dâm, sao anh lại tắt đi? Bùi dạ tĩnh tức giận kêu lên. Nếu không ngủ, chúng ta lại làm vận động hữu ích một chút, em thấy thế nào? Thiệu dâm dùng ánh mắt mập mờ cảnh cáo cô. Bùi dạ tĩnh rất nhanh hiểu ra anh án chỉ cái gì, khuôn mặt không khỏi sưng huyết đỏ bừng, càng làm cho lửa dục trong thiệu dâm lan rộng hơn. Nhưng bây giờ, anh vẫn còn trong giai đoạn theo đuổi cô, nên không thể tùy tiện ra tay, nếu không đến lúc đó, cô cầm tức đem anh đuổi đi, vậy chẳng phải liền thất bại trong gang tấc sao? Anh ở đây nói nhăng nói cuộn gì đó? Nói xong, cô đỏ mặt chạy về phòng của mình. Trong người lừa dục khó tiêu, Thiệu Trâm không thể làm gì khác đành phải ngoan ngoãn vào phòng tắm tắm nước lạnh để mình bình phục lại. Hiện tại, chỉ có thể xem không thể ăn, lúc nào mới kết thúc đây? Gần đây, bùi dạ tĩnh hành động rất kỳ quái, khiến Tô Hà không hiểu nổi thỉnh thoảng cô lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng của cô gái mới lớn còn tự mình ngồi cười khúc khích dạ tĩnh có phải cậu đang yêu hay không trừ cái này tô hà thật sự không nghĩ ra cái gì có thể khiến cô biến thành bộ dáng như vậy cậu nói bậy gì đó bùi dạ tĩnh nhặt lên những món đồ chơi rơi tán loạn trên đất không dám nhìn lại bạn có thật không tô hà còn chưa cảm thấy tin tưởng cậu thật không lén lút yêu đương không không có bùi dạ tĩnh lớn tiếng trả lời cô vậy thì tốt tối nay thay chúng mình đi ăn cơm đi Tô Hà bắt chéo hai tay trước ngực, bộ dạng đang đợi cô trả lời thế nào. Chúng mình sao? Bồi dạ tĩnh không hiểu. Trừ cậu ra, còn có ai, sẽ không lại muốn đi xem mắt chứ? Yên tâm đi, là tiệc đại công ty của chồng tương lai mình, dù sao cậu về nhà chỉ có một mình, không bằng chúng ta cùng đi. Có được không? Mình cũng không biết họ. Không được, cậu tối nay nhất định phải đi, không đi thì chính là không xem mình là bạn. Nói một cách thẳng tắn, Tô Hà vẫn chưa rất ý niệm muốn cô đi xem mắt. Nhưng nếu cậu nói đang yêu, đã có hẹn, nếu như vậy mình sẽ không miễn cưỡng nữa. Không, không có, mình đi. Bùi dạ tĩnh bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Sau khi tan làm, bùi dạ tĩnh cùng với Tô Hà đi đến một nhà hàng buffet với khung cảnh rất đẹp. Vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy bạn trai Tô Hà dẫn theo một người đàn ông anh Tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời đi về phía các cô. Wow, rất là đông người. Tô Hà vừa nhìn thấy bạn trai cao hứng nhào tới. Anh mới tất cả những thanh niên tài tuấn đến, bạn trai Tô Hà cười tranh công với bạn gái mình. Coi như anh làm rất tốt. Tô Hà nhìn người đàn ông bên cạnh bạn trai. Vị này xưng hô như thế nào, mau giới thiệu với Bùi Tạ Tĩnh. Bạn trai Tô Hà cười giới thiệu với Bùi Tạ Tĩnh. Người này là bạn trung học của tôi, Khiếu Phương Viễn. Sau xoay người hướng người bên cạnh giới thiệu anh. Đây là bạn kiêm đồng nghiệp của Tô Hà, Bùi Dạ Tĩnh. Bùi Tiểu Thư, chào cô. Khiếu Phương Viễn nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Chào anh. Bùi Dạ Tĩnh ngượng ngùng gật đầu một cái. "Phương Viễn, anh sẽ không để ý nếu chị em chúng tôi qua bên này ngồi chứ?" Tô Hà thừa cơ hội chế nhạo bọn họ, dĩ nhiên không ngại, đây là vinh hạnh của tôi. Nói xong, Phương Viễn nghiêng người hướng đến Bùi Dạ Tĩnh bày ra tư thế xin mời. Bùi Dạ Tĩnh có chút xấu hổ đứng sững sờ một chỗ, lén đưa tay kéo vạt áo của Tô Hà. Ai ngờ, Tô Hà căn bản không để ý tới cô. Bùi Dạ Tĩnh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo Phương Viễn đến phòng ăn, cô cảm thấy có chút chột dạ. Nếu như Thiệu Trâm biết cô ở đây đi xem mắt với người khác, liệu anh ấy có nổi giận hay không? Thiệu Trâm khẳng định hiện giờ mình đang trong cơn giận dữ, hơn nữa còn sắp bốc cháy. Đáng chết, người đàn ông đang cười sảng khoái kia là ai? Tại sao Tĩnh Nhi với hắn lại đi cùng nhau chứ? Anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy người đàn ông đang cười đến trói mắt, mở cửa xe cho bùi dạ tĩnh. Hơn nữa còn đứng đó nói không ngừng. Anh ở nhà lo lắng cho cô cả một buổi tối, nhưng người phụ nữ khiến anh vừa yêu, vừa giận, lại chạy đi hẹn hò cùng người đàn ông khác. Thiệu Trâm kiềm chế lại bản thân, ngăn mình không đi đến tách bọn họ ra. Cảm ơn. Bùi dạ tĩnh cười yếu ớt gật đầu với người đã đưa mình về nhà. Xem ra là tôi đã bị từ chối. Vương Viễn tự diễu nói, cả một buổi cô đều chỉ biểu hiện lại nhà xa cách anh, không để cho anh tiến thêm bước. Thật xin lỗi, đã làm trễ nải thời gian của anh. Bùi dạ tĩnh cảm thấy vô cùng ái náy. Thôi, dù sao cũng rất vui được làm quen với em. Phương Viễn cũng không ép buộc cô, người ta đối với anh không có tình cảm anh cũng sẽ không cố chấp mà dây dưa hẹn gặp lại hẹn gặp lại bùi dạ tĩnh gật đầu lần nữa lễ phép nhìn đối phương rời đi sau đó mới vào nhà anh ta là ai bùi dạ tĩnh vừa đến cửa đã bị thiệu sâm đang không đợi kịp kéo đến một bên chất vấn anh còn chưa ngủ bùi dạ tĩnh kinh ngạc hỏi anh là đang đợi em sao nói nhảm em đã khuya còn chưa chịu về gọi điện cũng không bắt máy làm cho anh lo lắng anh gấp gáp không đợi được, nếu không phải là lo lắng cho cô, như thế nào lại đợi ở đây chứ? Nhưng xem ra em vẫn rất tốt, anh lo lắng đến cơm cũng không ăn, còn em, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về, còn cùng người đàn ông khác ăn cơm đến giờ này. Càng nói anh càng tức giận. Thế nào, anh ở cùng em, ăn cùng em, mà em lại không đem anh để ở trong lòng. Anh còn chưa ăn cơm sao? Cô xin lỗi nhìn anh, thật xin lỗi, điện thoại của em hết pin rồi. Lúc đó, đúng lúc Tô Hà mời em đi tham gia tiệc liên hoan của công ty bạn trai cô ấy, cho nên không kịp thông báo với anh một tiếng. Em cùng người đàn ông kia là như thế nào? Nhưng anh lại cảm thấy người lúc nãy đối với cô rất ân cần. Đã trễ, người ta mới lễ phép đem về nhà mà thôi. Bùi dạ tĩnh không tự chủ được giải thích với anh. Tịnh nhi, anh không thích người đàn ông khác đến gần em. Thiệu sâm ăn vạ, ôm lấy cô, vẻ đẹp của cô rất dễ bị người khác phát hiện, tình địch của anh nhất định sẽ nhiều hơn bùi dạ tĩnh trầm mặc anh như thế nào lại giống như một đứa bé vậy em đâu có làm gì chính là không cho thiệu sâm bá đạo nói hai cánh tay buộc chặt cô thiệu sâm đau cảm thấy thân thể anh căng thẳng bùi dạ tĩnh cũng cảm giác được mình bị ôm đau anh không thích ánh mắt người khác nhìn em em là của anh đột nhiên anh nâng cầm cô lên cúi đầu ngậm lấy môi cô bất ngờ hôn khiến bùi dạ tĩnh quên mất phản kháng Thiệu Trầm từ rất lâu đã muốn làm như vậy, anh khát vọng đôi môi đỏ mỏng này đã lâu, nó vẫn mềm mại như trước kia. Anh mãnh liệt lấy đi hương vị ngọt ngào này, dường như như vậy vẫn cảm thấy không đủ. Bùi dạ tĩnh bị kích tình mãnh liệt bao phủ, thần trí ngày càng mơ hồ, đôi tay không tự chủ được bò lên cổ của anh, mặc cho bản năng nhiệt tình đáp lại. Khóe môi bật ra tiếng ngâm nga động tình. Tịnh nhi. Cô nhiệt tình đáp lại khiến cho anh không kiềm chế được khát vọng trong nội tâm, nhẹ nhàng đem cô đặt dưới thân mình, ép nhẹ thân thể mềm mại giống như thưởng thức mật ngọt, chậm rãi từng chút từng chút hôn lên cánh môi. Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển thành tham lam, đầu lưỡi của anh hóa thành ngọn lửa nóng thiêu đốt trong miệng cô. Tràn ngập trong những nụ hôn, từng chút một rơi trên môi cô, chọc cho cô phát ra từng tiếng yêu kiều. Quần áo hai người trong tiếng sột soạt đã cởi ra ném đầy trên đất. Tị nhi, anh yêu em, em là của anh, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Sáng sớm, từng tiên nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi vào bên trong căn nhà nhỏ, cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn, hai thân thể đang quấn lấy nhau thật chặt. Thiệu Sâm lười biếng ngáp một cái, chậm rãi mở mắt, cánh tay cảm giác được sức nặng, cúi đầu nhìn, khóe môi không khỏi xương lên. Tĩnh Nhi đang yên tĩnh nằm trong ngực anh. Ngừng mắt nhìn người đang nằm ngủ say trên cánh tay, Thiệu Sâm lặng lẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài tùy ý toán lạc trên gối, gương mặt say ngủ tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đôi môi đỏ mỏng hé mở thật mê người anh kìm lòng không được cúi đầu hôn thật sâu cánh môi ấm áp nồng đậm hơi thở của phái nam kích động thần kinh của nàng bùi dạ tĩnh đang trong giấc ngủ say dần tỉnh lại chào buổi sáng tịnh nhi ngón tay thiệu sâm êm ái vuốt ve gương mặt cô ư ừ, chào buổi sáng bùi dạ tĩnh xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đôi môi lười biếng khẽ cong lên đầu óc vẫn còn u mê em ngủ có ngon không anh cong khỉu tay lên nâng cô lên tiến gần đến thân thể mình hai thân thể trần truồng dán chặt vào nhau cảm giác nóng rực khiến cô ngạc nhiên trừng mắt cô nhất thời tỉnh táo hoàn toàn bọn họ bọn họ tối hôm qua lại trời ạ bùi dạ tĩnh che mặt trong đáy lòng kêu rên tại sao có thể như vậy tị nhi anh không hiểu nhìn về phía người phụ nữ đang hét trói tay chúng ta ngày hôm qua chúng ta Ngày hôm qua ý loạn tình mê, cộng thêm khát vọng nhớ nhung anh mới để cho kích động nhất thời không kiềm chế được. Cô dúi đầu vào trong gối, không biết nên đối mặt với thời khắc lúng túng này như thế nào. Tịnh nhi, thiệu sâm không cho cô có cơ hội trốn tránh, không cho em hối hận. Cả người anh nhất thời lại căng thẳng, chỉ sợ nghe được cô không thích. Em không có nói gì. Bùi dạ tĩnh hết cách với anh, bất đắc dĩ trưởng mắt. Em chỉ phải, à thôi, anh không cần hiểu. Bùi Dạ Tĩnh im lặng, không biết giải thích cùng anh ý tưởng trong lòng mình thế nào. Tối hôm qua bị anh hấp dẫn mà ngoan ngoãn lên giường, xem ra sau này càng không kiêng dè. Thật ra thì mấy ngày nay cô đã từ từ tiếp nhận sự thay đổi của anh. Thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác được chăm sóc che chở này. Nhưng mà việc này cũng không thể để cho anh biết, nếu không anh sẽ ăn cô không còn một mảnh xương. Chuyện gì đã qua, có lẽ nên để cho nó qua đi, dù sao sâu trong nội tâm của cô vẫn còn yêu anh ấy. Huống chi còn có nhiên nhiên, cô không đành lòng đem cho con cuộc sống như vậy. Cô cũng không thể không sống cùng con trai. Có chuyện gì không thể nói sao? Thiệu Sâm không hiểu, thấy bộ dạng sâu não của cô khóe miệng cười tà. Vậy là nghĩ muốn thêm lần nữa à? Trong nháy mắt, bùi dạ tĩnh từ trắng xanh trở nên đỏ như quả táo chín. Anh nói bậy gì đó? Không phải em yêu thích điều hiện của anh tối hôm qua sao? Thiệu Sâm đặc biệt nghiêm túc hỏi, đây chính là vấn đề mặt mũi của đàn ông. Sao anh lại hỏi như vậy chứ? cô xấu hổ giận dữ nhìn anh. Nhìn cô xấu hổ lấy lòng anh, không nhịn được, cúi xuống tìm được đôi môi cô, thương yêu. Trượt vào khoang miệng mềm mại, đùa giỡn với đầu lưỡi thơm to. Bùi dạ tĩnh dần mơ hồ khẽ ngâm, toàn thân như có lửa nóng đốt cháy. Tịnh nhi, anh muốn em. Nói xong, anh lần nữa phủ lên môi của cô, không giống với lúc nãy dịu dàng hôn, mà lúc này kịch liệt dây dưa. Đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò sâu bên trong khoang miệng cô, bừa bãi chiếm đoạt. Tịnh nhi, em đúng là một tiểu yêu tinh. Cái vuốt ve của anh tựa như ma pháp thôi miên, làm cho ý thức của cô ngày càng mơ hồ. Kể từ sau khi hai người đột phá mối quan hệ của mình, Thiệu Sâm có thể đường đường chính chính chuyển vào trong phòng ngủ của Bùi Dạ Tĩnh, hàng đêm cùng với cô chung giường, chung gối, cộng thêm triển miên không dứt. Mỗi ngày và buổi tối đều làm cho cô đau lưng, ngày thứ hai phải đem đôi mắt thâm quầng đi làm. Bùi Dạ Tĩnh từ từ đi vào phòng làm việc, trong lòng không nhịn được mắng Thiệu Sâm là người không biết tiết chế người đàn ông kia giống như là đói khát nhiều năm, giống như mãnh thú xuất chuồng, căn bản không biết hai chữ thỏa mãn viết như thế nào. Dạ tĩnh, gần đây trông sắc mặt của cậu rất kém. Nhìn thấy cô mấy ngày nay đều mang bộ dáng thiếu ngủ đi làm, tô hà không khỏi nhíu mày. Trong cậu thoáng cái thì vẻ mặt tràn rề rất sống, thoáng cái tinh thần mệt mỏi, như vậy là sao? Khả nghi, thật sự rất khả nghi. Cô biết buổi dạ tĩnh không phải là người hay có tâm trạng lên xuống thất thường, nhưng tại sao trong khoảng thời gian này lại trở nên kỳ quái như vậy? đúng là làm cho người khác cảm thấy rất khó hiểu. Tô Hà đang cố gắng hồi tưởng lại xem dạo gần đây bùi dạ tĩnh có cái gì đó không đúng. Khoai mắt cô lại vô tình liếc thấy trên cổ bùi dạ tĩnh xuất hiện những vết đỏ kỳ lạ. Bùi dạ tĩnh! Tô Hà đột nhiên kêu to lên khiến cho mấy cô giáo khác trong phòng làm việc nhìn chăm chú. Tô Hà vội vàng che miệng đang mở to của mình kéo bùi dạ tĩnh ra khỏi phòng làm việc. Cậu nói thật đi, có phải cậu đã có bạn trai rồi hay không? Tô Hà kéo Bùi Dạ Tĩnh đến một góc yên tĩnh bên ngoài phòng làm việc tra hỏi, hai tay chống nạnh, tức giận, chất vấn. Mình không có, cậu đừng có nói bậy. Bùi Dạ Tĩnh ấp úng nói, vẻ mặt trột dạ, nhìn rất rõ ràng. Cậu còn dám nói không? Tô Hà tức giận hư một tiếng. Vậy dấu vết trên cổ cậu là do ai làm nên? Đừng nói với mình, đó là vết mũi chích đó. Thoáng chốc, Bùi Dạ Tĩnh nghẹn lời, bàn tay theo bản năng che lấy cổ, mặt đỏ bừng cười gượng với Tô Hà. Chuyện này, Mấy ngày nay, sáng nào cậu cũng uể oải không có sức sống, không phải là buổi tối vận động quá mức đây chứ. Tô Hà dò xét nhìn bùi dạ tĩnh, cẩn thận chú ý từng biểu hiện của cô. Gương mặt bùi dạ tĩnh vô đã hồng càng hồng thêm, đáp án đã rõ ràng. Bùi dạ tĩnh, cậu thật biết giả bộ, giống mình lâu như vậy, giữa chúng ta rốt cuộc có phải là chị em tốt không vậy? Tô Hà oa oa kêu to, bất mãn trừng mắt về phía cô. Tô Hà, thật ra thì, mình không biết nên nói với cậu thế nào bùi dạ tĩnh cảm thấy chuyện này trong nhất thời trở nên phức tạp vậy thì từ từ nói thôi tô hà dù bận vẫn ung dung bộ dáng chính là cái mình có nhiều nhất chính là thời gian anh ấy là thiệu trâm chồng trước của mình bùi dạ tĩnh cắn răng mặt đỏ bừng nói tô hà không khỏi kinh sợ thiếu chút nữa đứng không vững âm thanh run rẩy hỏi cậu cậu nói người đó chính là chồng trước của cậu sao điều này thật sự là quá kinh người bùi dạ nhìn nét mặt khiếp sợ của bạn chậm rãi gật đầu Tô Hà rất nhanh khôi phục lại bình thường, tiếp tục hỏi. Chuyện đó diễn ra khi nào? Vừa đúng một tháng. Đến lúc này, Bùi Dạ Tĩnh cũng không thể không thành thật khai báo. Cái gì? Một tháng? Tô Hà càng ngồi, càng thấy được vị trí của mình ở trong lòng bạn tốt ngày càng thấp. Đã lâu như vậy mà một chút tin tức mình cũng không biết. Tuần trước mình còn ngây ngốc đưa cậu đi xem mắt. Bùi Dạ Tĩnh, cậu đúng là không có lương tâm. Thầy cô ấy tức giận, Bùi Dạ Tĩnh vội vàng xin lỗi.